Kiếm vực vô địch, Dương Diệp. Tập 181. Miếu sát. Nhìn thấy một màn này, mọi người đều ngây. Ra, người áo đen liêm đao này có thể miểu sát cường giả đồng cấp của Vĩnh Hằng Quốc Độ, nhưng mà Dương Diệp lại có thể ở cùng cấp miểu sát bọn bò. Thực lực của Dương Diệp rốt cuộc đã khủng bố đến trình độ nào? Xa xa, Hoàng Huyền bị Dương Diệp khiêu khích như vậy, sắc mặt trở nên âm lãnh, vẫn mang theo nét cười, có điều nụ cười này lại rất âm trầm. Dương Diệp tất nhiên không sợ, hắn nhìn năm người áo đen cầm liêm đao còn lại, sau đó nói, hay là bảo họ cùng lên đi. Khiêu khích lõa lồ. Trong mắt Hoàng Huyền đã có sát ý, đang định lên tiếng, đúng lúc này, mày hắn đột nhiên nhíu lại, sau một lúc lâu, hắn nhìn về phía Đơ Lương Diệp. Ngươi là từ ám thế giới giết ra. Giết ra. Lúc này, Hoàng Huyền cũng có chút kinh hãi, bởi vì có người nói với hắn Dương Diệp là làm thế nào để ra khỏi ám thế giới. Những đệ tử này của hoàng tộc là được huấn luyện ở ám thế giới, bọn họ đã thương lượng với ám thế giới trước rồi kia. Nhưng Dương Diệp thì khác, Dương Diệp là trực tiếp từ ám thế giới mà giết ra. Ở đó, hắn giết tới cho vị kia không thể không tiễn hắn ra. Có thể nói. Dương Diệp và 6 gã đệ tử này của hoang tộc có khác biệt rất lớn. Dương Diệp nhìn Hoang Huyền, sau đó bước về phía Diệp Chi Bắc và Hình Bỉ Thanh ở bên cạnh. Các ngươi không phải đối thủ của 5 người này đâu, rời khỏi đi. Hắn sở dĩ đi ra, tất nhiên là bởi vì Diệp Chi Bắc và Hình Bỉ Thanh này. Sống chết của những người khác hắn không quan tâm, cũng sẽ không quản, nhưng hai nàng này hắn không thể không quản. Hai nàng nhìn nhau một cái, cuối cùng Hình Bỉ Thanh lắc đầu. Lúc này hai người chúng ta mà lui thì sẽ khiến gia tộc bọn ta trở thành sỉ nhục của toàn bộ Vĩnh Hằng Quốc Độ. Sỉ nhục. Vào lúc này, toàn bộ Vĩnh Hằng Quốc Độ, ai lui bước thì chính là sỉ nhục. Đặc biệt là con cháu đại thế gia như bọn họ, nếu bọn họ lui bước, đối với thế gia của mình sẽ là một đả kích không nhỏ. Lòng tin. Vào lúc như thế này, lòng tin là quan trọng nhất. Dương Diệp nhìn hai nàng hồi lâu. Đang định lên tiếng, đúng lúc này, cách đó không xa Hoang Huyền đột nhiên nói. Đừng có ở đây lải nhải, lão tử không có thời gian nghe các ngươi đâu. Hoang Huyền dứt lời, một cỗ hồng mông đột nhiên từ trong cơ thể Dương Diệp ùa ra, ngay sau đó, Dương Diệp xoay người nhìn về phía Hoang Huyền, sau đó hắn bước về phía Hoang Huyền. Ngươi có phải đang khó chịu hay không? Khóe miệng Hoang Huyền nhếch lên. Đúng là rất khó chịu. Hai mắt Dương Diệp đã hiện ra màu đỏ. Nháy mắt, Dương Diệp xuất hiện trước mặt Hoang Huyền, một kiếm chém ra. Dùng kiếm thành vực, mà lần này khác với những lần trước, lần này là hai loại vực. Nhận thấy được lực lượng trong kiếm của Dương Diệp, Hoang Huyền hơi biến sắc, không dám lơ là, có điều, hắn không trốn tránh, mà là tay cầm búa lớn đột nhiên bổ tới trước mặt. Lấy cứng trọi cứng, một búa này hạ xuống, thiên địa cũng phải nứt vỡ. Ầm, theo một tiếng nổ vang lên. Không gian xung quanh hai người trong nháy mắt trở nên yên diệt. Mà một bóng người bay thẳng về phía sau mấy trăm trượng. Bóng người này không phải Dương Diệp, mà là Hoang Huyền. Nếu chỉ có kiếm vực, Dương Diệp tuyệt đối không thể chống lại loại cường giả mệnh cảnh đỉnh phong này, nhưng hắn có hai loại vực, cộng với hai loại ý cảnh và chu, hắn hiện tại đã hoàn toàn có thực lực đánh một trận với cường giả mệnh cảnh đỉnh phong. Dương Diệp cầm kiếm bước về phía Hoang Huyền, nhìn thấy một màn này. Trong lòng các cường giả của Vĩnh Hằng Quốc Độ cách đó không xa lập tức vui mừng. Nếu Dương Diệp đánh nhau với hoang tộc, bọn họ tất nhiên sẽ cao hứng nhất. Có sự gia nhập của Dương Diệp, bên bọn họ sẽ có phần thắng nhiều hơn. Có điều đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên ngừng lại, hắn quay đầu nhìn các cường giả của những Vĩnh Hằng Quốc Độ đó ở xa xa, khóe miệng lộ ra vẻ châm chọc, sau đó thân hình run lên, xuất hiện ở ngoài mấy trăm trượng. Vô số cường giả của Vĩnh Hằng Quốc Độ ngây ngẩn. Không ra tay à? Hình Bỉ Thanh thấp giọng thở dài, nàng ta tất nhiên biết rõ ân oán của Dương Diệp và các thế lực của Vĩnh Hằng Quốc Độ. Vào những lúc như thế này, Dương Diệp không âm thầm hạ độc thủ với Vĩnh Hằng Quốc Độ đã là tốt lắm rồi. Bảo hắn giúp Vĩnh Hằng Quốc Độ đối kháng hoang tộc sao? Đó quả thực là si tâm vọng tưởng. Lưu Uyên ở trên không trung cũng khẽ thở dài, lần này... Vĩnh Hằng Quốc Độ không chỉ không thể ký thác hy vọng lên người Dương Diệp, để hắn đối kháng hoang tộc mà còn phải phòng bị Dương Diệp. Mà Vĩnh Hằng Quốc Độ cũng đã làm như vậy. Nếu Dương Diệp thật sự ra tay với Vĩnh Hằng Quốc Độ, tự sẽ có người đứng ra đối phó hắn.
Cách đó không xa, Hoàng Huyền lạnh lùng nhìn Dương Diệp, tuy trong lòng hắn rất khó chịu, nhưng hắn cũng không dám khiêu khích nữa. Cũng không phải hắn sợ Dương Diệp, mà là vào lúc này, đi trêu chọc tên nửa điên nửa ma này là rất không sáng suốt. Ánh mắt Hoàng Huyền thu hồi khỏi người từ trên người Dương Diệp, tay phải hắn nâng lên, sau đó hạ xuống. Phía dưới, năm người áo đen tay cầm liêm đao xông về phía đám người hình bỉ thanh. Năm người xếp theo hình chữ nhất, liêm đao trong tay không ngừng vung động, rất nhanh, phía sau để lại tàn ảnh thật dài. Do tốc độ quá nhanh dẫn tới. Mà lúc này, các tinh anh thế gia bên Vĩnh Hằng Quốc độ cũng lao về phía năm người. Này, có điều đúng lúc này, dị biến phát sinh, xung quanh năm người của năm người xuất hiện hơn 10 người người áo đen, hơn 10 người áo đen này tay cầm đoạn. Chủy, khí tức hoàn toàn không có, thân pháp quỷ mị. Sát thủ tinh anh đến từ tổ chức thiên hồn. Cách đó không xa, Dương Diệp lắc đầu, người từ ám thế giới đi ra tuyệt đối sẽ không sợ những sát thủ này. Những sát thủ nà tuy khủng bố nhưng không thể bằng sinh vật ở ám thế giới. Không chỉ như vậy, ở loại địa phương hắc ám tuyệt đối đó, năng lực phản ứng của những người này cũng đã trở nên khủng bố hơn không biết bao nhiêu lần. Quả nhiên, những sát thủ này vừa xuất hiện, 6 người áo đen tay cầm liêm đao đều nhanh chóng làm ra phản ứng. Trong nháy mắt, đầu của mấy người áo đen đã bay ra. Những sát thủ đó đối với 5 người áo đen này mà nói quả thực là trò cười, có điều lúc này, đám người hình bỉ thanh đã lao tới. Gần 30 người vây công 5 người áo đen. Có điều 6 người áo đen này không chỉ không có ai chết, ngược lại còn nghiền ép đám người hình bỉ thanh. Không chỉ như vậy, bên hình bỉ thanh mỗi thời mỗi khắc đều có người chết. Xa xa, Lưu Uyên đang giằng co với Hoàng Huyền. Hoàng Huyền vẻ mặt tươi cười, mà Lưu Uyên thì vẻ mặt âm trầm. Bên kia, Dương Diệp trầm mặc không nói gì. Trong lúc, mấy lần Diệp Chi Bắc và hình bỉ thanh đều thiếu chút nữa mất mạng. Lúc này, hắn có chút khó xử. Cứu hay không cứu? Nếu không cứu, cứ tiếp tục như vậy, nếu Vĩnh Hằng Quốc độ không có thủ đoạn khác, Diệp Chi Bắc và hình bỉ thanh đều phải chết. Mà nếu cứu, Diệp Chi Bắc và hình bỉ thanh khẳng định sẽ không đồng ý đi cùng hắn, bởi vì bọn họ có lựa chọn của mình. Rất đau đầu. Trong sân, chiến đấu vẫn đang tiếp tục. Từ cục diện cho thấy, bên Vĩnh Hằng Quốc độ đã bị áp chế. Mặc dù ở trên số lượng thì hoang tộc không chiếm ưu thế, nhưng về chất lượng thì hoang tộc tuyệt đối mạnh hơn Vĩnh Hằng Quốc độ rất nhiều. Đúng lúc này, Dương Diệp ở xa xa hơi biến sắc, ngay sau đó, hắn trực tiếp biến mất tại chỗ. Trước mặt hình bỉ thanh, một thanh liêm đao móc thẳng vào cổ nàng ta, nhanh tới cực hạn, hình bỉ thanh đã mất đi tiên cơ căn bản không thể trốn tránh, cũng không có sức chống cự. Tuy nàng ta đến từ chiến giới, nhưng những người trước mắt này đều đến từ địa phương tàn khốc hơn. Có điều đúng lúc này, hình bỉ thanh cảm thấy thân thể lung lay, sau đó, nàng ta mở mắt ra. Lúc này nàng ta đã cách người áo đen tay cầm liêm đao hơn trăm trượng. Sau lưng nàng ta là Dương Diệp. Nhìn thấy Dương Diệp xuất thủ, Hoàng Huyền cách đó không xa hai mắt híp lại lên, trong mắt chớp động. Dương Diệp là đang khiêu chiến điểm mấu chốt của hắn. Hình bỉ thanh nhìn Dương Diệp. Ngươi không nên xuất thủ. Dương Diệp lắc đầu. Sao có thể nhìn các ngươi chết trước mặt ta? Hình bỉ thanh còn muốn nói gì nữa, Dương Diệp lại cắt ngang. Ngươi đã vì Vĩnh Hằng Quốc độ mà chết một lần. Hiện tại, mạng của ngươi là của ta. Dứt lời. Dương Diệp trực tiếp đưa hình bỉ thanh vào Hồng Mông Tháp. Không có sự cho phép của hắn, hình bỉ thanh căn bản không thể ra được. Sau khi đưa hình bỉ thanh đi, thân hình Dương Diệp lóe lên, đó bên cạnh Diệp Chi Bắc, còn chưa có phản ứng thì đã trực tiếp bị hắn đưa đến Hồng Mông Tháp. Cứ như vậy trơ mắt nhìn bọn họ chết trước mặt mình, Dương Diệp bất kể là như thế nào cũng không làm được. Ở toàn bộ Vĩnh Hằng Quốc độ, hai nàng này là người đã giúp hắn nhiều nhất. Điểm này hắn vĩnh viễn sẽ không quên. Sau khi cứu hai nàng, Dương Diệp về lại vị trí cũ, trong quá trình này hắn không hề để ý tới những người chung quanh. Hoàng Huyền lạnh lùng nhìn Dương Diệp không nói gì. Bên Vĩnh Hằng Quốc độ thì càng không biết nói gì. Đại chiến vẫn tiếp tục. Bên Vĩnh Hằng Quốc độ đã xuất hiện bại thế. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía hư không, trong hư không vô tận ấy, chiến đấu trong hư không so với trên mặt đất thì kịch liệt hơn. Đương nhiên cũng quan trọng hơn. Nếu nơi đó phân ra thắng bại trước, không nghi ngờ gì nữa, thắng bại của cuộc chiến này cũng được định đoạt. Bởi vì cách quá xa,
Dương Diệp không thể thấy rõ tình hình chiến đấu ở đó, có điều từ thanh thế đó cho thấy, chiến đấu bên trong nhất thời bán hội chắc là sẽ không phân được thắng bại. Dương Diệp thu hồi ánh mắt, hắn nhìn về phía Lưu Uyên, nếu bên Vĩnh Hằng Vũ Trụ không có con bài chưa lật tiếp theo, không nghi ngờ gì nữa, Vĩnh Hằng Quốc Độ sẽ tiêu tùng. Bởi vì hoàng tộc tử thị đã giết vào Vĩnh Hằng Quốc Độ, chỉ cần những tử thị này giải quyết được các chiến vệ, những tử thị này sẽ tiến quân thần tốc, tiến vào Vĩnh Hằng Quốc Độ. Một khi lỗ hổng xuất hiện, vậy thì phiền phức của Vĩnh Hằng Quốc Độ sẽ rất lớn. Đúng lúc này dị biến nổi lên, linh khí bốn phía đột nhiên trở nên loãng đi, không chỉ như vậy, xung quanh hoàng tộc tử thị cùng với năm người áo đen cầm liêm đao không biết từ khi nào xuất hiện một số thể năng lượng. Những thể năng lượng này có lôi, hỏa, thủy, thổ, phong, vân. Đủ loại linh xuất hiện. Linh cung xuất thủ. Theo sự xuất hiện của những thiên địa linh vật này, xung quanh hoàng tộc tử thị và người áo đen cầm liêm đao xuất hiện từng đạo linh trận vô hình, những linh trận này đã vây khốn những người đó. Xa xa, khóe miệng Hoang Huyền nhếch lên. Linh cung à, thú vị đấy. Vãng sinh, một. Thế lực linh tổ đời trước sáng tạo đã xuất hiện. Sau khi thiên địa linh vật của linh cung xuất hiện, cục diện lập tức xảy ra một số nghịch chuyển. Bởi vì những thiên địa linh vật lợi dụng một loại linh trận để vây khốn hoang tộc tử thị cùng với một số cường giả hoang tộc. Không thể không nói, những thiên địa linh vật này vẫn có chút lợi hại. Khác với các thiên địa chi linh hoang dã, những linh vật này có tổ chức, được huấn luyện, bọn họ không chỉ là thiên địa linh vật, chiến lực bọn họ cũng phi thường khủng bố. Nhìn thấy một màn trước mắt, Dương Diệp có một ý tưởng. Đó chính là bảo Tiểu Bạch huấn luyện thiên địa linh vật trong Hồng Mông Tháp, không cầu họ có thể hủy thiên diệt địa, chỉ cầu bọn họ có năng lực tự bảo vệ mình là được rồi. Dương Diệp quay đầu nhìn về phía Hoang Huyền vẫn tươi cười, nhìn thấy nụ cười của hắn, Dương Diệp biết, Vĩnh Hằng Quốc Độ lần này e là không được thoải mái rồi. Quả nhiên, những linh vật của Linh Cung xuất hiện không bao lâu, bốn phía xung quanh, không gian đột nhiên dần dần rung động. Nhận thấy được một màn này, thần sắc Lưu Uyên lập tức trở nên đề phòng. Đột nhiên, một tiếng kêu quỷ dị vang vọng. Sau đó, bốn phía các thiên địa linh vật xuất hiện từng đạo hư ảnh mơ hồ. Hư vô sinh linh. Thần sắc Lưu Uyên trong nháy mắt trở nên khó coi. Hư vô sinh linh, cũng chính là sinh linh của hư vô giới. Hư vô giới đã đứng ở bên hoang tộc. Theo những hư vô sinh linh này xuất hiện, cục diện lại nghịch chuyển, linh trận bị phá. Theo linh trận bị phá, rất nhiều thiên địa linh vật nháy mắt bị miểu sát. Sức chiến đấu của những thiên địa linh vật này tất nhiên không so được với hoàng tộc tử thị và những người áo đen, phải nói là chênh lệch khá lớn. Đúng lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên xuất hiện trên vai Dương Diệp. Khi nhìn thấy thiên địa linh vật của Linh Cung bị giết, Tiểu Bạch nhìn về phía Dương Diệp với vẻ khẩn cầu. Dương Diệp nhẹ nhàng xoa đầu Tiểu Bạch, kỳ thật hắn cũng không muốn cứu những thiên địa linh vật này. Vì những thiên địa linh vật này thuộc về Linh Cung, bọn họ cũng không nhất định sẽ tôn trọng Tiểu Bạch. Có điều, hắn cũng không đành lòng cự tuyệt Tiểu Bạch. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía xa xa, lúc này Hoang Huyền đột nhiên lạnh lùng nói. Dương Diệp, nếu ngươi nhúng tay vào chuyện giữa hoàng tộc và Vĩnh Hằng Quốc Độ, hoàng tộc ta. Dương Diệp đột nhiên quay đầu nhìn về phía Hoang Huyền. Ngươi sẽ cắn ta à? Hai mắt Hoang Huyền híp lại, khí tức cả người trở nên cuồng bạo. Dương Diệp chẳng thèm bận tâm tới Hoang Huyền, hắn nhìn về các thiên địa linh vật ở xa xa. Ai muốn đi theo Tiểu Bạch thì tới đây. Lúc này, rất nhiều thiên địa linh vật nhìn về phía Tiểu Bạch. Linh Tổ. Rất nhiều thiên địa linh vật vẫn do dự, có điều có một số thiên địa linh vật theo bản năng đã đi tới trước mặt Tiểu Bạch. Vô cùng thân thiết với Tiểu Bạch. Móng vuốt nhỏ của móng vuốt nhỏ nhẹ nhàng sờ sờ những thiên địa linh vật trước mặt mình. Sau đó nàng ta nhìn về phía các thiên địa linh vật còn lại ở cách đó không xa, nhưng mà, có một số thiên địa linh vật vẫn không chịu đi tới. Tiểu Bạch nhìn về phía Dương Diệp với vẻ khó hiểu. Dương Diệp xoa đầu Tiểu Bạch. Bọn họ có suy nghĩ của mình, có con đường mà họ muốn đi, có lựa chọn của họ, chúng ta không ép buộc làm gì, được không? Tiểu Bạch gật gật đầu, sau đó dẫn những thiên địa linh vật tự nguyện đi theo nàng ta tiến vào Hồng Mông Tháp. Bên ngoài. Tử thị của hoang tộc đã dơ dao mổ. Trong sân, vô số thiên địa linh vật tiêu tán trong thiên địa. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn hư không vô tận, không thể không nói, chủ sự đương nhiệm của linh cung này vẫn rất lợi hại, không ngờ khiến những thiên địa linh vật này cự tuyệt sự dụ hoặc của Tiểu Bạch.
Có điều đây cũng là chuyện thường, vua nào triều thần nấy thôi. Tuy Tiểu Bạch là linh tổ, nhưng điều này không có nghĩa là tất cả thiên địa linh vật đều sẽ tôn nàng ta làm chủ. Dù sao, có những thiên địa linh vật đã tu luyện vô số năm sớm đã có ý thức của riêng mình, bản thân họ cũng không khác biệt nhiều với nhân loại. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, hắn đã không còn hứng thú xem tiếp. Đang muốn rời đi. Lúc này, trong hư không đột nhiên truyền đến những tiếng nổ kinh thiên, toàn bộ thiên địa bắt đầu rung động kịch liệt. Lúc này, mọi người đều ngẩng đầu nhìn về phía chiến trường hư không. Phân thắng bại rồi à? Ha ha, cho các ngươi nếm thử lực lượng của không gian bốn chiều. Trên hư không vang lên tiếng cười to không kiêng nể gì của hoàng đế. Hắn vừa dứt lời, trên hư không xa xa xuất hiện một cỗ lực lượng khủng bố. Một cỗ lực lượng vốn không thể thuộc về cường giả mệnh cảnh. Lực lượng của không gian bốn chiều. Phía dưới, Dương Diệp nhíu mày. Đó cỗ lực lượng đó xuất hiện, trong chiến trường hư không hai bóng người chậm rãi hạ xuống. Một bóng người trong đó chính là cường giả mệnh cảnh đỉnh phong tán tu của Vĩnh Hằng Quốc Độ, còn lại chính là lão đại của tổ chức thiên hồn. Sau khi thân thể của hai người hạ xuống chừng trăm trượng thì trực tiếp vỡ ra. Thần hồn câu diệt. Không chung, chỉ còn lại Vĩnh Hằng chi chủ cùng với đó hồn giáo. Ha ha. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tiếng cười to của hoàng đế không ngừng vang lên. Theo hai tiếng nổ vang lên, toàn bộ chân trời rung chuyển kịch liệt. Ngay sau đó, toàn bộ chiến trường hư không, không gian bắt đầu yên diệt. Mượn lực của không gian bốn chiều để diệt không gian ba chiều. Lui. Trên không trung vang lên thanh âm của Vĩnh Hằng chi chủ. Điều này có nghĩa là trận chiến này bên Vĩnh Hằng Quốc Độ đã thua. Các cường giả của Vĩnh Hằng Quốc Độ không chút do dự, đều lui về phía sau, những cường giả của hoang tộc thì muốn đuổi theo, có điều đúng lúc này, Vĩnh Hằng bích chướng đã bị hủy đột nhiên xuất hiện một quầng sáng cực lớn. Quầng sáng có màu đen, một cỗ lực lượng cường đại không ngừng từ trong quầng sáng ùa ra, tử thị cùng với năm người áo đen trực tiếp bị những lực lượng này đánh bay ra ngoài vạn trượng. Không chỉ như vậy, hai gã hoang tộc tử thị trong đó phản ứng hơi chậm, trực tiếp bị lực lượng bên trong quầng sáng đánh cho nát người. Cho dù là Hoang Huyền trong nháy mắt, cũng bị đánh bay. Đại trận, một quầng sáng đã tách hai bên ra. Mà đúng lúc này, hoàng đế xuất hiện trước quầng sáng. Hoàng đế lúc này tóc dài choàng áo, quanh người hắn không gian lúc ẩn lúc hiện, một cỗ lực lượng cường đại tràn ngập quanh người hắn. Lực lượng đến từ không gian bốn chiều. Hoàng đế lúc này mạnh tới vô hận. Có thể nói, đơn đả độc đấu, chỉ có hai người có thể đối kháng với hắn. Người thứ nhất chính là Kỳ Bỉ Thiên chưa được hoàn toàn giải phong, người còn lại tất nhiên chính là Thiên Tú, mà có thể áp chế hắn, e là chỉ có Kỳ Bỉ Thiên đã hoàn toàn giải phong, nữ tử váy đen và lão giả đeo giỏ trúc. Đương nhiên còn có Hắc Muội tay cầm hắc kiếm. Khóe miệng hoàng đế mang theo nụ cười nồng đậm, hắn nhìn Dương Diệp cách đó không xa, cười nói. Dương Tiểu Hữu tới đây xem kịch à? Dương Diệp gật đầu. Cứ coi là vậy. Hoàng đế cười ha ha. Vậy ngươi phải nhìn cho kỹ nhẹ, vở kịch hôm nay rất phấn khích đó. Dương Diệp nhìn hoàng đế. Có chút tò mò, ngươi không sợ Hắc Muội đó à? Hắc Muội, tất nhiên là nói nữ tử váy đen cầm hắc kiếm. Hoàng đế lắc đầu cười. Trước đây ta không dám ra tay, chính là kiêng kỵ sự tồn tại của nàng ta, sợ mượn lực lượng của không gian bốn chiều sẽ bị nàng ta cảm ứng được. Nhưng hiện tại, nàng ta đã bị thương. Hơn nữa, hai vị phía sau ngươi hiện tại đang đuổi giết nàng ta không có thời gian để quản ta. Dương Diệp nhìn hoàng đế, không nói gì, lùi sang một bên. Đúng như lời nói của hoàng đế, thế gian hiện tại cơ bản không ai có thể chống đỡ được hắn, trừ phi là thế lực ở địa phương của Kinh Tiên Sinh đứng ra hỗ trợ Vĩnh Hằng Quốc Độ. Có điều, nếu không có đại đặc biệt lớn, người ở địa phương đó sẽ không đến giúp Vĩnh Hằng Quốc Độ đâu. Dù sao hoàng đế hiện tại về lý luận mà nói, hắn đã siêu việt cường giả mệnh cảnh đỉnh phong bình thường. Hiện tại đối phó hắn sẽ phải trả giá đắt. Hoàng đế nhìn về phía quầng sáng màu tím trước mặt, sau quầng sáng màu tím là các cường giả của Vĩnh Hằng Quốc Độ. Tất cả mọi người đều đang nhìn hoàng đế. Quầng sáng mà bị phá thì Vĩnh Hằng Quốc Độ sẽ suy bại. Hoàng đế lắc đầu cười, đang muốn xuất thủ, đúng lúc này, Vĩnh Hằng chi chủ đột nhiên nói. Hoàng đế nhìn về phía Vĩnh Hằng chi chủ, cười nói. Muốn đầu hàng à,
Ha ha, thật xin lỗi, hoàng tộc ta không tiếp nhận đầu hàng. Vĩnh Hằng chi chủ trầm giọng nói. Hoàng đế, mục tiêu của ngươi là địa phương đó, nhưng mà hiện tại địa phương đó sắp thoát phá rồi, ngươi nhập chủ Vĩnh Hằng quốc độ, không có bất kỳ ý nghĩa gì nữa, không phải sao? Hoàng đế nhếch miệng cười. Vĩnh Hằng quốc độ có thần linh thần mạch kia, linh khí của Vĩnh Hằng quốc độ đầy đủ, có thể chống đỡ ta, để ta phá vỡ duy độ ba chiều, đạt tới không gian bốn chiều. Phá ba chiều, đạt bốn chiều. Đây là mục đích chân chính của hoàng đế. Dã tâm rất lớn. Trong quầng sáng, Vĩnh Hằng chi chủ nhìn hoàng đế hồi lâu, sau đó nói. Người đây là đang người si nói mộng. Ha ha. Hoàng đế lắc đầu cười. Có lẽ vậy, có điều con người mà, ai chẳng có khát khao và ước vọng, bằng không có khác gì cá muối. Cho dù kết quả là hoàng đế ta thất bại, nhưng ít nhất thì ta cũng từng cố gắng, ha ha. Dứt lời tay phải hắn nhẹ nhàng đè về phía quầng sáng. Một đè này, toàn bộ quầng sáng trong nháy mắt nứt ra. Nhưng toàn bộ Vĩnh Hằng chi giới lại trở nên có chút hư ảo. Nhìn thấy một màn này, hoàng đế nhíu mày. Các ngươi lợi dụng Vĩnh Hằng chi giới thành lập đại trận phòng ngự này. Vĩnh Hằng chi chủ lạnh lùng nhìn hoàng đế. Nếu ngươi phá trận này, Vĩnh Hằng chi giới sẽ biến mất, khi đó, ngươi sẽ hối hận. Hối hận à? Khóe miệng hoàng đế nhếch lên. Lão tử phá cho ngươi xem. Dứt lời, hắn đánh xuống một chưởng. Ầm. Quầng sáng đột nhiên rung rung, trong phút chốc, toàn bộ quầng sáng trực tiếp vỡ nát, hóa thành vô số mảnh năng lượng tiêu tán trong thiên địa. Cùng lúc đó, toàn bộ Vĩnh Hằng chi giới bắt đầu dần dần hư ảo dần dần. Lúc này, vô số sinh linh của Vĩnh Hằng chi giới bắt đầu chết thảm. Sự hủy diệt của một thế giới, liền có nghĩa là vô số sinh linh cũng bị xóa sổ. Không phải trời diệt, mà là người làm. Hoàng đế nhìn mọi người của Vĩnh Hằng quốc độ, lạnh lùng nói. Giết, ai phản kháng đều giết hết, tất cả. Đúng lúc này, hắn đột nhiên ngừng lại, quay đầu, lúc này, Dương Diệp và vô số cường giả của Vĩnh Hằng quốc độ cũng quay đầu. Phía bên phải hắn, một nữ tử váy trắng đang bước tới. Nữ tử váy trắng này Dương Diệp nhận ra, tên kia nữ tử tên là Nhất. Nữ tử váy trắng và hắc muội đó trông rất giống nhau. Điều khác biệt là toàn thân nàng ta đều màu trắng, không nhiễm một hạt bụi. Trong tay nàng ta cầm một thanh bạch kiếm giống như từ tuyết trắng đúc thành. Kiếm màu trắng thuần. Chuôi kiếm khắc khắc hai chữ, vãng sinh. Cửa, một. Khi nhìn thấy nữ tử váy trắng này, sắc mặt trong hoàng đế liền biến đổi. Không chỉ hoàng đế, sắc mặt cường giả mệnh cảnh bên Vĩnh Hằng quốc độ cũng thay đổi. Sự khủng bố của nữ tử váy đen lúc trước, bọn họ tất nhiên không quên. Mà hiện tại, xuất hiện một nữ tử trông hệt như nữ tử váy đen đó. Trong mắt Vĩnh Hằng chi chủ là vẻ kiêng kỵ, ngưng trọng, nhưng phần lớn là sự điên cuồng. Hoàng đế mặt không biểu tình nhìn nữ tử váy trắng. Nữ tử váy trắng chậm rãi bước về phía hoàng đế. Nàng ta nói, cái ác của thế gian ác là do con người. Ta từng không quá đồng ý, thiên địa vạn vật vạn linh, đều có thiện, đều có ác. Thiện ác không tuyệt đối, mọi sự nên thuận theo tự nhiên. Nhưng, nhiều năm như vậy trôi qua, vô số thế giới lần lượt biến mất, mà những thế giới này phần lớn không phải là biến mất một cách tự nhiên, mà là do con người gây ra. Nói đến đây, nàng ta nhìn về phía Vĩnh Hằng quốc độ, trầm mặc một lát, nàng ta lại quay đầu nhìn về phía hoàng đế. Ở trong mắt ngươi, mạng của vạn vật sinh linh của một thế giới chính là bé nhỏ không đáng kể phải không? Hoàng đế mỉm cười. Không ngờ các hạ lại là một người bi thiên mẫn nhân. Ngươi và nữ tử váy đen rất khác nhau. Nữ tử váy trắng chậm rãi nhìn quét bốn phía, sau đó nói. Nhìn thấy chưa, thế giới này bởi vì ngươi hành động vừa rồi của ngươi mà rất nhanh sẽ biến mất. Mà vô số sinh linh trong thế giới này, đặc biệt là những sinh linh không có thực lực, chúng sẽ biến mất cùng thế giới này. Vô số sinh mệnh. Hoàng đế cười nói. Ngươi đang xét xử ta à? Nữ tử váy trắng ngừng lại. Ngươi dồn sức cả đời để được bước vào không gian bốn chiều, muốn đột phá mệnh cảnh, nào, ta hiện tại cho ngươi thấy lực lượng thật sự của không gian bốn chiều. Dứt lời, nữ tử váy trắng giơ kiếm nhẹ nhàng vạch một cái, trong nháy mắt, trước mặt hoàng đế, không gian vỡ ra, một cánh cửa xuất hiện ở đó. Bên trong lấp lánh ánh sáng quỷ dị. Không gian bốn chiều. Nhìn thấy cánh cửa này, vô số người lập tức không thể bình tĩnh. Đặc biệt là những cường giả mệnh cảnh đỉnh phong.
ví dụ như Vĩnh Hằng Chi Chủ, giáo chủ hồn giáo. Những người này lúc này đang nhìn chằm chằm cánh cửa trong truyền thuyết đó. Mắt đều đỏ rực. Dương Diệp thì chỉ có chút tò mò, hắn đối với không gian bốn chiều thật sự không cảm thấy hứng thú. Có điều đúng lúc này, Tiểu Bạch xuất hiện trên vai hắn, Tiểu Bạch hưng phấn nhìn cánh cửa đó, kéo Dương Diệp theo cùng. Vẻ mặt Dương Diệp tối sầm, hắn vội vàng giữ Tiểu Bạch lại, nói đùa à, cánh cửa đó khẳng định không thể tùy tiện bước vào. Tiểu Bạch nhìn Dương Diệp với vẻ khó hiểu, sau đó móng vuốt nhỏ chỉ vào cánh cửa đó. Dương Diệp mặt tối sầm. Tiểu Tổ Tông, địa phương đó, không thể vào bừa đâu. Tiểu Bạch chớp chớp mắt, rất khó hiểu nhìn Dương Diệp, ý tứ là đang hỏi vì sao. Dương Diệp có chút bất đắc dĩ. Bởi vì ta sợ chết. Tiểu Bạch. Xa xa hoàng đế nhìn cánh cửa trước mắt, trầm mặc. Nữ tử váy trắng cười nói. Sao, cả đời ngươi không phải ra sức để được đi vào không gian bốn chiều à? Hiện tại, ngươi không phải giết chóc, ngươi không cần mượn dùng lực lượng của Vĩnh Hằng Quốc Độ, ngươi có thể trực tiếp tiến vào không gian bốn chiều. Ngươi còn do dự gì nữa? Hoàng đế trầm mặc hồi lâu, cuối cùng, hắn chậm rãi bước về phía cánh cửa đó. Đúng lúc này, sau lưng hoàng đế, Hoàng Huyền đột nhiên nói. Đại ca! Hoàng đế dừng bước, sau đó nói. Từ lúc này trở đi, tộc trưởng hoàng tộc sẽ do Hoàng Doanh kế nhiệm, bất kỳ ai cũng thể có dị nghị. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía Hoàng Huyền. Sắc mặt Hoàng Huyền có chút khó coi. Hoàng đế cứ vậy nhìn Hoàng Huyền. Sau một lúc lâu, Hoàng Huyền trầm giọng nói. Ta sẽ giúp đỡ hắn. Hoàng đế hơi gật đầu, sau đó quay đầu nhìn về phía Hoàng Bất Nhị cách đó không xa, cũng chính là tộc trưởng đời trước của Hoàng tộc. Hoàng Bất Nhị trầm mặc một lát, sau đó gật đầu. Hoàng đế cười ha ha, sau đó xoay người đi vào cánh cửa đó. Rất nhanh, trong ánh mắt của vô số người hoàng đế cứ như vậy tiến vào. Cửa không đóng, chỉ có điều mọi người không thể nhìn thấy tình trạng bên trong, bởi vì không gian bên trong rất quỷ dị, vượt quá nhận thức của bọn họ. Trong sân, mọi người nhìn chằm chằm cánh cửa đó. Sau chừng 15 phút, cánh cửa đó đột nhiên khẽ run lên, rất nhanh, hoàng đế từ bên trong đi ra. Hoàng đế ngẩng đầu nhìn nữ tử váy trắng cách đó không xa. Vì sao? Dứt lời, thân thể hoàng đế bắt đầu vỡ ra từng tấc. Nhìn thấy một màn này, mọi người kinh hãi. Mà trong lòng Dương Diệp, Tiểu Bạch chớp chớp mắt, sau đó nàng ta lặng lẽ về trong Hồng Mông Tháp, thôi không vào thì hơn. Ha ha! Hoàng đế đột nhiên phá lên cười, bên trong tiếng cười của hắn lộ ra một cỗ thê lương, hắn ngẩng đầu nhìn cánh cửa đi thông tới không gian bốn chiều đó. Vạn năm khổ tu, khao khát cả đời. Thì ra đến cùng chỉ là công dã tràng, ha ha. Trách ta, ha ha. Cứ như vậy, trong ánh mắt của mọi người, thân thể hoàng đế vỡ ra từng tấc, cuối cùng thì triệt để biến mất. Đại đế kiêu hùng một thời cứ như vậy biến mất khỏi thế gian. Lúc này, Hoàng Bất Nhị nhìn nữ tử váy trắng cách đó không xa, sau đó nói. Lui, dứt lời, dưới sự dẫn dắt của Hoàng Bất Nhị, đại quân của hoàng tộc rút đi như thủy triều. Nhìn thấy một màn này, người của Vĩnh Hằng Quốc Độ lập tức thở phào nhẹ nhõm. Tuy hoàng đế đã vẫn lạc, nhưng thực lực chỉnh thể của hoàng tộc vẫn còn, nếu tiếp tục đánh, cho dù là Vĩnh Hằng Quốc Độ thắng cũng tuyệt đối là thắng thảm. Hoàng tộc rút đi, kết cục không thể tốt hơn. Theo hoàng tộc rút đi, bên Vĩnh Hằng Quốc Độ cũng rút lui, có điều khi rút lui bọn họ tạo ra một vách tường khác để đóng Vĩnh Hằng Quốc Độ lại. Hiển nhiên là sợ hoàng tộc ngóc đầu trở lại. Đáng để nói là nữ tử váy trắng không giết cường giả mệnh cảnh của hai bên. Điều này khiến cho cường giả mệnh cảnh hai bên thở phào nhẹ nhõm, nếu nữ tử váy trắng này giống như nữ tử váy đen. Bọn họ tuyệt đối là không cản được. Dương Diệp cũng chuẩn bị rời khỏi, có điều lúc này, nữ tử váy trắng đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Dương Diệp nheo mắt, nói không thấp thỏm thì là giả. Trực giác nói với hắn, thực lực của vị này e là còn khủng bố hơn hắc muội kia. Dương Diệp không thay đổi, hỏi. Có việc gì à? Nữ tử váy trắng hơi gật đầu, nàng ta nhìn lướt qua bốn phía, sau đó nói. Thế giới này còn cứu được, ta cần sự giúp đỡ của nàng ta, được chứ? Dương Diệp nghĩ nghĩ, sau đó gật đầu, hắn gọi Tiểu Bạch ra, Tiểu Bạch nhìn tử váy trắng, sau đó vươn móng vuốt nhỏ ra. Nữ tử váy trắng mỉm cười, vươn tay ra nắm lấy tay Tiểu Bạch. Vậy phiền ngươi rồi.
ngươi chỉ cần cung cấp linh khí thôi, ta sẽ sửa chữa. Tiểu Bạch nhìn về phía Dương Diệp gật đầu, rất nhanh, Tiểu Bạch há miệng, vô số linh khí xuất hiện trong vĩnh hằng chi giới đã tan tành này. Kiếm trong tay nữ tử váy trắng đột nhiên bắn ra, thanh kiếm đó xuyên qua những đám mây mờ mịt, từng cỗ lực lượng thần bí từ trong thanh kiếm màu trắng này ùa ra. Cứ như vậy trong ánh mắt kinh ngạc của Dương Diệp, vĩnh hằng chi giới vốn đã tan tành không ngờ bắt đầu phục hồi như cũ từng chút một. Đây không phải là sức của người, mà là sức của thần. Phá hoại thì dễ mà tu sửa thì khó. Lúc này, nữ tử váy trắng đột nhiên nói. Kiếm này tên là vãng sinh, ý tứ là quá trình bất khả tư nghị thoát khỏi ác nghiệp đạt được tân sinh. Nó có năng lực khó có thể hình dung, vừa hay ngược lại với thanh kiếm đó trong tay ngươi. Kiếm trong tay ta. Dương Diệp nhíu mày, hắn lấy chu ra. Cái này à? Nữ tử váy trắng mỉm cười. Bội kiếm của một ta, khác tên là Chu Thiên. Vì sao lại gọi là Chu Thiên? Dương Diệp rất khó hiểu. Các ngươi không phải là đại biểu cho trời sao? Tự chu bản thân à? Nữ tử váy trắng lắc đầu cười. Ngươi sai rồi. Xin được nghe tường tận hơn. Nữ tử váy trắng nhìn Tiểu Bạch, sau đó nói. Rất lâu trước kia, vũ trụ sơ khai, vũ trụ không gian ba chiều này có ý thức của mình, ở thời đại đó. Ừ, người có thể lý giải là thiên đạo. Nó là chúa tể của vũ trụ không gian ba chiều này, nó không cho phép người của thế giới này tu luyện, không cho phép vạn linh trưởng thành, nó là chúa tể duy nhất của thế giới này, nó nuôi dưỡng vạn vật vạn linh, hấp thụ vạn vật vạn linh đều là nô dịch của nó. Tương đương với nuôi lợn, lợn béo rồi thì sẽ bị làm thịt, sau đó thì làm lớn mạnh bản thân. Dương Diệp. Nữ tử váy trắng nhìn kiếm trong tay Dương Diệp. Vạn vật vạn linh tự do sinh trưởng. Rất nhiều người càng lúc càng cường đại, ta là một trong số đó. Cuối cùng, liền xuất hiện nghịch thiên mà các ngươi thường xuyên nói. Chúng ta nghịch thiên rồi, lần đó, vạn vật vạn linh đã chết 9 phần, ta là số ít còn sống sót, ta đã giết nó, dùng chính thanh kiếm trong tay ngươi, cho nên nó tên là Chu Thiên. Dương Diệp hoàn toàn ngây ngốc, hoàn toàn khác với khái niệm của hắn đối với thiên mệnh. Dương Diệp bình phục tâm tình, sau đó lại hỏi. Vậy vì sao ngươi muốn giết bọn Nhị Nha và Tiểu Kỳ? Nữ tử váy trắng khẽ lắc đầu. Một người, theo lực lượng của hắn càng lúc càng mạnh, dã tâm của hắn sẽ càng lúc càng lớn, đồng thời, lực lượng của hắn càng mạnh, hắn lại càng không cố kỵ gì, giống như vị hoàng đế vừa rồi, thực lực của hắn đạt tới trình độ nhất định, trong mắt hắn, vạn vật vạn linh giống như con kiến. Mà thực lực của hắn nếu tiến thêm vài bước, ở trong mắt hắn, mạng của toàn bộ sinh linh trong vũ trụ ba chiều e là đều không đáng giá, có thể thuận tay xóa đi, giống như vị thiên đạo lúc trước. Nó vì đề thăng bản thân, có thể thuận tay xóa đi mạng của vạn vật vạn linh. Nói đến đây, nàng ta cười khẽ, sau đó nói. Có câu thiên đạo bất nhân, kỳ thật, sau khi không có thiên đạo, thế giới này cũng không tốt hơn. Ngược lại, không có thiên đạo trấn áp, nhân loại, còn có rất nhiều sinh linh, bọn họ sẽ càng không kiêng nể gì. Mà cuối cùng rất đáng buồn là, bọn họ sẽ tự giết lẫn nhau. Từ xưa đến nay, nhân loại vì nhân loại tự giết lẫn nhau mà chết nhiều hơn nhân loại bị thiên đạo giết chết vô số lần. Dương Diệp trầm mặc. Không biết nói lại thế nào. Những lời của nữ tử váy trắng đã triệt để đảo lộn nhận thức của hắn đối với thiên mệnh. Lúc ban đầu, hắn cảm thấy, thiên mệnh chính là cái gọi là thiên đạo, nhưng mà hiện tại xem ra, thiên mệnh căn bản không phải là thiên đạo. Nàng ta là người diệt thiên đạo. Đương nhiên có phải người hay không thì hắn cũng không xác định lắm. Lúc này, nữ tử váy trắng cười nói. Nếu hiện tại có người tiến vào không gian bốn chiều, nắm giữ lực lượng của không gian bốn chiều, hắn sẽ như thiên đạo lúc trước, mượn dùng thiên địa vạn vật vạn linh để thu hoạch lực lượng lớn hơn. Khi đó ở trong mắt hắn, mạng của ngươi cũng không đáng tiền. Mà hắn có lực lượng cường đại vô địch rồi có thể tùy thời xóa đi người. Ngươi cảm thấy như vậy có được không? Dương Diệp do dự một thoáng, sau đó nói, mọi sự không có tuyệt đối, đúng không? Nữ tử váy trắng cười nói. Ngươi nói đúng. Dương Diệp trong lòng mừng lắm, thiên mệnh này vẫn rất tiến bộ. Nữ tử váy trắng lại nói. Sự vô tuyệt đối, ta là cho rằng như vậy, có điều ta, khác thì lại không cho rằng như vậy. Nói xong, nàng ta vỗ nhẹ vai Dương Diệp. Đừng gặp phải, ta, khác. Bởi vì bọn họ sẽ không giảng đạo lý với ngươi đâu.
Ngài là nói Hắc Muội đó à? Dương Diệp hỏi. Hắc Muội. Nữ tử váy trắng hơi ngẩn ra, lập tức cười nói. Nếu ngươi gặp phải hai, ta, khác, ngươi sẽ phát hiện, nàng ta kỳ thật cũng rất tốt. Dương Diệp đang muốn hỏi thêm thì nữ tử váy trắng lại lắc đầu. Nói với ngươi nói cái này là vì ta cảm thấy, chuyện sắp kết thúc rồi. Về phần những cái khác, ngươi cũng đừng hỏi, bởi vì qua không bao lâu nữa, ngươi sẽ biết cả thôi. Nói xong, nàng ta đột nhiên nhìn về phía bụng Dương Diệp, rất nhanh nàng ta thuận tay vẫy một cái, một quyển kinh thư xuất hiện trong lòng bàn tay nàng ta. Nữ tử váy trắng lật lật, sau đó cười nói. Rất thú vị. Thế là sao? Dương Diệp hỏi. Nữ tử váy trắng cười nói. Ngươi viết kinh thư này rất thú vị, ta có chút tò mò, từ xưa đến nay, người lợi hại ta đều biết rồi, nhưng người này. Có thể giải thích một chút cho ta không? Dương Diệp khiêm tốn thỉnh giáo. Nữ tử váy trắng cười nói. Đại đạo ngũ thập, thiên diễn tứ cửu, nhân độn kỳ nhất, đây chính là thiên địa vạn lý, đại đạo quy tắc, cũng chính là nói ta. Dương Diệp trầm giọng nói. Ngươi chính là nhất đó. Nữ tử váy trắng gật đầu. Tất cả của vũ trụ không gian ba chiều vô hiệu đối với ta, nhân độn kỳ nhất tất nhiên là nói ta. Nói đến đây, nàng ta lật lật, xem vài trong, nàng ta hơi gật đầu. Người viết kinh thư này rất hiểu về chân lý của vạn vật vũ trụ. Nói xong, nàng ta trả lại kinh thư cho Dương Diệp. Có thể học tốt sẽ rất có lợi đối với ngươi. Dương Diệp thu hồi kinh thư, hắn nhìn nữ tử váy trắng, sau đó nói. Ta nghe Tiểu Kỳ nói Hắc Muội không phải một loại hình thái lợi hại nhất của ngươi, đúng không? Kỳ Bỉ Thiên. Nữ tử váy trắng mỉm cười. Vạn cổ đến nay, nàng ta là một người rất lợi hại, ngươi hiện tại nhìn thấy nàng ta, nói không chừng chỉ bằng 3/10 đỉnh phong của nàng ta. Nếu không phải kiêng kỵ hai, ta, khác, Hắc Muội e là đánh không lại nàng ta rồi. Dương Diệp do dự một thoáng, sau đó hỏi. Hai người khác lợi hại lắm à? Nữ tử váy trắng hơi gật đầu. Rất lợi hại. Lợi hại thế nào? Dương Diệp truy hỏi. Khóe miệng nữ tử váy trắng nhếch lên. Nguyên chủ nhân của thanh kiếm mà ngươi đang cầm, trừ năm đó bại dưới nửa chiêu của thiên đạo gia, nàng ta cả đời chưa từng bại. So với kiếm tu kia thì như thế nào? Dương Diệp theo bản năng hỏi. Kiếm tu này tất nhiên là chỉ tiêu giao tử. Kiếm tu đi khắp nơi cầu. Lúc này, nữ tử váy trắng lắc đầu cười. Ngươi có biết hắn vì sao mạnh như vậy không? Dương Diệp lắc đầu. Nữ tử váy trắng cười nói. Hắn từ bỏ tất cả. Hắn từng có thân nhân, có bằng hữu, có vướng bận, cũng như ngươi hiện tại. Nhưng hắn đã từ bỏ tất cả những cái này, chém đi tất cả vướng bận, chém đi tất cả ràng buộc, càng chém đi tất cả niệm đầu trong lòng mình trừ mỗi kiếm. Hắn quả thật đã đưa kiếm tới cực hạn, mà một kiếm phá vạn đạo, kiếm của hắn quả thật có thể làm được, thậm chí phá vỡ được duy độ của vũ trụ không gian ba chiều này. Nói đến đây, nàng ta nhìn về phía Dương Diệp. Kỳ thật, ngươi cũng có thể làm được, chỉ cần ngươi từ bỏ tất cả trong cái tháp nhỏ của ngươi, từ bỏ tiểu gia hỏa màu trắng kia, từ bỏ ác thú tên là Nhị Nha đó, từ bỏ tất cả, kiếm của ngươi cũng có thể làm được tới thuần túy cực hạn. Dương Diệp cười nói. Ta không bỏ được thì không làm được à? Nữ tử váy trắng cười nói. Tất nhiên không phải, chỉ có điều, con đường của hắn dễ đi hơn ngươi. Từ bỏ dẫu sao cũng dễ hơi là gánh vác mà. Nói xong, nàng ta ngẩng đầu nhìn về phía bờ sông cách đó không xa. Ngươi biết ta vì sao năm đó không giết Hoàng đế không? Dương Diệp lắc đầu. Nữ tử váy trắng cười nói. Năm đó ta cảm thấy, hắn là vì hoang tộc. Cho nên ta thả cho hắn một con ngựa. Đáng tiếc, hắn không phải như vậy. Tư dục, rất nhiều lúc, người càng cường, lại càng ích kỷ. Sống lâu rồi bọn họ chỉ để ý tới bản thân, hoàng đế này chính là như vậy. Lần này, hắn lợi dụng hoàng tộc tấn công Vĩnh Hằng quốc độ, mục đích chân chính. Chỉ là vì bản thân mà thôi. Nói đến đây, nàng ta vỗ nhẹ vai Dương Diệp. Ngay từ đầu, ta có chút không hiểu vì sao bọn linh tổ. Ác thú lại chịu đi theo ngươi, cũng không hiểu Kỳ Bỉ Thiên đó vì sao lại khá là chiếu cố ngươi. Ta âm thầm quan sát ngươi một đoạn thời gian, ta cảm thấy, ngươi là một người không tồi. Bởi vì từ lúc ban đầu cho tới giờ, ngươi đối với người ngươi quan tâm thì vĩnh viễn quan trọng hơn so với ngươi. Nói xong, nữ tử váy trắng xoay người rời đi, theo nữ tử váy trắng rời đi,
toàn bộ vĩnh hằng chi giới đã hoàn hảo như lúc ban đầu. Không chỉ như vậy, bởi vì nhờ Tiểu Bạch, linh khí của vĩnh hằng chi giới so với lúc trước còn nồng đậm hơn. Có điều linh khí của vĩnh hằng quốc độ so với lúc trước lại mỏng đi nhiều. Trong sân, Dương Diệp ôm Tiểu Bạch ngẩng đầu nhìn hư không mờ mịt. Hoàng đế đã chết. Hoàng đế là kiêu hùng một thời, điều này là không thể phủ nhận, còn là cường giả siêu cấp một thời. Nhưng giống như lời nói của nữ tử váy trắng, hắn có thực lực cường đại như vậy không phải là tùy ý làm bậy bình thường. Hắn có thể tùy ý xóa đi toàn bộ vĩnh hằng chi giới, mà nguyên nhân có thể chỉ là hắn nghĩ. Không chỉ như vậy, nếu để hắn nhập chủ vĩnh hằng quốc độ, trong mắt hắn, vạn vạn sinh linh của toàn bộ vĩnh hằng vũ trụ chỉ sợ đều không đáng tiền giống như con kiến. Cường giả tùy hứng. Câu này là không có giới hạn, bởi vì ngươi không biết một cường giả khi trở nên tùy hứng sẽ đạt tới trình độ nào. Tuy Dương Diệp không phải người tốt, nhưng, nếu bảo hắn đổ sát một giới để tiến vào không gian bốn chiều gì đó, hắn vẫn không làm được. Đương nhiên, nếu có người dám làm tổn thương tới người bên cạnh hắn, bất kể là bao nhiêu người, hắn giết cũng không nương tay. Dương Diệp ôm Tiểu Bạch rời đi. Mà ở bên kia, nữ tử váy trắng thuận theo vĩnh hằng chi hà đi xuống, nàng ta đi rất chậm, kiếm trong tay nàng ta thuận theo nước sông không ngừng lướt đi. Dưới nước sông có vô số thi thể, cũng có vô số oan hồn cùng với vô số oán linh. Nhưng, theo thanh kiếm này xẹt qua, những oan hồn cùng với oán linh này đều biến mất sau đó. Nữ tử váy trắng một đường đi xuống. Rất nhanh, nữ tử váy trắng đột nhiên ngừng lại, ở cách trước mặt nàng ta không xa, một lão giả đang đứng. Một lão giả lưng đeo giỏ trúc. Nữ tử váy trắng mỉm cười, lão giả đeo giỏ trúc nói. Ngươi rất coi trọng hắn. Nữ tử váy trắng nói. Ngươi chẳng phải cũng vậy sao? Lão giả đeo giỏ trúc trầm mặc một lát, sau đó nói. Ta từng cho rằng hoàng đế là thích hợp nhất, đáng tiếc mục đích của hắn vẫn là vì không gian bốn chiều, vẫn là trên mệnh cảnh. Nữ tử váy trắng cười nói. Rất bình thường thôi, ai mà chả có tư tâm. Hắn cũng là người. Lão giả đeo giỏ trúc nói. Nữ tử váy trắng nói. Một người nặng tình, một người xem trọng người bên cạnh hơn mạng của chính bản thân mình, ta tin hắn sẽ đối xử tử tế với thế giới này. Lão giả đeo giỏ trúc cười nói. Hắn là một tên gia hỏa có sát ý đạt tới mệnh cảnh. Nữ tử váy trắng mỉm cười. Vì tình dẫn tới, cũng là chí tình chí nghĩa. Thế giới này không thể để người tốt thuần túy quản. Bởi vì người tốt thuần túy sẽ không quản được tốt vạn vật của vũ trụ này, có một số người là đáng chết. Đương nhiên cũng không thể do người xấu thuần túy quản, loại người vì tư lợi này sẽ chỉ sớm đưa vũ trụ ba chiều này tới diệt vong. Hắn sát lục nhưng không lạm sát, hắn nặng tình nhưng không cổ hủ, quan trọng là hắn là một người có điểm dừng, lại là một người không hề có cảm giác gì về vũ trụ bốn chiều. Nói đến đây, nàng ta nhìn về phía lão giả đeo giỏ trúc. Năm đó những người thuộc thế hệ chúng ta liều mạng để mang tới tự do cho vũ trụ ba chiều, không thể để nó lại bị hủy trong tay người đời sau. Dứt lời, nàng ta quay đầu nhìn về phía vĩnh hằng quốc độ xa xa. Ta chọn hắn. Lão giả đeo giỏ trúc trầm mặc hồi lâu, sau đó nói. Khó trách ngươi vừa rồi chỉ điểm hắn, chỉ là ba người khác. Nữ tử váy trắng nói khẽ. Hy vọng hắn đừng gặp phải bọn họ. Nếu gặp thì sao? Lão giả đeo giỏ trúc trầm giọng nói. Nữ tử váy trắng khẽ lắc đầu. Vậy chúc hắn may mắn thôi. Ngươi cũng biết, không thể đồng thời xuất hiện hai, ta, dù sao, duy độ của thiên địa này khó có thể thừa nhận hai, ta. Nói xong, thân thể nữ tử váy trắng dần dần thì hư ảo. Tại chỗ, lão giả đeo giỏ trúc thấp giọng thở dài, sau đó xoay người biến mất ở cách đó không xa vĩnh hằng quốc độ. Vĩnh hằng quốc độ hiện tại có thể nói là một mảng mừng vui. Bởi vì vĩnh hằng quốc độ đã thắng. Hoàng đế đã chết, uy hiếp lớn nhất của vĩnh hằng quốc độ đã không còn. Cổ kiếm tông. Sau khi từ biệt nữ tử váy trắng, Dương Diệp lập tức về tới cổ kiếm tông. Dương Diệp ngồi xếp bằng trên đỉnh núi, trên đầu gối hắn đặt một quyển kinh thư. Dương Diệp hai mắt khép hờ, cảm thụ tất cả trong thiên địa. Quanh người Dương Diệp, vô số sát ý và số kiếm ý đang ùa ra bốn phía. Rất nhanh toàn bộ cổ kiếm tông tràn ngập sát ý và kiếm ý của Dương Diệp. Lúc ban đầu, cổ kiếm tông rất không thoải mái, sát ý và kiếm ý đó quá mạnh mẽ. Bởi vậy, lúc đầu đệ tử cổ kiếm tông đều bắt đầu dùng kiếm ý của mình để chống cự. Nhưng,
Theo thời gian từng chút trôi qua, sát ý và kiếm ý của Dương Diệp đã thay đổi. Sát ý không có tính ăn mòn, kiếm ý cũng không có tính xâm lược. Cứ như vậy sau khi rằng co chừng nửa tháng, sát ý và kiếm ý của Dương Diệp vẫn còn, nhưng đệ tử của Cổ Kiếm Tông lại đã không cảm thụ được. Trong Hồng Mông Tháp, khóe miệng Kiếm Kinh khẽ nhếch lên. Chúc mừng! Trên đỉnh núi, Dương Diệp chậm rãi đứng lên. Một cỗ khí tức cường đại như thủy triều từ trong cơ thể hắn tỏa ra, trong nháy mắt, không gian trong phạm vi mấy trăm trượng xung quanh Dương Diệp trực tiếp trở nên phập phồng. Tay phải Dương Diệp nhấc khẽ, rất nhanh, không gian chung quanh hắn khôi phục bình tĩnh. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, khóe miệng nhếch lên. Mệnh cảnh. Lần này hắn đã trực tiếp từ chủ cảnh đạt tới mệnh cảnh. Những lời của nữ tử váy trắng đã khiến hắn có sở ngộ, sau khi trở lại Cổ Kiếm Tông, hắn bắt đầu lợi dụng kinh thư và sự phụ trợ của song vực của mình để cảm thụ vạn vật vạn linh của thiên địa. Lúc ban đầu hắn có chút ỷ lại vực của mình, cuối cùng hắn từ bỏ vực, nhưng mà hắn không ngờ là, không có vực, hắn có thể siêu thoát vũ trụ không gian ba chiều này, mà nếu có sự gia trì của vực, hắn có thể chạm đến rất nhiều không gian. Những không gian này xen lẫn giữa không gian bốn chiều và không gian ba chiều. Hoặc là nói những không gian này có thể là ván cầu tiến vào không gian bốn chiều, có điều hắn không dám tiếp tục tìm tòi nghiên cứu. Bởi vì không gian này mang tới cho hắn một loại cảm giác vô cùng nguy hiểm, vô ý chút là hắn sẽ mất mạng. Mệnh cảnh. Có người nói, mệnh cảnh chính là có thể cảm nhận được thiên mệnh. Kỳ thật, ý tứ chân chính là, mệnh cảnh đạt tới mệnh cảnh có thể cảm nhận được một chút vũ trụ bốn chiều. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Mà nữ tử váy trắng đó, bọn họ không cho phép người khác bước vào vũ trụ bốn chiều. Dương Diệp cũng có chút khó hiểu, bởi vì mạnh như hoàng đế, vũ trụ bốn chiều tiến vào vũ trụ bốn chiều cũng rơi vào kết cục thân tử đạo tiêu. Qua hồi lâu, Dương Diệp lắc đầu, hắn hiện tại không muốn quản những cái này, hắn chỉ muốn tất cả người bên cạnh đều yên ổn. Về phần vũ trụ bốn chiều, ai thích tới thì cứ tới. Dương Diệp ly khai Cổ Kiếm Tông, hắn đi tới Diệp gia. Đưa Diệp Chi Bắc về nhà. Theo sự có mặt của Dương Diệp, Diệp gia đều có chút khẩn trương, thân phận hiện tại của Dương Diệp thật sự có chút rất đặc thù. Ra nghênh đón là lão tổ Diệp Chí Thiên của Diệp gia. Nhìn thấy Dương Diệp, thần sắc Diệp Chí Thiên có chút phức tạp, Dương Diệp ôm quyền với lão, nói. Chi Bắc trở về, nàng ta sẽ không có phiền phức gì chứ. Diệp Chí Thiên lắc đầu. Cảm tạ tiểu hữu lúc trước đã ra tay tương trợ, tiểu hữu yên tâm. Chị bác ở Diệp gia không có phiền phức gì. Dương Diệp hơi gật đầu, hắn nhìn về phía Diệp Chi Bắc. Có thời gian thì đến Cổ Kiếm Tông chơi. Diệp Chi Bắc hơi gật đầu, muốn nói gì, nhưng cuối cùng vẫn im lặng. Dương Diệp cười cười định bước đi, mà đúng lúc này Diệp Chí Thiên đột nhiên nói. Tiểu hữu phải cẩn thận người ở địa phương đó, theo lão hủ được biết, địa phương đó đã sắp sụp đổ. Mà ngươi cũng biết đấy. Người của địa phương đó có một số người đều là mệnh cảnh đỉnh phong, thậm chí thực lực của bản thân họ đã vượt qua mệnh cảnh, không có địa phương đó để trấn áp, bọn họ sẽ không che giấu được bản thân, mà như vậy có nghĩa là sẽ có khả năng bị thiên mệnh phát hiện. Nhưng, linh tổ bên cạnh ngươi lại có thể giúp bọn họ, cho nên, bọn họ khẳng định sẽ có chú ý với linh tổ. Dương Diệp gật đầu. Đa tạ đã nhắc nhở. Cáo từ. Nói xong, Dương Diệp xoay người ngự kiếm biến mất ở cuối chân trời. Tại chỗ, Diệp Chí Thiên thấp giọng thở dài. Hắn cũng là người số khổ. Sau khi Dương Diệp rời khỏi Diệp gia lập tức đưa Hình Bỉ Thanh về Hình gia. Trước cửa lớn của Hình gia, đón hắn và Hình Bỉ Thanh là Hình Nhân, gia chủ đương nhiệm của Hình gia, chỉ có điều đối phương không được thân thiết cho lắm. Dương Diệp nhìn về phía Hình Bỉ Thanh, Hình Bỉ Thanh trầm mặc. Dương Diệp nhìn về phía Hình Nhân đó. Nàng ta ở Hình gia sẽ được tốt, đúng không? Hình Nhân lạnh lùng nói. Cái này không nhọc các hạ quan tâm. Hình Nhân vừa dứt lời, tóc ở một nửa đầu Dương Diệp trong nháy mắt biến thành màu đỏ, cùng lúc đó một cỗ sát ý ngập trời trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Hình gia. Lúc này, người của Hình gia đều kinh hãi. Hình Nhân cũng biến sắc. Dương Diệp, người nổi điên cái gì? Nổi điên gì à? Thần sắc Dương Diệp có chút dữ tợn. Lão tử lần cuối cùng hỏi ngươi, nàng ta ở Hình gia. Có được sống tốt hay không? Hình nhân cực kỳ khó coi. Mà lúc này, Hình gia đã có rất nhiều người bị sát ý ăn mòn, toàn bộ Hình gia đã có chút rối loạn.
Tuy biết người gây ra chính là Dương Diệp, nhưng lại không có một ai dám ra tay. Không dám. Hiện tại toàn bộ Vĩnh Hằng vũ trụ, không có bất kỳ một thế lực đơn bạc nào dám trêu chọc Dương Diệp. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên bật cười. Thôi không sao, chúng ta đi. Dứt lời, sát ý của Dương Diệp càng lúc càng đậm, lúc này cho dù là hình nhân cũng có chút không chịu nổi. Hình nhân trong lòng hoảng hốt, vội vàng trấn áp cỗ sát ý đó, đồng thời hắn gầm lên. Dương Diệp, người đừng khinh người quá đáng. Dương Diệp không thèm bận tâm tới hình nhân, tiếp tục phóng thích sát ý, lúc này, rất nhiều người của hình gia đã bắt đầu tự giết lẫn nhau. Mà đúng lúc này, hình Bỉ Thanh đột nhiên kéo Dương Diệp, nàng ta khẽ lắc đầu, nói khẽ. Thôi bỏ đi. Hình gia, gằn giọng nói. Người có biết hình gia vì sao vẫn sống yên không? Bởi vì hình gia các ngươi có một hình Bỉ Thanh, không có nàng ta. Với những chuyện mà các ngươi lúc trước đã làm với ta, hình ra các ngươi đã sớm biến mất khỏi cõi đời này rồi. Đương nhiên hiện tại biến mất cũng không muộn. Dứt lời. Ong. Một thanh kiếm quang màu đỏ đột nhiên phóng lên cao. Chu. Nhìn thấy một màn này, hình nhân cuối cùng cũng có chút sợ hãi. Tên Dương Điên này làm thật rồi. Lúc này, hắn cuối cùng mặc kệ tôn nghiêm, giận dữ. Mạng của mình, mạng của con cháu hình gia mới là quan trọng nhất. Ngay khi Dương Diệp muốn giơ dao mổ, hình nhân vội vàng nói. Dương Diệp, hình gia ta sẽ không gây thương tổn cho nàng ta, ngươi yên tâm rồi chứ. Nhưng mà trong tay Dương Diệp vẫn vung ra. Trong ánh mắt kinh hãi của hình nhân, tòa phủ đệ phía sau hắn trực tiếp bị chẻ làm đôi. Ngươi, hình nhân tức tới sắc mặt xanh mét, nói cũng không nói ra lời. Dương Diệp thì chẳng bận tâm, hắn nhìn lướt qua bốn phía, sau đó nói. Hình Bỉ Thanh nếu sống tốt ở hình gia thì tất cả yên bình, nếu để ta biết nàng ta ở hình gia phải chịu đối đãi không công bằng, lão tử nói rõ nhé, ta nhất định sẽ quay lại giết chết các ngươi. Nói thật, kỳ thật ta rất muốn đổ sát hình gia các ngươi đó. Nói xong hắn quay đầu nhìn về phía hình Bỉ Thanh. Nếu hình gia đối đãi không tốt, cứ tới cổ kiếm tông tìm ta, nếu có khó khăn, cũng đúng tùy thời tới tìm ta. Hình Bỉ Thanh cười khổ. Ngươi! Dương Diệp quay đầu nhìn về phía hình. Nhân nói. Nhớ kỹ, nàng ta sống tốt thì hình gia an toàn, nếu không ta lập tức sẽ khiến hình gia phải trả một cái giá cực lớn vì những gì đã làm lúc trước. Nói xong, Dương Diệp xoay người biến mất ở cuối chân trời mờ mịt. Trong sân, sắc mặt hình nhân cực kỳ khó coi. Sỉ nhục. Hình gia có lúc nào bị người ta đối đãi như vậy chưa? Đối với hình gia mà nói, đây là điều vô cùng nhục nhã. Nhưng mà vậy thì làm được gì? Đánh với hắn à? Lúc trước đánh một trận với hoang tộc, hình gia đã tổn thất thảm trọng, vị kia của hình gia cũng bị trọng thương, hình gia hiện tại căn bản không chịu nổi tiêu hao nữa. Đương nhiên cho dù đánh được thì họ cũng không muốn đánh. Hoang tộc không còn là uy hiếp, như vậy vấn đề đã tới rồi. Những thế lực trong Vĩnh Hằng quốc độ liệu có còn đoàn kết như lúc trước nữa hay không? Các thế lực sẽ bắt đầu thực hiện tính toán trong lòng. Dương Diệp không trở lại cổ kiếm tông, mà là tiến vào chiến giới. Vừa tiến vào chiến giới, Lưu Uyên đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Dương Diệp nói, ta không phải đến gây chuyện. Lưu Uyên nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó xoay người rời đi. Kỳ thật, nếu Dương Diệp cứ muốn gây chuyện ở đây, nàng ta căn bản cũng không cản được. Dương Diệp hiện tại cảnh giới tuy rằng là chủ cảnh, nhưng ý của hắn đã đạt tới mệnh cảnh. Hơn nữa còn là song ý. Đáng để nhắc tới là Dương Diệp còn ẩn tàng cảnh giới của mình. Hiện tại, vẫn chưa có người biết hắn đã đạt tới mệnh cảnh. Dưới sự che giấu của vực, trừ phi thực lực đạt tới cấp bậc như Kỳ Bỉ Thiên và nữ tử váy trắng, bằng không căn bản không nhìn ra cảnh giới chân thật của hắn. Ở cực bắc chiến giới, có một vực sâu, đây chính là nơi Kỳ Bỉ Thiên từng ở. Dương Diệp lại đi tới vực sâu này, ở dưới đáy vực sâu. Hắn gặp được hai lão giả Thương Mộ và Sát Tịch. Dương Diệp nói khẽ. Hai vị tiền bối có biết nàng ta hiện tại đang ở đâu không? Hắn hiện tại lo lắng nhất, tất nhiên là Kỳ Bỉ Thiên và Thiên Tú, đây là chuyện hắn không yên lòng nhất. Thương Mộ nhìn Dương Diệp, sau đó nói. Chúng ta cũng không đến được với nàng ta. Nàng ta và Thiên Tú có mấy thành phần thắng? Dương Diệp lại hỏi. Thương Mộ trầm giọng nói. Chủ nhân không triệt để giải phong thực lực của mình, dưới tình huống như vậy, nàng ta và vị Thiên Tú kia chống lại nữ tử váy đen,
phần thắng cũng không lớn, tuy vị kia cũng bị thương rồi. Vì sao? Dương Diệp hỏi. Thương Mộ thấp giọng thở dài. Bởi vì nữ tử váy đen đó rất khó giết, người có lẽ không biết, bốn loại hình thái của nàng ta đều có bốn loại huyền khí bất đồng, mà mỗi một loại huyền khí này đều có một công năng nghịch thiên, đó chính là chữa thương. Hiệu quả chữa thương của nàng ta so với hồng mông tử khí của ngươi còn tốt các vô số lần, trừ phi nhất kích tất sát, bằng không căn bản khó có thể giết chết bọn họ. Mà chủ nhân nếu giải phong, nhất định sẽ dẫn tới vị mạnh hơn. Tóm lại, tình cảnh của bọn họ sẽ không được tốt. Dương Diệp trầm mặc hồi lâu, sau đó nói. Ta không biết đi đâu để tìm bọn họ. Thương Mộ lắc đầu. Không cần tìm, ngươi làm tốt chuyện của bản thân ngươi là được. Chuyện giữa bọn họ ngươi hiện tại vẫn chưa thể nhúng tay vào. Nói xong, hắn nhìn lướt qua bốn phía, sau đó thấp giọng thở dài. Chúng ta đi thôi. Chúng ta. Dương Diệp nhìn về phía Thương Mộ với vẻ khó hiểu. Thương Mộ nhìn Dương Diệp. Chủ nhân từng nói, nếu có một ngày nàng ta không còn ở đây, muốn hai người chúng ta đi theo ngươi. Theo ta được biết, tình cảnh hiện tại của ngươi so với bọn họ còn nguy hiểm hơn. Cho nên, có tính toán gì không? Tính toán à? Dương Diệp ngây ra hồi lâu, cuối cùng, hắn lắc đầu cười. Còn có thể tính thế nào nữa? Đương nhiên là giết tới long trời lỡ đất, máu chảy thành sông rồi. Hai người nhìn Dương Diệp, không nói gì. Cổ Kiếm Tông. Ngày này, các chúng đệ tử Cổ Kiếm Tông vẫn tu luyện như bình thường, giống như bao ngày. Đột nhiên thân nam tử trung niên mặc trường bào màu đen xuất hiện trên vùng trời của Cổ Kiếm Tông. Cơ hồ là ngay sau đó, đám người Tuyết trưởng lão cũng xuất hiện trước mặt nam tử trung niên này. Tuyết trưởng lão nhíu mày. Các hạ là. Nam tử trung niên mỉm cười. Bọn họ đều gọi ta là Kinh Tiên Sinh, muốn mời chư vị đi cùng ta một chuyến. Tuyết trưởng lão lắc đầu. E là không được. Kinh Tiên Sinh mỉm cười, tay phải nâng lên, sau đó ép xuống. Toàn bộ Cổ Kiếm Tông ở phía dưới bắt đầu nứt ra từng tấc. Cùng lúc đó toàn bộ người của Cổ Kiếm Tông trong nháy mắt bị trấn áp cho nằm bẹp dưới đất. Mà đúng lúc này, mấy bóng người phóng lên cao. Chính áp đám người Huyết Nữ và Minh Nữ. Nhưng mà bên cạnh Kinh Tiên Sinh đó lại xuất hiện hai người, chính là Thủy Vô Biên và Thương Hoa lúc trước từng xuất hiện ở Thủy Nguyên Địa. Ba gã cường giả mệnh cảnh đỉnh phong. Kinh Tiên Sinh quan sát giám Huyết Nữ, mỉm cười. Muốn tìm cũng các người đó, có các người rồi, hắn nhất định sẽ trở về. Còn nữa, tốt nhất đừng phản kháng, bằng không, ta không ngại giết hai người để đè nén khí diễm kiêu ngạo của tên điên đó đâu. Dứt lời, hai người phía sau hắn trực tiếp xông ra. Hai mắt Huyết Nữ híp lại, trực tiếp thị triển. Ra huyết vực. Nhưng mà, huyết vực của nàng ta vừa xuất hiện, một cỗ lực lượng thần bí và cường đại đã bao trùm huyết vực của nàng ta. Thủy vực. Thủy Vô Biên. Trong phút chốc, nước Vô Biên vô tận xuất hiện trong huyết vực của Huyết Nữ một cách quỷ dị, Vô Biên thủy cường đại trực tiếp trấn áp huyết của Huyết Nữ, huyết của Huyết Nữ vào lúc này hoàn toàn bị trấn áp. Không phải huyết vực kém hơn thủy vực mà là cảnh giới cách biệt quá xa. Trong nháy mắt, huyết vực bắt đầu vỡ nứt. À, đi mau đi, trong huyết vực truyền đến tiếng hét thê lương của Huyết Nữ. Đi à. Kinh Tiên Sinh lắc đầu, tay phải hắn bấm tay búng một cái, trong phút chốc, không gian chung quanh đám Minh Nữ trực tiếp trở nên vặn vẹo. Có điều đúng lúc này, không gian vặn vẹo đó đột nhiên bắt đầu khôi phục. Hả? Ánh mắt Kinh Tiên Sinh chiếu lên người Minh Nữ, sau khi quan sát Minh Nữ một thoáng, Kinh Tiên Sinh khẽ cười nói. Nghịch chuyển chi lực, có chút cơ thú vị, đáng tiếc ngươi quá yếu. Dứt lời, tay phải hắn nắm chặt thành quyền, sau đó nhẹ nhàng xoay tròn. Không gian xung quanh Minh Nữ trong nháy mắt yên diệt, cùng lúc đó, một cỗ lực lượng cường đại trực tiếp đánh lên người Minh Nữ. Hự, Minh Nữ trực tiếp bay ra xa vạn trượng, không chỉ như vậy, nhục thân của nàng ta đã trực tiếp vỡ nứt. Linh hồn của nàng ta còn chưa có phản ứng đã bị một xích sắt tối đen từ xương tỳ bà hai vai xuyên qua. Xích sắt đen xì này tỏa ra hỏa diễm hừng hực, trong nháy mắt, toàn bộ khuôn mặt Minh Nữ trở nên vặn vẹo. Kinh Tiên Sinh quay đầu nhìn vào chỗ tối. Minh chủ huynh, đây chính là bạn của Dương Diệp đó, người đối đãi như vậy, với tính cách của hắn, đến lúc đó e là sẽ khiến Minh tử vực của ngươi chó gà cũng không còn. Cách đó không xa. Một nam tử trung niên toàn thân tỏa ra tử khí nồng đậm đi ra. Nam tử trung niên lạnh lùng nói. Dương Diệp, Kinh Huynh,
ngươi sợ hắn như vậy à? Kinh tiên sinh cười nói. Không thể nói là sợ, có điều, người này quả thật không thể khinh thường. Lúc này, hai tay minh chủ đột nhiên xòe ra, trong nháy mắt, vô số xiềng xích bắn về phía Yên Nữ cùng với đệ tử Cổ Kiếm Tông. Phàm là những người bị xích này đụng phải, nhục thân đều vỡ nát, mà linh hồn thì bị xiềng xích trói lại, căn bản không thể nhúc nhích. Áp chế hoàn toàn trên thực lực. Lúc này, tay phải minh chủ hơi nâng lên, xích sắt khóa minh nữ đột nhiên siết lại, trong nháy mắt, minh nữ ở thể linh hồn trực tiếp trở nên hư ảo. Minh chủ mỉm cười. Đối đãi với người ác thì càng phải ác hơn. Kinh huynh, hay là giết hết những người này nhé. Linh hồn của bọn họ rất tinh thuần, có tác dụng cực lớn đối với minh vực của ta. Kinh tiên sinh lắc đầu. Chúng ta còn cần hắn và vị linh tổ kia. Mang đi. Minh chủ nhún vai, sau đó xoay người biến mất tại chỗ. Biến mất cùng hắn còn có đám minh nữ và các chúng đệ tử của Cổ Kiếm Tông. Có điều Tuyết trưởng lão thì không bị mang đi. Kinh tiên sinh nhìn về phía Tuyết trưởng lão, cười nói. Để lại ngươi là muốn ngươi nói với Dương Diệp đó, bọn hắn dẫn linh tổ đến mặt pháp chi địa, trong vòng 3 ngày nếu không đến, ta sẽ cầm đầu của đệ tử Cổ Kiếm Tông và mấy nữ nhân đó tới trước mặt hắn. Dứt lời, kinh tiên sinh muốn xoay người rời đi. Mà đúng lúc này, một đạo thanh âm ở bên cạnh vang lên. Chẳng lẽ đám người các hạ không sợ Kỳ Bỉ Thiên cùng với Thiên Tú đó à? Kinh tiên sinh nhìn về phía bên phải, khóe miệng cong lên. Bọn họ, chắc sẽ không xuất hiện nữa đâu. Ha ha. Nói xong xoay người biến mất. Trong bóng tối, người đó trầm mặc. Sau khi kinh tiên sinh biến mất không lâu một lão giả đi ra. Lão giả này chính là lão tổ Diệp Chí Thiên của Diệp gia. Diệp Chí Thiên nhìn phía dưới, lắc đầu thở dài. Thông chi cho Dương Diệp đi. Vâng. Diệp Chí Thiên nhìn về phía cuối chân trời xa xa, trong mắt có một tia ưu sầu. Một đợt sóng vừa lặng thì một đợt sóng khác lại nhô lên. Chiến giới. Bên trong vực sâu, không gian trước mặt Dương Diệp đột nhiên rung động, sau đó, thần sắc Dương Diệp trong nháy mắt trở nên vặn vẹo, một cỗ sát ý khủng bố từ trong cơ thể hắn ùa ra. Lập tức, một đạo kiếm quang màu đỏ phóng lên cao biến mất ở chân trời mờ mịt. Phía dưới Sát Tịch và Thương Mộ nhìn nhau một cái, rất nhanh, hai người vội vàng đi theo. Cổ Kiếm Tông. Sau khi Dương Diệp trở lại Cổ Kiếm Tông, toàn bộ Cổ Kiếm Tông chỉ còn lại Tuyết trưởng lão. Nhìn thấy Dương Diệp trở về, Tuyết trưởng lão chậm rãi quỳ xuống. Chúng ta vô năng. Dương Diệp lắc đầu. Là ta sai, ta biết rõ bọn họ sẽ nhằm vào ta, lại không chuẩn bị vạn toàn. Nói đến đây, hắn nhìn lướt qua bốn phía. Nói cho ta biết chuyện xảy ra lúc trước đi. Tuyết trưởng lão do dự. Nói đi. Dương Diệp lại nói. Tuyết trưởng lão thấp giọng thở dài, sau đó kể lại chuyện lúc trước. Xa xa, Dương Diệp bình tĩnh một cách kỳ lạ, cho dù là nghe thấy nhục thân của đám minh nữ bị hủy, linh hồn bị xuyên qua, hắn vẫn rất bình tĩnh. Sau khi Tuyết trưởng lão kể xong, nhìn Dương Diệp. Tông chủ. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, sau đó. Nói. Tuyết trưởng lão, ngươi trước tìm một chỗ trốn đi, không có mệnh lệnh của ta người. Đừng đi ra. D1269301. Tuyết trưởng lão trầm giọng nói. Cho ta theo tông chủ đi. Dương Diệp lắc đầu. Ta đi một mình thôi, Tuyết trưởng lão, ngươi không thể đấu lại với những người đó đâu, ngươi tự bảo hộ mình cho tốt, bởi vì tiếp theo ta có thể sẽ không chiếu cố được cho ngươi đâu. Tuyết trưởng lão đi tới trước mặt Dương Diệp, tông chủ, tuy ta cũng quan tâm tới bọn họ, nhưng ngươi phải nhớ cho kỹ, đừng có làm việc lỗ mãng. Nàng ta biết, Dương Diệp khẳng định sẽ đi cứu những người đó, nhưng nàng ta không hy vọng hắn sẽ lỗ mãng. Lỗ mãng không chỉ không cứu được người, còn có thể đáp cả bản thân vào. Dương Diệp gật đầu. Ta sẽ không lỗ mãng. Nói xong, Dương Diệp đột nhiên nhìn về phía bên phải. Tiền bối xuất hiện đi. Theo thanh âm của Dương Diệp vừa dứt, một lão giả và nữ tử xuất hiện trước mặt Dương Diệp. Chính là Diệp Chí Thiên và Diệp Chi Bắc. Diệp Chí Thiên cười khổ. Xin lỗi, lão phu cũng bất lực. Dương Diệp gật đầu. Ta hiểu mà. Diệp Chí Thiên nhìn Tuyết trưởng lão, sau đó nói. Để nàng ta tới Diệp ra đi, sẽ được an toàn hơn. Dương Diệp ôm quyền. Đa tạ. Diệp Chí Thiên lắc đầu. Ngươi lúc trước không sợ hoang tộc mà cứu Chi Bắc, nhân tình này Diệp ra ta nợ ngươi, hơn nữa ngươi cũng là bằng hữu của Chi Bắc.
kết thiện duyên. Kỳ thật suy nghĩ của Diệp Chí Thiên rất đơn giản, chính là tận hết khả năng kết thiện duyên. Hơn nữa Diệp Chí Bắc và Dương Diệp là bạn tốt, Diệp gia kết giao với Dương Diệp cũng chẳng thiệt gì. Dù sao trước kia Dương Diệp chưa bao giờ nhằm vào Diệp gia, không chỉ không nhằm vào, còn vào thời khắc mấu chốt giúp Diệp gia. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, sau đó nói. Tiền bối có biết làm thế nào để tới mạt pháo chi địa không? Diệp Chí Thiên hơi gật đầu. Ta từng theo Vĩnh Hằng chi chủ đến một lần, địa phương đó, tụ tập những người mạnh nhất của vũ trụ này, mà hiện tại, những cường giả và thế lực lúc trước đào tẩu khỏi thủy nguyên địa đều dọn tới đó. Bọn họ muốn người dẫn linh tổ tới, mục đích chắc là có hai, thứ nhất là muốn ngươi và linh tổ sửa chữa thế giới đó. Thứ hai nếu các ngươi không chữa được, bọn họ có thể sẽ đoạt linh tổ, lợi dụng nàng ta để che lấp thiên cơ, trốn thiên mệnh. Nói đến đây, lão nhìn về phía Dương Diệp. Ngươi đi như vậy, kết quả duy nhất chính là bị họ bắt giữ, bởi vì ngươi hiện tại vẫn chưa thể đối kháng với họ. Dương Diệp gật đầu. Ta biết, ta sẽ không xung động. Diệp Chí Thiên nhìn Dương Diệp, sau đó thấp giọng thở dài. Núi xanh còn đó lo gì không có củi đốt, tiểu hữu bảo trọng. Diệp Chi Bắc đi tới trước mặt Dương Diệp. Bất kể là như thế nào cũng phải cẩn thận, nếu thật sự không được thì tới Diệp gia ta. Diệp Chí Thiên nhìn Diệp Chi Bắc, không nói gì. Dương Diệp gật đầu. Được, người bảo trọng nhé. Diệp Chi Bắc không nói gì, xoay người đi theo Diệp Chí Thiên và Tuyết trưởng lão biến mất. Sau khi ba người Diệp Chí Thiên đi rồi, Sát Tịch và Thương Mộ xuất hiện phía sau Dương Diệp. Thương Mộ muốn nói lại thôi. Dương Diệp nói khẽ. Hai vị, các ngươi. Thương Mộ lắc đầu. Chủ nhân bảo chúng ta đi theo ngươi, có điều, đề nghị cá nhân của ta là ngươi đừng xung động, địa phương đó cho dù ba người chúng ta cùng đi cũng chẳng giành được chút lợi ích nào. Sát Tịch gật đầu. Chúng ta coi như cũng hiểu biết một chút về mạt pháp chi địa đó, đó là nơi cư trú của ngươi cùng đường, ba người chúng ta không đáng là gì. Đương nhiên, nếu ngươi thật sự muốn đi, chúng ta vẫn sẽ đi theo ngươi. Dương Diệp nhìn hai lão giả, nói khẽ. Đa tạ. Hai người gật đầu, sau đó nhìn Dương Diệp, chờ Dương Diệp quyết định. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, nói khẽ. Ta nhất định sẽ khiến họ phải trả cái giá đắt nhất. Nói xong hắn xoay người biến mất. Sau lưng Dương Diệp, hai lão giả cũng đi theo. Dương Diệp không tới mạt pháp chi địa mà là tới hư vô giới. Thế giới của hư vô. Dương Diệp vừa tới thế giới hư vô này. Hư vô chi chủ xuất hiện trước mặt hắn, nhưng khi nhìn thấy Dương Diệp và hai lão giả phía sau Dương Diệp, hư vô chi chủ trầm mặc một lát, sau đó nói. Đừng làm bậy. Nói xong hắn xoay người biến mất. Dương Diệp dẫn hai lão giả tới không gian hư vô vô tận, bên trong không gian hư vô vô tận này Dương Diệp nhìn thấy một nữ tử. Thiên nữ. Thiên nữ ngồi ở đó vẫn đang không ngừng cắn nuốt thế giới hư không vô tận xung quanh. Mà lúc này, khí tức trên người thiên nữ đã thâm trầm như vũ trụ bao la. Sâu không lường được. Thương Mộ và Sát Tịch nhìn nhau, trong mắt đều lộ ra vẻ ngưng trọng. Dương Diệp đi tới trước mặt thiên nữ, sau đó nói. Đại tỷ, có người bắt nạt ta. Yên lặng một thoáng, thiên nữ mở mắt. Sư tổ, một. Thiên nữ nhìn Dương Diệp, không nói gì. Dương Diệp đứng đó, cũng không nói gì. Qua chừng nửa canh giờ. Dương Diệp rời khỏi không gian hư vô giới. Mà sau khi Dương Diệp rời khỏi không lâu, thiên nữ đứng dậy, chậm rãi bước về xa xa. Lúc này, hư vô chi chủ xuất hiện trước mặt thiên nữ. Các hạ muốn đi à? Thiên nữ nhìn hư vô chi chủ. Không được à? Hư vô chi chủ trầm giọng nói. Các hạ, người từng đáp ứng vị kia. Thiên nữ cười lạnh. Không nói gì, thiên nữ xoay người hướng tới xa xa, đi được vài bước. Nàng ta đột nhiên nói. Ta muốn lấy vật đó. Không được, hư vô chi chủ trầm giọng nói. Các hạ, người từng đáp ứng vị kia. Thiên nữ cười lạnh. Không nói gì, thiên nữ xoay người hướng tới xa xa, đi được vài bước, nàng ta đột nhiên nói. Ta muốn lấy vật đó. Không được, hư vô chi chủ cả giận nói. Vật đó chính là chí bảo của hư vô tộc, ngươi. Vậy đánh đi. Thiên nữ vừa dứt lời. Toàn bộ hư vô giới đột nhiên chấn động, một cỗ lực lượng thần bí bắt đầu ăn mòn toàn bộ hư vô giới. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt hư vô chi chủ lập tức thay đổi. Một lát sau, hư vô chi chủ trầm giọng nói. Ngươi cầm đi.
thiên nữ xoay người rời đi. Sau khi thiên nữ đi rồi, hư vô chi chủ thấp giọng thở dài. Nữ nhân điên này. Sau khi Dương Diệp rời khỏi hư vô giới, không trực tiếp tới mạt pháp chi địa. Dương Diệp biết rõ hắn phải đối mặt với cái gì, hắn không thể lơ là, cũng không thể khinh địch. Mục đích của hắn là cứu người. Hắn có thể chết, nhưng đám huyết nữ và đệ tử cổ kiếm tông không thể chết được. Bởi vậy cho dù hắn hiện tại hận ý ngập trời, nhưng hắn vẫn khắc chế bản thân. Dương Diệp rời khỏi Vĩnh Hằng quốc độ, đi tới Vĩnh Hằng chi giới, lợi dụng vạn giới đồ, Dương Diệp đi tới Bắc Hoang kiếm tông. Dương Diệp tới lòng đất của Bắc Hoang kiếm tông. Trần Huyền An vẫn ở đó. Dương Diệp gật đầu. Trần Huyền An mỉm cười. Ngươi đến tìm ta cũng có chút bất ngờ, với tính cách của ngươi hẳn là sẽ không dễ dàng đến nhờ ta giúp đỡ. Dương Diệp nói. Bọn họ bắt bằng hữu của ta. Trần Huyền An gật đầu. Hiểu rồi. Dương Diệp nhìn Trần Huyền An. Sư tôn, ngươi hiện tại có tiện không? Trần Huyền An cười khẽ. Ngươi đã gọi ta là sư tôn, ta không tiện cũng phải tiện. Nào, theo ta tới một nơi. Nơi nào thế? Dương Diệp hỏi. Trần Huyền An cười nói. Đánh nhau, hơn nữa còn là kéo bè kéo lũ mà đánh, tất nhiên không thể ít người. Lấy đồ của ngươi cho ta. Dương Diệp không cự tuyệt, đưa vạn giới đồ ra, đặt ở trước mặt Trần Huyền An. Trần Huyền An nhìn vạn giới đồ, ngay sau đó, một nơi nào đó trên vạn giới đồ run lên. Trong nháy mắt, Dương Diệp và Trần Huyền An trực tiếp biến mất khỏi lòng đất. Không biết qua bao lâu, Dương Diệp cảm thấy hai chân chạm đất. Dương Diệp mở mắt, bọn họ đang ở một mảng hoang nguyên, dõi mắt nhiều, khắp nơi đều là cảnh tượng thê lương tiêu điều. Đây là... Dương Diệp quay đầu nhìn về phía Trần Huyền An ở bên cạnh. Trần Huyền An nói khẽ. Nơi ta từng học kiếm. Nói xong hắn chậm rãi lướt về phía xa. Nơi học kiếm. Dương Diệp hơi ngẩn ra, sau đó vội vàng đi theo. Rất nhanh ở một đỉnh sơn mạch, Dương Diệp nhìn thấy một gian nhà cỏ đơn sơ. Hai người tới trước nhà cỏ, trước cửa nhà cỏ đặt hai thanh mộc kiếm. Một lớn một nhỏ. Cách đó không xa còn có một bếp lò, trong bếp lò là liệt hỏa hừng hực, bên trong liệt hỏa còn có một thanh kiếm. Dương Diệp nhìn Trần Huyền An, không nói gì. Trần Huyền An chậm rãi bay tới trước hai thanh mộc kiếm, lão nhẹ nhàng vuốt ve hai thanh kiếm đó, mãi lâu sau vẫn không nói gì. Qua hồi lâu, Trần Huyền An đi tới trước cửa nhà cỏ, lão quay đầu nhìn Dương Diệp. Tới gặp sư tổ đi. Sư tổ. Dương Diệp ngây người. Mình còn có sư tổ à? Ngây ra đó làm gì? Trần Huyền An đột nhiên nói. Dương Diệp hồi thần, vội vàng đi tới, thi lễ với nhà cỏ, có điều lễ này còn chưa làm xong đã bị một cỗ kiếm ý khủng bố bao phủ toàn thân. Cỗ kiếm ý này giống như trời nặng vạn cân đè lên người Dương Diệp, giống như muốn đè cho người hắn vỡ nát. Ở bên cạnh, Trần Huyền An không nói gì. Dương Diệp nhìn nhà cỏ, ngay sau đó, một cỗ kiếm ý cường đại từ trong cơ thể ùa ra. Mà ra trong nháy mắt cỗ kiếm ý này đã bị một cỗ kiếm ý khác chấn áp. Cứ như vậy, kiếm ý của Dương Diệp bị chấn lại về trong cơ thể từng chút một. Dương Diệp tất nhiên không cam lòng bị chấn áp, lập tức kiếm vực xuất hiện. Sau khi kiếm vực xuất hiện, toàn thân hắn lập tức không cảm nhận được áp lực quá lớn nữa. Nhưng rất nhanh cỗ kiếm ý đó đột nhiên trở nên mạnh hơn, lúc này kiếm vực của hắn đã bắt đầu bị chấn áp. Dương Diệp nhíu mày, ngay sau đó, Chu xuất hiện trong tay hắn. Một kiếm đâm ra. Dùng kiếm làm vực. Bên trong một kiếm này ẩn chứa song ý. Song vực. Bù. Trong sân như có gì đó bị xé rách. Ngay sau đó cỗ kiếm ý thần bí đó giống như thủy triều. Biến mất. Dương Diệp khôi phục bình thường. Dương Diệp quay đầu nhìn về phía Trần Huyền An. Trần Huyền An hơi gật đầu. Ý bảo Dương Diệp lui sang bên. Dương Diệp gật đầu làm theo. Mặt Trần Huyền An hướng vẫn cửa nhà cỏ, cười khổ. Sư tôn, cút cho ta. Lúc này trong nhà cỏ truyền đến tiếng hét phẫn nộ. Nghe vậy, Dương Diệp cau mày. Trần Huyền An lại không tức giận. Sư tôn, dù sao hắn hiện tại cũng là đệ tử của ta, nếu đã là đệ tử của ta, vậy đó chính là đồ tôn của ngươi. Ngươi cũng thấy đấy, đồ tôn này của ngươi hiện tại trong thế hệ trẻ tuổi của vạn giới cơ bản là không ai có thể địch nổi. Cho dù so với sư tôn năm đó, không, là so với ta năm đó cũng không kém chút nào, ngươi. Đúng lúc này, một cỗ kiếm quang cường đại đột nhiên từ trong bên trong bắn ra.
Dương Diệp biến sắc, muốn xuất thủ, có điều lại bị Trần Huyền An ngăn cản, cỗ kiếm quang đó còn cách trán Trần Huyền An mấy tấc thì dừng lại. Trần Huyền An cười khổ. Sư tôn, ta đã là người chết, không sợ triệt để biến mất khỏi thế gian này, tiểu gia hỏa này hiện tại gặp phải phiền phức, người cũng biết đấy, với trạng thái hiện tại của ta căn bản không giúp được hắn. Đồ đệ cả đời chưa bao giờ từng cầu sư tôn bất kỳ chuyện gì. Hôm nay khẩn cầu sư tôn giúp hắn một lần. Dứt lời, thân thể Trần Huyền An dần dần thì hư ảo. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp biến sắc. Sư phó, ngươi. Trần Huyền An quay đầu nhìn về phía Dương Diệp, cười nói. Ta vốn đã nên biến mất từ lâu rồi, dựa vào một hơi kiếm khí kéo dài cho tới giờ, mục đích là hy vọng nhìn thấy đệ tử của mình có thể đi tới trình độ nào. Mà hiện tại quả thật là nên biến mất rồi. Nói xong, hắn dừng lại một chút rồi nói tiếp. Trời cao đối đãi với ta cũng không bạc, ta rất hài lòng với ngươi. Bởi vì cho dù là hiện tại, trong lòng ngươi thân nhân của ngươi vẫn xếp hàng đầu. Ngươi so với ta năm đó thì lợi hại hơn, bởi vì ngươi trước sau như một tâm không thay đổi, mà ta lại thay đổi không còn là ta nữa. Vì cái gọi là kiếm đạo, ta cô phụ rất nhiều người, cũng cô phụ sư tôn của ta. Đáng tiếc tất cả đều không thể làm lại. Dứt lời, thân thể càng lúc càng hư ảo. Lúc này, một cỗ kiếm ý đột nhiên bao phủ thân thể của Trần Huyền An, Trần Huyền An quay đầu nhìn về phía nhà cỏ. Sư tôn, ta khiến ngươi thất vọng rồi. Thực sự tiêu vong khỏi thiên địa. Ngoài nhà cỏ, Dương Diệp ngẩn ra, cuối cùng hắn thi lễ với đứng Trần Huyền An vừa đứng, sau đó cầm kiếm xoay người rời đi. Dương Diệp đi không lâu, cửa nhà cỏ mở ra. Một lão giả mặc áo bào trắng đi ra, lão giả nhìn vị trí Trần Huyền An biến mất rất lâu, cuối cùng hai hàng lệ già trong suốt từ khóe mắt chậm rãi trào ra. Tuy nói là thầy trò, kỳ thật, bọn họ tình như cha con. Lão giả áo bào trắng đi tới trước hai thanh mộc kiếm, lão nhẹ nhàng vuốt ve thanh mộc kiếm nhỏ, qua hồi lâu, lão giả đứng dậy, xoay người bước xuống dưới núi. Trước nhà cỏ, bếp lò đột nhiên vỡ ra. Ngay sau đó một thanh kiếm như lửa đỏ phóng lên cao, rất nhanh thanh kiếm này giống như một con hỏa long từ trên trời hạ xuống, đuổi theo lão giả áo bào trắng ở phía dưới. Dương Diệp rời khỏi thế giới kia, mà lần này, hắn đi tới ám thế giới. Vừa tới ám thế giới, ám chủ đã xuất hiện trước mặt hắn. Ám chủ nhìn Dương Diệp, không nói gì, hiển nhiên, nàng ta đã biết Dương Diệp vì sao mà đến. Dương Diệp nói, bàn điều kiện được không? Ám chủ lắc đầu. Ta không muốn nhúng tay đâu. Dương Diệp nhìn về phía ám chủ. Mục đích của các hạ là muốn thủ hộ thế giới này. Ám chủ lạnh lùng nói. Bất kể bên ngoài có thay đổi như thế nào, ám thế giới của ta vẫn trước sau như một, chính là vì ám thế giới ta không nhúng tay vào phân tranh ở bên ngoài. Dương Diệp trầm mặc một lát, sau đó gật đầu. Hiểu rồi. Nói xong hắn định bỏ đi. Mà lúc này, ám chủ đột nhiên nói. Có người mà ngươi nên đi tìm. Ai? Ám chủ nói. Chiến giới, chủ nhân của hội giao dịch ngầm. Đương nhiên nếu ngươi muốn bảo vị kia xuất thủ thì có thể sẽ phải trả giá gì đó. Dương Diệp gật đầu. Hiểu rồi. Nói xong, Dương Diệp xoay người định đi. Có điều lúc này ám chủ đột nhiên bấm tay búng một cái. Một mặt gương đen nhánh xuất hiện trước mặt Dương Diệp. Đây là... Dương Diệp không hiểu. Ám chủ nói. Ám kính. Có thể khắc chế một số tồn tại, có trợ giúp đối với ngươi. Dương Diệp nhìn ám chủ. Vì sao? Ám chủ nói. Muốn để lại một cái nhân tình. Rất trắng trợn. Dương Diệp cũng không cự tuyệt, lập tức bế ôm quyền. Đa tạ. Nói xong, hắn xoay người biến mất. Rời khỏi Dương Diệp rời khỏi, ám chủ chậm rãi nhìn lướt qua bốn phía, thế giới này, càng lúc càng không yên ổn. Ám thế giới Dương Diệp rời khỏi ám thế giới. Trực tiếp tới hội giao dịch ngầm ở chiến giới. Lúc này trên đường đã không có một bóng người. Dương Diệp đi tới phòng nhỏ đó, vừa mới tiến vào, một đạo thanh âm đột nhiên vang lên. Ta có thể đưa ra hai vị cường giả mệnh cảnh đỉnh phong. Hai vị mệnh cảnh đỉnh phong. Hai mắt Dương Diệp híp lại, lần này hắn ngược lại có chút đề phòng. Trên đời không có cơm trưa miễn phí. Hắn vĩnh viễn nhớ rõ điểm này. Trước mặt Dương Diệp. Người áo đen thần bí cười nói. Sao, không cần à? Dương Diệp lắc đầu. Đi thẳng vào vấn đề đi, người áo đen đứng lên. Hai điều kiện, thứ nhất, nếu trận chiến này chúng ta thắng,
chúng ta cần thứ đó của mạt pháp chi địa, yên tâm, mấy thứ đó ngươi sẽ không để ý đâu. Thứ hai, Neun chúng ta thắng, tương lai nếu chúng ta cần linh tổ tương trợ, hy vọng các hạ không keo kiệt. Đương nhiên, tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện gây thương tổn tới linh tổ. Dương Diệp nói, C. Chỉ vậy thôi à? Người áo đen gật đầu. Chỉ vậy thôi. Nếu thất bại thì sao? Người áo đen cười nói. Người chết chúng ta sẽ bỏ chạy. Dương Diệp nói. Các ngươi biết ta muốn đi đâu không? Người áo đen cười ha ha. Không phải là mạt pháp chi địa sao? Dương Diệp nhìn người áo đen, không nói gì. Người áo đen đi tới trước mặt Dương Diệp, sau đó nói. Có thể tiết lộ một chút, chúng ta chính là từ mạt pháp chi địa đi ra đó. Dương Diệp nói khẽ. Có chút bất ngờ đấy. Người áo đen cười nói. Ngươi có biết tình huống của mạt pháp chi địa không? Các ngươi chắc biết. Ta sẽ nói một chút với mạt pháp chi địa, sau đó ngươi sẽ quyết định là có đi hay không. Đầu tiên, những cường giả xuất hiện ở thủy nguyên địa thế giới, ví dụ như Kinh Tiên Sinh, Thương Hoa, Thủy Vô Biên, còn có một nam tử trung niên tay cầm trường thương, chính là một trong bốn người đối kháng với Thiên Tú, người đó tên là Lý Chi Uyên, đến từ thời đại của Uyên chủ Kỳ Bỉ Thiên. Ba người còn lại, trong đó có một lão nhân, tên là Từ Nghiêu, thời đại thì không rõ, thực lực cũng là mệnh cảnh đỉnh phong, hai người còn lại là hai tán tu, một người tên là Hư Nhạc, một người tên là Tần Tiêu. Nói đến đây, người áo đen đi mấy bước, dừng lại một chút, sau đó tiếp tục nói. Bốn người này đều là cường giả mệnh cảnh đỉnh phong, tuy bọn họ bốn đánh một, nhưng ta phải nhắc nhở ngươi, vị Thiên Tú kia có thể lấy một đánh bốn nhưng không có nghĩa là người khác cũng có thể. Dương Diệp nói. Còn gì nữa không? Người áo đen nói. Đương nhiên, nếu ngươi cảm thấy địa phương đó chỉ có từng ấy người vậy thì sai rồi. Lúc trước tới Thủy Nguyên Địa không phải người của thời đại mạt pháp. Đặc biệt là hiện tại, Thủy Nguyên Địa bị hủy, cường giả của Thủy Nguyên Địa ví dụ như Thủy Vô Biên cùng với Thần Cư chủ nhân, còn có Thiên Điện chủ nhân cùng với lão tổ của một số thế lực cơ bản đều đã tới mạt pháp chi địa. Ngoài ra còn có một số cường giả tuy không ở mạt pháp chi địa, nhưng có quan hệ thiên ti vạn lũ với nơi đó, ví dụ như ám chủ của ám thế giới, hư chủ của hư vô thế giới, vĩnh hằng chi chủ của vĩnh hằng quốc độ. Bởi vì địa phương đó ngày sau đều là trốn về của họ. Nói đến đây, người áo đen cười cười, sau đó tiếp tục nói. Nói một cách không dễ nghe thì lúc trước nếu không phải Uyên chủ và người tên là Thiên Tú kia thực lực thật sự mạnh quá mức, người muốn diệt Thủy Nguyên Địa thì thật sự là người si nói mộng. Bởi vì bọn họ mạnh vô biên, khiến cho rất nhiều cường giả căn bản không dám đứng ra, lại càng không dám ra tay. Nhưng hiện tại, nếu ta đoán không sai, hai vị đó không có bên cạnh ngươi, đúng không? Dương Diệp gật đầu. Các ngươi có tin tức của bọn họ không? Người áo đen khẽ cười nói. Ngươi quá coi trọng chúng ta rồi. Bọn họ lúc trước đi đối kháng với nữ tử váy đen, chiến đấu loại cấp bậc này chúng ta sao dám tới gần? Có điều, theo có được chúng ta có được thì tình cảnh của bọn họ không được tốt lắm. Tay phải Dương Diệp chậm rãi nắm chặt lại. Nghĩa là sao? Người áo đen trầm giọng nói. Chính xác thì không biết, nhưng có một điểm rất rõ ràng, đó chính là nếu tình cảnh của bọn họ tốt thì người của mạt pháp chi địa tuyệt đối không dám xuất thủ với ngươi, bọn họ khẳng định đã có được tin tức gì cho nên mới dám quang minh chính đại ra tay với ngươi như vậy, bởi vì bọn họ đã không còn gì phải cố kỵ. Bọn họ vì sao không trực tiếp tới tìm ta? Dương Diệp có chút khó hiểu. Người áo đen cười nói. Bọn họ tất nhiên cố kỵ thiên mệnh, Dương Diệp ngươi không phải quả hồng mềm, nếu đánh nhau. Người bảo linh tổ gọi vạn giới chi linh ra giúp đỡ, sẽ gây ra thanh thế lớn, rất có khả năng sẽ khiến thiên mệnh cảm nhận được, khi đó bọn họ đều sẽ tiêu tùng. Nhưng bảo ngươi tới mạt pháp chi địa, các ngươi có làm gì ở đó, thiên mệnh đều không thể cảm nhận được, ít nhất thì khi mạt pháp chi địa chưa triệt để thoát phá thì chính là như vậy. Nói đến đây, hắn đi tới trước mặt Dương Diệp. Quay lại đề tài vừa rồi, mạt pháp chi địa cường đại hơn xa tưởng tượng của ngươi. Thậm chí đúng còn có một số cường giả mà chúng ta không biết tới, ví dụ như vị mà lúc trước ở Thủy Nguyên Địa khiến Hoang Đế và Kỳ Bỉ Thiên cũng phải cố kỵ, vị đó ở trong ám không gian, đến bây giờ chúng ta vẫn không có bất kỳ tin tức gì về hắn. Cho nên ngươi vẫn đi chứ? Dương Diệp gật đầu. Đương nhiên là đi rồi. Người áo đen hơi gật đầu. Vậy ngươi đi đi, khi thích hợp chúng ta sẽ ra tay. Dương Diệp nhìn người áo đen, sau đó xoay người rời đi. Sau khi Dương Diệp đi rồi,
người áo đen chậm rãi ngồi lại vị trí của mình, mãi lâu sau vẫn không nói gì. Không biết qua bao lâu, trước mặt người áo đen hơi rung lên, yên lặng một thoáng, người áo đen nói khẽ. Vậy đánh cuộc một phen đi. Dương Diệp rời khỏi chiến giới, ngoài chiến giới, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía chân trời mờ mịt. Lúc này Tiểu Bạch xuất hiện trên vai hắn, Tiểu Bạch ôm Dương Diệp, đầu nhẹ nhàng cọ vào má Dương Diệp. Dương Diệp nhẹ nhàng xoa đầu Tiểu Bạch, mỉm cười. Chúng ta đều sẽ tốt thôi, đừng lo. Tiểu Bạch gật gật đầu sau đó tiến vào Hồng Mông Tháp, sau khi Tiểu Bạch tiến vào Hồng Mông Tháp, thân hình Dương Diệp run lên, hóa thành một đạo kiếm quang biến mất ở cuối chân trời. Trong Hồng Mông Tháp, Tiểu Bạch tới nơi Kỳ Bỉ Thiên từng ở đó hiện tại chỉ còn lại Nhị Nha. Nhị Nha ngồi ở đó, từng đạo khí tức khủng bố không ngừng từ trong cơ thể nàng ta ùa ra. Nhị Nha lúc này rất đáng sợ, cho dù đám đại yêu Tiểu Long cũng không dám tới gần. Loại khí tức tà ác từ trên người Nhị Nha phát ra khiến chúng căn bản không chịu nổi. Tiểu Bạch đi tới trước mặt Nhị Nha, nàng ta há miệng, rất nhanh vô số thiên địa chi lực cùng với vô số linh khí tinh thuần không ngừng từ trong cái miệng trắng ùa ra, mà Nhị Nha thì điên cuồng hấp thu những linh khí tinh thuần cùng với thiên địa chi lực này. Một màn này, e là không ai có thể nghĩ đến. Một trí thuần trí thiện, một trí tà trí ác, vốn nên là đối địch trời sinh, nhưng lúc này hai người vẫn hỗ trợ nhau. Hơn nữa quan hệ tốt đến mức có thể ăn chung một cây kẹo. Mục đích của Tiểu Bạch rất rõ ràng, đó chính là giúp Nhị Nha đề thăng thật nhanh. Nàng ta hiện tại trước kia đã hiểu biết hơn rất nhiều, nàng ta biết Dương Diệp có thể phải đánh nhau, nàng ta đánh nhau không được tốt lắm, nhưng Nhị Nha thì đánh nhau rất lợi hại, cho nên, nàng ta đến giúp Nhị Nha. Lúc này, Nhị Nha đột nhiên mở mắt, trong mắt Nhị Nha là một mảng màu đỏ tươi. Tiểu Bạch không hề sợ hãi. Nàng ta chớp chớp mắt, cứ như vậy nhìn Nhị Nha. Nhị Nha nhìn về phía Tiểu Bạch, lúc ban đầu trong mắt rất lạnh lùng, không có một chút tình cảm nào, nhưng rất nhanh vẻ lạnh lùng trong mắt Nhị Nha biến thành vẻ ôn nhu. Nhị Nha nói khẽ, Bạch, ta muốn nữa. Tiểu Bạch vội vàng gật đầu, sau đó tiếp tục phóng thích linh khí. Nhị Nha nhìn móng vuốt của mình, nàng ta nhìn về phía Tiểu Bạch. Bạch, ta hình như nhớ ra một việc. Tiểu Bạch tò mò nhìn Nhị Nha tiếp tục nói. Ta trước kia hình như rất lợi hại, chờ sau này ta rời khỏi đây rồi, ta sẽ đập chết những kẻ bắt nạt ngươi, bọn chúng không kẻ nào được sống. Ta muốn nuốt sống chúng. Nói xong, nàng ta liếm liếm môi, trong mắt đầy vẻ tham lam và hung lệ. Tiểu Bạch nắm chặt Tiểu Quyền đầu, trong mắt cũng mang theo vẻ căm giận. Bởi vì rất nhiều người đã khi dễ bọn họ. Ngoài Hồng Mông Tháp. Sau khi Dương Diệp rời khỏi Vĩnh Hằng Quốc Độ, thông qua vạn giới đổ đi tới thế giới tên là Mạt Pháp Giới. Mạt Pháp Giới này không phải Mạt Pháp Chi Địa, nhưng muốn tới Mạt Pháp Chi Địa thì nhất định phải đi qua nơi này. Kỳ thật trên vạn giới đổ cũng có điểm truyền tống của Mạt Pháp Chi Địa, có điều hắn căn bản không truyền tống tới được. Địa phương đó cấm bất kỳ truyền tống nào. Trừ phi thực lực của hắn đạt tới loại trình độ của Kỳ Bỉ Thiên, cường hành vượt qua. Sau khi tới Mạt Pháp Giới, Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, sau đó chậm rãi bước về nơi cách đó không xa. Toàn bộ Mạt Pháp Giới rất hoang vắng, hắn không cảm nhận được bất kỳ khí tức sinh mệnh nào. Có điều rất nhanh, Dương Diệp cảm nhận được một đạo thần thức đang quét lên người hắn. Dương Diệp dừng bước, sau đó ngẩng đầu nhìn, trên không trung một đạo hư ảnh đang bồng bềnh. Hư ảnh lạnh lùng nói, ta tới đón Diệp Tông Chủ, xin hãy theo ta. Diệp Đại Tông Chủ không ngại chứ? Dương Diệp nhìn hư ảnh đó, sau đó nói. Dẫn đường. Hư ảnh cười nói. Diệp Đại Tông Chủ giống như đang rất sốt ruột. Đúng lúc này hai cỗ lực lượng thần bí đột nhiên xuất hiện ở xung quanh. Song vực. Cùng lúc đó, hai cỗ ý cảnh trực tiếp bao phủ hư ảnh đó. Song vực cộng với song ý. Dương Diệp nhìn chằm chằm hư ảnh đó. Người nói nhảm thêm một câu. Ta có thể cam đoan với ngươi bất kể kết cục cuối cùng của ta và Mạt Pháp Chi Địa thế nào, nhưng ngươi thì nhất định sẽ phải chết. Ngươi con mẹ nó có muốn thử không? Theo thanh âm của Dương Diệp vừa dứt, một thanh kiếm màu đỏ bồng bềnh trên đỉnh đầu hư ảnh đó. Lúc này thiên địa cũng phải im lặng. Không chung, tuy hư ảnh đó không nói gì, nhưng khí tức trên người đã rất dao động. Dương Diệp đi tới trước mặt hư ảnh đó. Dương Diệp ta lần này cho dù là chết ở đây. Nhưng cũng không phải loại mặt hàng như ngươi có thể làm nhục.
Hiện tại dẫn đường đi, im lặng mà dẫn, có vấn đề gì không? Nhân trung đệ ngũ kiếm. 1. Tuy không nhìn thấy bộ dạng của hư ảnh đó, nhưng không nghi ngờ gì nữa, sắc mặt của hư ảnh lúc này khẳng định rất khó coi. Hắn đã xem nhẹ thực lực của Dương Diệp, đồng thời càng xem nhẹ tính tình của Dương Diệp. Hắn cảm thấy hiện tại mạt pháp chi địa khống chế mệnh môn của Dương Diệp, nhưng không biết Dương Diệp là một người dám thả làm ngọc vỡ chứ không làm ngói lành. Hư ảnh đó do dự một lúc, cuối cùng vẫn không dám khiêu khích Dương Diệp nữa, lựa chọn ngoan ngoãn dẫn đường. Hiện tại mạt pháp chi địa quả thật chiếm thế, nhưng đó là toàn bộ mạt pháp chi địa, nếu Dương Diệp thật sự liều chết nhằm vào một mình hắn, mạt pháp chi địa không nhất định có thể bảo vệ hắn. Quan trọng nhất là, hiện tại bình tĩnh nghĩ lại, hắn chọc giận Dương Diệp hoàn toàn không có chút lợi ích gì. Bậc thang hư ảnh tự tìm cho mình bậc thang thì cũng không còn khó chịu nữa. Cứ như vậy hư ảnh dẫn Dương Diệp một đường tiến về phía trước. Rất nhanh, bọn họ đi tới một truyền tống. Trận, hư ảnh dừng bước lạnh lùng nói. Mời. Dương Diệp đi vào truyền tống trận. Rất nhanh toàn bộ truyền tống trận rung chuyển kịch liệt, Dương Diệp biến ồ mất. Hư ảnh không theo vào, hắn lạnh lùng nhìn Dương Diệp đã biến mất. Từ từ hưởng thụ đi. Hắn không vào là vì hắn chỉ là người thủ hộ của mạt pháp chi giới. Hư ảnh xoay người rời đi, bước vào trong hư không mờ mịt, có điều đúng lúc này dị biến nổi lên, không gian trước mặt hắn đột nhiên vỡ ra, từ bên trong một thanh ca kiếm như lửa đỏ đâm ra. Nhanh đến mức hư ảnh đó căn bản không phản ứng kịp. Đầu của hư ảnh trực tiếp bay ra. Kiếm biến mất, khe không gian cũng biến mất. Trong thiên địa không còn một chút động tĩnh nào. Không biết qua bao lâu, Dương Diệp mở mắt. Lúc này hắn đã ở trong một dãy núi. Phóng mắt nhìn khắp bốn phía đều là sơn mạch cao ngất trong mây. Đáng để nói là linh khí nơi này vô cùng đầy đủ, so với linh khí của Vĩnh Hằng Quốc Độ thì còn đầy đủ hơn. Có điều thế giới này mang tới cho hắn một loại cảm giác hư ảo, có chút tương tự với bộ dạng như lúc thủy nguyên địa thế giới bị hủy diệt. Không đúng, nơi này vốn nên bị hủy diệt rồi mới đúng. Là có người lợi dụng năng lực cường đại giữ gìn nơi này. Lúc này, một nữ tử xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Nữ tử quan sát Dương Diệp một thoáng, sau đó nói. Ngươi chính là Dương Diệp đó à? Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía. Nơi này ai là chủ sự? Hai mắt nữ tử híp lại. Quả nhiên là trẻ tuổi kiêu ngạo, không coi ai ra gì. Dứt lời một cỗ uy áp và khí thế khủng bố trực tiếp nghiền ép về phía Dương Diệp. Nếu là trước đây, người ở nơi này cũng phải kiêng kỵ Dương Diệp năm phần. Bởi vì vị nguyên chủ kỳ bỉ thiên phía sau Dương Diệp không phải là người bình thường, cho dù là mạt pháp chi địa cũng không dám tùy tiện trêu chọc nàng ta. Lúc trước nếu không phải kỳ bỉ thiên muốn hủy diệt toàn bộ thủy nguyên địa thế giới, người của mạt pháp chi địa sẽ không đi đánh bừa với kỳ bỉ thiên. Nhưng hiện tại, kỳ bỉ thiên và thiên tú ở trong mặt họ đã là không thể xuất hiện, lúc này bọn họ tất nhiên sẽ không cố kỵ Dương Diệp nữa. Nữ tử cũng là cường giả mệnh cảnh đỉnh phong. Khí tức cường đại giống như vạn mã chạy trồm, mang theo thế không thể đỡ nghiền ép về phía Dương Diệp. Dương Diệp lạnh lùng nhìn nữ tử, ngay sau đó, trong tay hắn chu đột nhiên ra khỏi vỏ. Dùng kiếm làm vực. Vù. Khí thế khủng bố của nữ tử trực tiếp bị xé ra một lỗ hổng cực lớn, kiếm tiến quân thần tốc lao thẳng về phía nữ tử đó. Thần sắc nữ tử trong nháy mắt trở nên lạnh lùng, lúc ban đầu nàng ta muốn đón đỡ một kiếm này. Nhưng rất nhanh sau khi nhận thấy được sự khủng bố của một kiếm này, nàng ta lập tức thay đổi ý đồ, thân hình chợt lóe, lui về phía sau trăm trượng, tránh thoát một kiếm này của Dương Diệp. Chu bay về trong tay Dương Diệp lạnh lùng nhìn nữ tử. Hay là chúng ta đơn đấu một trận trước nhé? Nữ tử đang định lên tiếng, đúng lúc này, nàng ta giống như cảm ứng được gì đó, nhìn về phía bên phải. Rất nhanh nàng ta thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Dương Diệp. Muốn cứu ngươi những người đó thì đi theo ta. Nói xong, nàng ta bỏ đi. Dương Diệp lại nhìn lướt qua bốn phía, sau đó đi theo. Mạt pháp chi địa. Dương Diệp hắn nhớ kỹ. Dương Diệp đi theo nữ tử tới trung tâm dãy núi, bụng của tòa núi này bị vét rỗng, giống như một tòa cung điện, chỉ là không xa hoa mà phải nói là có chút đơn sơ. Đây cũng là điều bình thường, mọi người ở mạt pháp chi địa này đều là người đỉnh phong của thế giới này. Đối với cái gọi là vinh hoa phú quý, bọn họ tuyệt không để ý, ở trong mắt bọn họ, sống sót và đại đạo mới là quan trọng nhất. Trong sơn động có một thềm đá rất dài,
sau thềm đá là một chiếc ghế dựa màu vàng. Lúc này bên cạnh ghế dựa có một nam tử trung niên đang đứng. Chính là Kinh Tiên Sinh đó. Kinh Tiên Sinh quan sát Dương Diệp, sau đó cười nói. Không tồi không tồi, đã đạt tới mệnh cảnh, rất giỏi. Ừ, đừng tò mò vì sao ta có thể nhìn thấu cảnh giới của ngươi, tuy song vực của ngươi đã triệt để che giấu khí tức của ngươi. Nhưng ngươi không lừa được phiến thiên địa này đâu. À đúng rồi, có một việc rất quan trọng ngươi chắc không quên chứ. Dương Diệp nhìn Kinh Tiên Sinh. Bằng hữu của ta đâu? Kinh Tiên Sinh cười nói. Yên tâm, bọn họ hiện tại đều còn sống. Dương Diệp nói. Thả bọn họ ra. Kinh Tiên Sinh lắc đầu. Cái này chỉ sợ không được, không có bọn họ, Dương Diệp ngươi sao có thể nghe lời chúng ta? Dương Diệp nhìn Kinh Tiên Sinh, không nói gì. Kinh Tiên Sinh đi xuống thềm đá, sau đó nói. Ngươi chắc cũng đã nhìn thấy nơi này. Nơi này là chỗ cư trú cuối cùng của những người như chúng ta, không có nơi này, chúng ta sẽ dễ dàng bị thiên mệnh cảm ứng được, mà thiên mệnh thì ngươi cũng thấy đấy. Chúng ta ở trước mặt nàng ta căn bản không đáng là gì. Lúc trước ngươi và hai nàng kia hủy diệt thủy nguyên địa, mà mạt pháp chi địa này chính là thành lập trên căn nguyên của thủy nguyên địa. Hiện tại thủy nguyên địa bị hủy, nơi này cũng sắp lập tức thoát phá, mà chúng ta rất nhanh sẽ bại lộ dưới mí mắt thiên mệnh. Ngươi cảm thấy chúng ta nên làm gì? 269.307 Dương Diệp lạnh lùng nói, thế thì sao? Các ngươi không phải rất lợi hại à? Đánh với nàng ta đi. Giết nàng ta đi. Kinh Tiên Sinh nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó cười nói. Xem ra ngươi rất khó nói chuyện. Nếu là như vậy, những bằng hữu của ngươi sẽ phải chịu khổ rồi. Ngươi có thân nhân bằng hữu không? Dương Diệp đột nhiên hỏi. Kinh Tiên Sinh cười nói. Đã không có nữa rồi, ta đi cho tới bây giờ cũng không dễ dàng gì. Về phần những này thân nhân năm đó, cũng đều biến mất từ lâu rồi. Cho nên ngươi không uy hiếp được ta đâu. Đương nhiên ngươi cũng không có thực lực uy hiếp ta. Dương Diệp cười khẽ. Nói đi, ta phải làm gì? Kinh Tiên Sinh hơi gật đầu. Rất thức thời, việc ngươi phải làm rất đơn giản, lợi dụng linh tổ chữa trị địa phương này, lực lượng của chúng ta chung quy cũng hữu hạn, không thể thật sự chữa trị thế giới này, nhưng linh tổ thì có thể. Người của thế giới mạt pháp chi địa cuối cùng vẫn không dám cướp Tiểu Bạch, cũng không phải e ngại Dương Diệp mà là sợ Tiểu Bạch gọi vạn giới chi linh ra tương trợ. Đương nhiên bọn họ cũng không sợ vạn giới chi linh, dù sao nơi này cũng có một đám cường giả đỉnh phong của thế giới. Bọn họ là sợ nữ tử váy trắng và nữ tử váy đen khác nhau, nữ tử váy trắng không phải ai cũng giết như nữ tử váy đen, ngược lại nàng ta rất nhiều lúc là đứng ở phe tốt hơn. Nếu để nàng ta chọn giữa mạt pháp chi địa và Tiểu Bạch, khẳng định sẽ lựa chọn Tiểu Bạch. Nàng ta không phải tuyệt đối sẽ xuất hiện, nhưng bọn họ vẫn không dám đánh cuộc. Bởi vì vạn nhất nếu nàng xuất hiện, khi đó, mọi người sẽ xong đời. Dương Diệp trầm mặc một lát, sau đó nói. Nếu không chữa trị được thì sao? Kinh Tiên Sinh mỉm cười. Đến lúc đó ngươi sẽ biết thôi. Dương Diệp gật đầu, sau đó xoay người ra khỏi sơn động. Ngoài sơn động, Dương Diệp chậm rãi bay lên trời. Ở bên dưới, phía sau Kinh Tiên Sinh xuất hiện hai người, chính là thần cư chủ nhân cùng với Thủy Vô Biên. Khẳng định sẽ dở trò. Thần cư chủ nhân đột nhiên nói. Khóe miệng Kinh Tiên Sinh nhếch lên. Ta biết. Thủy Vô Biên lạnh lùng nói. Để chúng ta xem hắn định dở trò gì. Không có Kỳ Bỉ Thiên và Thiên Tú, loại mặt hàng như Dương Diệp hắn có đến 100 thì chúng ta cũng chẳng ngại gì. Kinh Tiên Sinh lắc đầu cười. Vĩnh viễn đừng coi thường kẻ địch, lúc trước nếu chúng ta coi thường Thiên Tú và Kỳ Bỉ Thiên, e là chúng ta đều phải chết ở Thủy Nguyên Địa rồi. Thủy Vô Biên nhìn Dương Diệp trên không trung, cười nói. Nếu chúng ta thật sự coi thường hắn, ta cũng muốn xem hắn còn được ai giúp đỡ. Trừ Kỳ Bỉ Thiên và Thiên Tú cùng với Hoàng Đế ra, toàn bộ cường giả đỉnh phong của vũ trụ không gian ba chiều cơ bản đều ở chỗ chúng ta, về phần chủ của các giới như ám chủ cùng với hư vô chi chủ bọn họ hoàn toàn không có lý do gì để đứng ở bên phe hắn cả. Kinh Tiên Sinh cười nói. Vậy chúng ta cứ mở to mắt mà xem. Dứt lời. Ba người ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp trên không trung. Trên không trung, Dương Diệp gọi Tiểu Bạch ra, Tiểu Bạch nhẹ nhàng cọ vào má Dương Diệp, sau đó nàng ta nhìn lướt qua bốn phía, cuối cùng, nàng ta lại nhìn về phía Dương Diệp. Hai mắt Dương Diệp chậm rãi nhắm lại, hắn đại đợi, đợi hồi phục. Mà lúc này,
Kinh tiên sinh ở phía dưới đột nhiên nói. Sao, không bắt đầu đi à? Dương Diệp không quan tâm đến Kinh tiên sinh, mà đúng lúc này, sắc mặt Kinh tiên sinh đột nhiên biến đổi, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp, cười lạnh. Lợi hại, không ngờ để người ta ám độ trần thương. Đáng tiếc, người rất xem nhẹ vị minh chủ kia của chúng ta rồi. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía thần cư chủ nhân ở bên cạnh. Thần cư huynh, làm phiền ngươi đi xem thử. Thần cư hơi gật đầu, đang muốn ly khai, mà đúng lúc này, không gian trước mặt thần cư đột nhiên vỡ ra, ngay sau đó một thanh kiếm đỏ rực từ trong không gian đâm ra. Thần cư biến sắc. Có điều hắn phản ứng cực nhanh, một thanh trường mâu đen xì không biết từ khi nào xuất hiện trong tay hắn, cây trường mâu này trực tiếp đâm lên thanh kiếm đó. Ầm. Theo một tiếng nổ vang lên, thần cư trực tiếp bị chấn ra mấy ngàn trượng. Kinh tiên sinh quay đầu, cách đó không xa, một lão giả mặc áo bào trắng cầm kiếm chậm rãi bước đến. Thần cư nhìn lão giả áo bào trắng hồi lâu, đột nhiên, giống như là nghĩ tới gì đó, con người hắn đột nhiên co rút lại. Nhân trung đệ ngũ kiếm, ngươi là kiếm vô địch, ngươi không ngờ vẫn còn sống. Nhân trung đệ ngũ kiếm. Ánh mắt Dương Diệp cũng chiều lên người lão giả mặc áo bào trắng đó, vị trước mắt. Này hiển nhiên chính là sư phó của Trần Huyền An. Nói thật hắn cũng không ngờ đối phương sẽ đến. Phải biết rằng, lúc trước khi bọn họ đi gặp đối phương ngay cả cửa nhà cũng không bước ra. Nhân trung đệ ngũ kiếm. Bên cạnh Kinh tiên sinh, Thủy Vô Biên có chút khó hiểu. Kinh tiên sinh nhìn chằm chằm lão giả áo bào trắng. Ở thời đại đó, người dùng kiếm vô số, nhưng trong đó có bổn vị, không ai có thể vượt qua được, bổn người này chính là thiên mệnh, nàng ta có bổn loại hình thái, mỗi một loại hình thái đều dùng kiếm. Mà ở dưới bốn người này còn có một người, chính là kiếm vô địch này, bởi vì tạo nghệ kiếm đạo của hắn cực cao, được phong làm nhân trung đệ ngũ kiếm, thời đại đó, trừ thiên mệnh ra, trên phương diện kiếm đạo, kiếm vô địch này thuộc về người mạnh nhất. Kinh tiên sinh không ngờ, kiếm vô địch này vẫn còn sống. Phải biết rằng, ở thời đại đó, vô số cường giả đều vẫn lạc, mà kiếm vô địch này cũng chưa từng xuất hiện, tất cả mọi người cho rằng lão chắc đã vẫn lạc rồi. Nhưng mà hiện tại lão còn sống, không chỉ còn sống, còn tới mạt pháp chi địa giúp Dương Diệp. Kinh tiên sinh hơi trầm ngâm, sau đó nói. Kiếm lão, Dương Diệp này đáp ứng gì với ngươi, ngươi không ngờ lại thân tự ra mặt giúp hắn. Xa xa, kiếm vô địch không nói gì, cả người lão đột nhiên biến mất tại chỗ. Bù! Một đạo kiếm quang đỏ rực lóe lên. Nhìn thấy một màn này, kinh tiên sinh biến sắc, có điều hắn phản ứng cực nhanh, hai tay đột nhiên chập lại. Ầm! Không gian trước mặt hắn vặn vẹo dồn nén lại với nhau, hình thành một vách tường không gian cực dày. Nhưng mà, theo đạo kiếm quang đó chém tới, vách tường không gian này trong nháy mắt liền bị phá mở. Bùm! Kinh tiên sinh trong nháy mắt bị chấn ra ngoài mấy ngàn trượng. Xa xa, sắc mặt kinh tiên sinh cực kỳ khó coi. Mà lúc này, một cỗ uy áp vô hình đột nhiên bao phủ kiếm vô địch. Thủy vực, Thủy Vô Biên đã xuất thủ. Vô số vô biên thủy xuất hiện ở xung quanh, những vô biên thủy này cộng với thủy vực giống như trời cao sập xuống, uy áp cường đại đó đủ để khiến một cường giả mệnh cảnh bình thường hít thở không thông. Lão giả áo bào trắng lạnh lùng nhìn Thủy Vô Biên, ngay sau đó, một thanh kiếm đỏ rực đột nhiên từ bên hông lão giả áo bào trắng chém ra. Hỏa kiếm chém ra, một cỗ sóng lửa cường đại từ trong kiếm ùa ra. Trong nháy mắt, thủy vực cường đại bắt đầu vỡ nứt từng tấc. Thủy Vô Biên biến sắc, vội vàng triệt hồi thủy vực, sau đó lui ra ngoài nghìn trượng, kéo giãn khoảng cách với lão giả áo bào trắng. Tuy đều là mệnh cảnh đỉnh phong, nhưng cũng chia mạnh yếu. Không chung, Dương Diệp nhìn kiếm vô địch, sau đó cúi đầu nhìn về phía Tiểu Bạch gật gật đầu. Ngay sau đó nàng ta há miệng, sau đó bắt đầu điên cuồng hấp thu linh khí của mạt pháp chi điện này. Một hút này khiến cho đám người kinh tiên sinh biến sắc. Cùng lúc đó vô số đạo uy áp cường đại đột nhiên ập về phía Dương Diệp. Khí tức của mỗi một đạo uy áp đều là mệnh cảnh đỉnh phong. Dương Diệp không thể đếm được rốt cuộc là có bao nhiêu đạo khí tức cường đại như vậy, nhưng hắn là có rất nhiều, hơn nữa cảm thấy sẽ càng lúc càng nhiều. Đúng lúc này, lão giả áo bào trắng xuất hiện trước mặt Dương Diệp, trong nháy mắt, một cỗ kiếm ý cường đại từ trong cơ thể lão giả áo bào trắng ùa ra. Kiếm ý đó giống như mấy vạn tòa núi lửa bùng nổ,
trong nháy mắt đã nghiền nát tất cả khí tức khác. Thần sắc Dương Diệp có chút ngưng trọng. Thực lực của sư tổ này cao tới kinh người. Tuy kiếm ý của lão già áo bào trắng nghiền nát những khí tức này, nhưng rất nhanh, từng đạo uy áp khủng bố lại xuất hiện, mà lần này, so với lúc trước còn mạnh hơn rất nhiều lần. Xa xa, Kinh Tiên Sinh trầm giọng nói. Kiếm lão, việc này không liên quan tới ngươi, ngươi hãy đi đi. Kiếm Vô Địch hừ lạnh một tiếng. Việc này, lão phu vẫn sẽ quản. Nào đến đây, các ngươi có bản sự gì thì cứ xử ra đi, lão phu nhận hết. Nghe vậy, sắc mặt Kinh Tiên Sinh trở nên âm trầm. Kiếm lão tuy là tiền bối, nhưng nơi này liên quan tới sinh tử của chúng ta, nếu kiếm lão. Lúc này, một đạo kiếm minh đột nhiên vang lên. Kiếm Vô Địch vung kiếm. Đừng nhiều lời, các ngươi muốn quần ẩu thì cùng tiến lên đi, muốn đơn đấu thì phái một người ra đây, ta cũng muốn xem, đám hậu bối các ngươi có bao nhiêu phân lượng. Để lão tử đến tiếp ngươi. Đột nhiên, một đạo thanh âm ở chân trời xa xôi vang lên, nháy mắt, một bóng đen giống như lưu tinh hạ xuống, đánh thẳng về phía Kiếm Vô Địch. Bên trong bóng đen đó, một cỗ quyền ý khủng bố không ngừng chấn động ra. Quyền ý ngập trời. Đúng lúc này, Kiếm Vô Địch giơ kiếm lên đâm. Bóng đen đó bị một kiếm này cản lại, lực lượng cường đại hai người phát ra khiến cho thiên địa rung chuyển. Lúc này chân phải Kiếm Vô Địch dậm nhẹ. Bóng đen đó trực tiếp bị một kiếm này đánh bay ra ngoài, ngay sau đó, kiếm trong tay Kiếm Vô Địch giống như một mũi tên rời cung bắn ra. Trên không trung, một cánh tay mang theo một vòi máu tươi từ không trung văng ra. Tay phải Kiếm Vô Địch vẫy một cái, thanh kiếm đỏ rực đó bay về trong tay lão. Kiếm Vô Địch lạnh lùng nhìn hư ảnh ở xa xa. Học nghệ không tinh, sư phụ ngươi chắc là cái tên cư mang đó phải không? Một thân quyền ý của hắn ngưng luyện mà không tiêu tán, mượn thiên địa chi ý để siêu thoát phạm chủ của thiên địa, mà ngươi thì học chẳng ra gì, đúng là làm hắn mất mặt. Ngươi biết sư tôn của ta. Xa xa, ảnh kinh hãi nói. Kiếm Vô Địch lạnh lùng nói. Biết sư tôn ngươi chết như thế nào không? Hư ảnh trầm giọng nói. Chết như thế nào? Kiếm Vô Địch nói. Là lão tử chẳng may đánh chết. Ngươi! Hư ảnh tức tới cả người run rẩy. Nhưng mà Kiếm Vô Địch lại không thèm quan tâm tới hắn, mà nhìn về phía Kinh Tiên Sinh cách đó không xa. Còn ai nữa không? Kinh Tiên Sinh mỉm cười, nếu kiếm lão muốn chơi, vậy ta sẽ chơi với kiếm lão. Kiếm Vô Địch quay đầu nhìn về phía Dương Diệp. Ngươi không phải là muốn đi cứu người sao? Đi đi, nơi này để ta lo. Dương Diệp nhìn Kiếm Vô Địch. Đa tạ sư tổ. Kiếm Vô Địch phất tay. Ngươi là đệ tử của Huyền An, nhưng không phải là đồ tôn của ta. Hơn nữa hắn cũng đã đoạn si tiêu huyệt quan hệ thầy trò với ta rồi. Cho nên ngươi càng không phải là đồ tôn của ta. Dương Diệp nói. Bất kể ngươi có nhận ta là đồ tôn hay không, nói chung ta vẫn nhận ngươi là sư tổ. Nói xong, Dương Diệp ôm Tiểu Bạch xoay người biến mất. Nhưng rất nhanh, Dương Diệp lại quay về. Dương Diệp nhìn Kiếm Vô Địch. Ta sẽ quay lại. Dứt lời, Dương Diệp xoay người hóa thành một luồng kiếm quang biến mất ở chân trời chân trời. Kinh Tiên Sinh nhìn biến mất Dương Diệp vừa biến mất, xung quanh có người muốn đuổi theo Dương Diệp, nhưng mà đều bị một kiếm của Kiếm Vô Địch ngăn cản. Không ngờ hắn là đồ tôn của kiếm lão. Lúc này Kinh Tiên Sinh cười nói. Thật sự không ngờ, đúng là thế sự vô thường, kế hoạch không có biến hóa lớn. Kiếm Vô Địch lạnh lùng nói. Nói ít thôi, các ngươi có thủ đoạn gì thì xử ra đi. Kinh Tiên Sinh quay đầu nhìn về phía hư không. Hoành đại nhân, ngài thấy thế nào? Trong hư không, yên lặng một thoáng, sau đó một đạo thanh âm vang lên. Để ta chơi với kiếm huynh. Dứt lời một cái thước đen dài từ trong không trung chậm rãi rơi xuống. Nhìn thấy thanh thước dài này, Kiếm Vô Địch hơi nhíu mày. Hoành vạn cổ, không ngờ ngươi cũng còn sống. Không trung, một tiếng cười khẽ vang lên. May mắn vẫn còn sống, kiếm huynh, chúng ta chơi nhé. Kiếm Vô Địch gật đầu. Chơi thôi. Dứt lời, một đạo kiếm quang phóng lên cao. Sau khi Kiếm Vô Địch biến mất, Kinh Tiên Sinh ngẩng đầu nhìn về phương hướng lúc trước Dương Diệp biến mất. Thần Cư huynh, Phổ Biên huynh, Hư Nhạc huynh, theo ta đi một chuyến. Dứt lời, mấy người trực tiếp biến mất tại chỗ. Bên kia, mạt pháp chi địa Dương Diệp rời khỏi mạt pháp chi địa, một người áo đen thần bí xuất hiện trước mặt hắn.
Người này chính là một trong các cường giả của hội giao dịch ngầm. Người áo đen trầm giọng nói. Người của Cổ Kiếm Tông và bằng hữu của ngươi đều ở Minh Vực, linh hồn của bọn họ đã bị trấn áp. Vị đại tỷ kia của ngươi cũng ở Minh Vực, nàng ta đang cầm chân Minh Chủ cùng với một vị tử chủ, chúng ta nhanh lên. Dương Diệp gật đầu, trực tiếp lấy ra vạn giới đồ. Sau khi thực lực của hắn đạt tới trình độ nhất định mới phát hiện, vạn giới đồ này quả thật là thứ tốt, trừ loại địa phương thần bí siêu cấp như Thủy Nguyên Địa cùng với Mạt Pháp Chi Địa ra, trên cơ bản vạn giới đều tới được. Rất nhanh Dương Diệp và người áo đen đó biến mất tại chỗ. Sau nửa khắc, Dương Diệp và người áo đen xuất hiện ở Minh Vực. Vừa xuất hiện ở Minh Vực, chân trời xa xa truyền đến những tiếng nổ vang trời. Dương Diệp nhìn về phía người áo đen trầm giọng nói. Vị đại tỷ kia của ngươi đang đại chiến với đám người Minh Chủ. Dương Diệp nói, tra được bằng hữu của ta ở đâu chưa? Người áo đen hơi gật đầu. Ở trong hồn ngục của Minh Vực, đi theo ta. Dứt lời người áo đen trực tiếp biến mất. Tốc độ rất nhanh, Dương Diệp thiếu chút nữa thì không bắt kịp tốc độ của đối phương. Thực lực rất mạnh. Dương Diệp không nghĩ nhiều, thân hình run lên, vội vàng đi theo. Dương Diệp đi theo người áo đen, rất nhanh, bọn họ tới một lòng đất, sau khi xuyên qua một cung điện, bọn họ tới một địa phương cực kỳ âm trầm. Bốn phía tỏa ra tử khí cùng với âm khí nồng đậm. Hai tay Dương Diệp chậm rãi nắm chặt lại. Rất nhanh Dương Diệp và người áo đen tới một hắc điện dưới lòng đất, khi tới đó, sắc mặt Dương Diệp trong nháy mắt liền biến đổi. Trong nháy mắt, cả người hắn triệt để đỏ rực. Trong hắc điện này, có rất nhiều cây cột tỏa ra hỏa diễm hừng hực, mà lúc này Minh Nữ và Huyết Nữ để bị cột trên đó, nhục thân của họ đều đã bị hủy triệt để. Linh hồn của họ thì bị những hỏa diễm này tra tấn cho gần như là thành trong suốt hư ảo. Quanh người Dương Diệp, sát ý tỏa ra vô cùng vô tận. Sát, không thể kìm nén. Bất kể kiếm vực kiếm ý trần áp như thế nào cũng không áp chế được những sát ý này. Khóe mắt Dương Diệp, hai hàng lệ trong suốt chậm rãi trào ra. Không ai có thể thể hội được cảm giác hiện tại của hắn. Hắn chưa bao giờ tự trách và hối hận như hiện tại. Hắn hối hận, thật sự rất hối hận vì lúc trước cứ để bọn họ dính vào chuyện của hắn. Là hắn, nếu không phải hắn, đám Minh Nữ sẽ không phải khổ như hiện tại. Lần đầu tiên, hắn cảm thấy bản thân quá ích kỷ. Dương huynh, hiện tại không phải lúc tự trách. Lúc này, người áo đen đột nhiên nói. Hiện tại phải nghĩ cách cứu họ ra, dẫn họ rời khỏi nơi này. Linh hồn của bọn họ đã bị thương nặng, nhưng vẫn cứu được. Có điều nếu kéo họ xuống sẽ cực kỳ bất lợi với họ. Nghe thấy lời nói của người áo đen, hai mắt Dương Diệp chậm rãi nhắm lại, rất nhanh sát ý đã bị hắn trấn áp. Dù sao hiện tại hắn là đã là mệnh cảnh, không phải chủ cảnh lúc trước. Hắn hiện tại không dễ dàng bị sát ý ăn mòn. Dương Diệp, một thanh kiếm đột nhiên chém ra, rất nhanh những cột sắt này bị kiếm của Dương Diệp chém thành hư vô, tay phải Dương Diệp vẫy một cái, đưa đám huyết nữ vào hồng mông tháp. Tiểu Bạch vội vàng bắt đầu dùng hồng mông tử khí để chữa thương cho chúng nữ. Nhục thân tuy bị hủy, nhưng thể linh hồn vẫn nguyên vẹn. Tuy điều này khiến cho việc tu hành sau này của đám huyết nữ sẽ xuất hiện rất nhiều tệ đoan, nhưng vẫn tốt hơn là thần hồn câu diệt. Người áo đen lại nói. Đệ tử của Cổ Kiếm Tông thì ở một tầng khác. Nói xong, người áo đen dẫn Dương Diệp biến mất. Chỉ chốc lát sau, hai người tới một gian đại điện khác, trong đại điện này giam giữ các đệ tử của Cổ Kiếm Tông, những đệ tử này thì không bị hủy nhục thân. Đối với Minh Chủ mà nói, hắn chỉ cần linh hồn của cường giả. Dương Diệp và người áo đen đang muốn phải rời khỏi đây thì đúng lúc này Dương Diệp và người áo đen đồng thời nhìn về phía dưới, ở dưới đại điện có cái gì đó đang rung động. Người áo đen vừa định lên tiếng thì lúc này Dương Diệp đột nhiên giơ kiếm chém xuống. Toàn bộ lòng đất của đại điện trực tiếp vỡ ra. Rất nhanh trượng mấy chục trượng, Dương Diệp và người áo đen thấy một nam tử trung niên bị xích sắt đen xỉ quấn quanh người. Tóc nam tử trung niên rất dài, so với thân thể hắn còn dài hơn, đã quét cả xuống đất. Mà quanh người nam tử trung niên còn có từng đạo linh hồn quấn quanh, những thể linh hồn này giống như đang cắn nuốt nam tử trung niên. Người áo đen nhìn Dương Diệp xoay người rời đi. Giúp ta! Lúc này, nam tử trung niên thần bí ở phía dưới đột nhiên mở miệng. Dương Diệp dừng bước. Lý do? Nam tử trung niên trầm mặc một lát, sau đó nói.
Ngươi hiện tại có lẽ cần một đả thủ, ta đánh rất giỏi. Giỏi thế nào? Dương Diệp hỏi. Nam tử trung niên ngẩng đầu. Thả ta ra chẳng phải sẽ biết ngay sao? Dương Diệp hơi gật đầu, ngay sau đó, kiếm trong tay hắn đột nhiên chém ra. Mà đúng lúc này, những thể linh hồn chung quanh nam tử trung niên đột nhiên lao về phía phi kiếm của Dương Diệp, từng đạo khí thể màu đen trong nháy mắt đã bao vây kiếm của Dương Diệp. Kiếm bình thường không thể phá được những xúc sinh này đâu. Nam tử trung niên đột nhiên nói. Lúc này, tay phải Dương Diệp hơi nâng lên. Ngay sau đó, vô số kiếm ý và sát ý từ trong kiếm của hắn ùa ra. Lập tức những thể linh hồn này thể tiếng kêu rên, sau đó thì vội lui ra sau. Kiếm tiến quân thần tốc, trực tiếp chén lên xích sắt quấn trên người nam tử trung niên. Xích sắt run rẩy kịch liệt, nhưng không hề bị hao tổn. Xích sắt này không yếu hơn siêu thần khí. Nam tử trung niên đột nhiên nói. Quan trọng nhất là bên trong còn có tử linh chi lực cường đại, trình độ kiên cố của nó. Lúc này Chu đột nhiên bay đến trong tay Dương Diệp. Lập tức, Dương Diệp xuất hiện trước mặt nam tử trung niên, một kiếm chém xuống. Dùng kiếm làm vực. Xích sắt trên người nam tử trung niên lập tức xuất hiện những vết rạn. Nhưng vẫn chưa bị phá. Nhìn thấy một màn này, nam tử trung niên nhíu mày, ánh mắt dừng ở trên thân kiếm trong tay Dương Diệp. Kiếm này của ngươi là Thiên Chu, không ngờ nó lại ở trong tay ngươi. Dương Diệp nhìn nam tử trung niên, người này không ngờ nhận biết lai lịch chân chính của kiếm này. Dương Diệp thu hồi suy nghĩ, đang muốn chém tiếp thì đúng lúc này Tiểu Bạch xuất hiện trước mặt hắn. Linh Tổ! Nam tử trung niên kinh ngạc nói. Tiểu Bạch nhìn nam tử trung niên, sau đó nàng ta bay đến trước mặt nam tử trung niên, nhìn xích sắt này, Tiểu Bạch chớp chớp mắt, sau đó giơ tay tóm lấy, rất nhanh. Trong ánh mắt của ba người, xích sắt quấn trên người nam tử trung niên không ngờ tự động thả lỏng. Cứ như vậy Tiểu Bạch kéo xích sắt vào Hồng Mông Tháp. Dương Diệp. Nam tử trung niên đã được tự do. Không có trói buộc, nam tử trung niên giơ tay lên chém ra sau, mái tóc dài của hắn lập tức đứt đi 2/3. Hai mắt nam tử trung niên chậm rãi nhắm lại, rất nhanh, tử khí và âm khí từ trên người hắn tỏa ra, còn kèm theo một số khí khác. Có điều Dương Diệp không nhận ra. Tử Linh Tu. Lúc này, người áo đen bên cạnh Dương Diệp đột nhiên nói. Nam tử trung niên mở mắt, hắn nhìn người áo đen. Các hạ không ngờ biết Tử Linh Tu. Người áo đen hơi gật đầu. Chỉ thấy trong sách cổ thôi, không ngờ các hạ là một vị Tử Linh Tu. Nam tử trung niên lạnh lùng nói. Hiện tại trên đời này, Tử Linh Tu e là chỉ có 3 người. Minh chủ và tử chủ. Người áo đen nói. Nam tử trung niên cười lạnh. Hai tên tạp chủng này là tất nhiên rồi, có điều không sao, rất nhanh thôi trên đời này sẽ chỉ còn lại một mình ta. Các hạ là. Người áo đen đột nhiên hỏi. Nam tử trung niên lạnh lùng nói. Thái hồn thiên đương nhiên trước kia còn có một ngoại hiệu, hồn kiền sâu. Người áo đen hơi gật đầu, sau đó quay đầu nhìn về phía Dương Diệp nói. Lời gì lúc trước của các hạ vẫn còn ý nghĩa chứ? Thái hồn thiên nhìn Dương Diệp. Tất nhiên rồi. Nói xong ánh mắt hắn dừng ở trên thân. Kiếm trong tay Dương Diệp. Kiếm này là. Ngẫu nhiên đoạt được, Dương Diệp nói. Thái hồn thiên nhìn Dương Diệp, không nói gì nữa. Dương Diệp xoay người chém ra một kiếm. Một kiếm này nháy mắt đã chém toàn bộ đại điện thành Hơ Lai nửa. Mà ở vị trí trung thổ của Minh Vực. Một hồi đại chiến kinh thế vẫn đang tiếp tục. Thiên nữ lấy một địch hai. Trong hư không vô tận đó, thiên nữ độc chi kiến hai gã cường giả mệnh cảnh đỉnh phong, mà hai người này chính là minh chủ cùng với tử chủ. Đều là cường giả đến từ thời đại xa xưa. Áp chế. Tuy là lấy một địch hai nhưng thiên nữ vẫn áp chế hai người. Toàn bộ hư không đã bị ba người đánh nát vô số lần. Sau khi ba người Dương Diệp đi ra, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía thiên nữ. Muốn xuất thủ, mà đúng lúc này mấy đạo khí tức cường đại đột nhiên xuất hiện trước mặt ba người bọn họ không xa. Rất nhanh, mấy người xuất hiện trước mặt bọn họ. Cầm đầu chính là Kinh Tiên Sinh. Kinh Tiên Sinh nhìn Dương Diệp, mỉm cười. Không ngờ chúng ta lại gặp nhau nhanh vậy. Nói xong, ánh mắt hắn dừng trên người Thái Hồn Thiên bên cạnh Dương Diệp. Không ngờ trong khoảng thời gian ngắn ngươi đã có thêm một bang thủ, rất không tồi. Thái Hồn Thiên nhìn đó Kinh Tiên Sinh. Sau đó nhìn về phía Dương Diệp. Cần ta xuất thủ không?
Dương Diệp gật đầu. Tay không à? Thái Hồn Thiên cười ha ha, ngay sau đó, cả người hắn run lên, bay thẳng về phía Kinh Tiên Sinh. Hai mắt Kinh Tiên Sinh híp lại, đánh ra một quyền. Một quyền này đánh ra, không gian trước mặt hắn trực tiếp vặn vẹo thành một vòng xoáy quỷ dị, mà vòng xoáy này trực tiếp cắn nuốt Thái Hồn Thiên vào trong. Khóe miệng Kinh Tiên Sinh nhếch lên, nhưng rất nhanh, hắn biến sắc. Trong ánh mắt của mọi người, một đạo bóng đen trực tiếp đánh lên người Kinh Tiên Sinh. Bùm! Theo một tiếng nổ vang lên, một màn quỷ dị xuất hiện, nhục thân của Kinh Tiên Sinh trực tiếp bay ra ngoài, nhưng linh hồn của hắn lại không bay theo cùng. Một bàn tay đã tóm lấy yết hầu của Kinh Tiên Sinh. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người có mặt đều chấn kinh. Khủng bố vậy à? Ngay cả bản thân Kinh Tiên Sinh lúc này cũng hoảng sợ. Ngươi! Thái Hồn Thiên quay đầu nhìn Dương Diệp. Giết chứ? Dương Diệp gật đầu. Thái Hồn Thiên nhếch miệng cười, sau đó quay đầu há miệng ra hút một cái, linh hồn của Kinh Tiên Sinh trực tiếp bị Thái Hồn Thiên hút vào trong. Một cỗ khí tức khủng bố từ trong cơ thể Thái Hồn Thiên ùa ra. Thái Hồn Thiên tham lam hít hít. Linh hồn của cường giả mệnh cảnh đỉnh phong đúng là vật đại bổ. Nói xong, hắn nhìn về phía đám người thần cư chủ nhân. Thần cư chủ nhân quay đầu nhìn về phía Thủy Vô Biên ở bên cạnh. Thông chi cho mạt pháp chi địa. Thủy Vô Biên hơi gật đầu, sau đó trực tiếp bóp nát một tấm phù lục. Gọi người à. Thái Hồn Thiên nhếch miệng cười. Tốt lắm, ha ha. Dương Diệp lạnh lùng nói. Mấy người bọn họ sẽ giao cho các hạ xử lý, không thành vấn đề chứ. Thái Hồn Thiên nhìn Dương Diệp. Ta sẽ thay ngươi ngăn cản bọn họ, ân tình ta nợ ngươi sẽ kết thúc. Dương Diệp hơi gật đầu. Không thành vấn đề. Thái Hồn Thiên chỉ về phía hai người đang đại chiến với thiên nữ. Hai người đó các ngươi đừng giết, giữ lại cho ta. Ta muốn đích thân đến giết chết bọn họ. Dương Diệp quay đầu nhìn Minh Chủ và Tử Chủ, sau đó nói. Minh Chủ đó ta phải tự tay giết. Thái Hồn Thiên nhìn Dương Diệp. Ngươi là đang có kè mặc cả với ta à? Dương Diệp lạnh lùng nói. Các hạ cảm thấy sao? Thái Hồn Thiên nhếch miệng cười. Có tin ta đứng một bên xem kịch không? Dương Diệp nhìn Thái Hồn Thiên, khóe miệng lộ ra vẻ châm chọc. Cường giả thượng cổ gì mà nhỏ nhen thế? Hai mắt Thái Hồn Thiên híp lại. Ngươi muốn chết à? Dương Diệp đi tới trước mặt Thái Hồn Thiên. Ngươi dù sao cũng là một cường giả thượng cổ, là một người có thân phận, cứ như vậy coi lời nói của mình là đánh giám à? Thái Hồn Thiên nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói. Ngươi có gan đấy. Nói xong, hắn xoay người bước về phía đám người thần cư chủ nhân. Lão tử Thái Hồn Thiên đã nói là giữ lời. Nhân tình này của ngươi lão tử hôm nay sẽ trả lại ngươi gấp 10 lần. Máu phun tung tóe. Một. Dương Diệp không để ý tới đám người Thái Hồn Thiên, thân thể hắn run lên, xuất hiện trong hư không xa xa. Sau khi Dương Diệp biến mất, người áo đen quay đầu nhìn Thái Hồn Thiên cách đó không xa, sau đó cũng chậm rãi biến mất tại chỗ. Hắn còn có chuyện trọng yếu hơn phải làm. Theo sự xuất hiện của Dương Diệp, đại chiến trong hư không lập tức ngừng lại. Thiên nữ nhìn Dương Diệp, như muốn hỏi gì đó. Dương Diệp hơi gật đầu. Thần sắc thiên nữ khẽ thả lỏng. Mục đích của nàng ta chính là cầm chân hai người này, sau đó chế tạo cơ hội cho Dương Diệp, để hắn đi cứu được người rồi, vậy hiện tại mục đích của nàng ta chính là giết người. Thiên nữ nói. Dẫn họ đi đi. Dương Diệp lắc đầu. Thiên nữ nhíu mày. Nghe lời đi. Dương Diệp nhìn về phía Minh Chủ cách đó không xa. Đại tỷ, để ta làm chút gì đó đi, bằng không, cảm thấy ta sẽ nổi điên mất. Sứt lợi ích, từng đạo sát ý tự dưng ngưng hiện. Thiên nữ nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó thân hình run lên, lao về phía tử chủ. Nhìn thấy thiên nữ xuất thủ, tử chủ nhíu mày, ca hai đánh một bọn họ còn yếu thế, hiện tại là một đánh một, hắn càng chịu thiệt. Có điều lúc này hắn cũng không thể đào tẩu được, bởi vì nữ nhân trước mắt này sẽ không để hắn đi. Hai mắt tử chủ chậm rãi nhắm lại, trong nháy mắt, bên trong không gian vị trí của hắn và thiên nữ đột nhiên xuất hiện tử khí vô tận. Cách đó không xa, Dương Diệp xách kiếm lao về phía Minh Chủ. Lúc này quanh người hắn đã không có sát ý và kiếm ý của hắn đã toàn bộ hội tụ vào trong kiếm. Minh Chủ nhìn Dương Diệp, vẻ mặt dữ tợn. Sao, muốn một mình giết ta à? Đáng tiếc,
ngươi e là không đủ tư cách. Dương Diệp không nói nhiều, trực tiếp xuất hiện trước mặt Minh Chủ. Một kiếm chém xuống, dùng kiếm làm vực. Minh Chủ không né tránh, ở trong tay hắn, xuất hiện một thanh trường đao đen nhánh, ngay sau đó, đao mang theo tử khí và oán linh vô tận chém mạnh về phía Dương Diệp. Theo một tiếng nổ vang trời, hai người trong nháy mắt tách ra, cùng lúc đó, vô số kiếm quang cùng với tử khí và oán linh bùng nổ trong không trung phía chân trời. Mà đúng lúc này, một đạo kiếm quang lóe lên. Ngay sau đó, một thanh kiếm lại từ trên điểm đầu Minh Chủ chém xuống. Minh Chủ cười dữ tợn, giơ đao lên đỡ. Ầm. Theo một tiếng nổ vang lên, cả người Minh Chủ trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Mà lúc này, Đu Uông Diệp lại lao tới. Một kiếm nối tiếp một kiếm. Bị áp chế. Tất cả mọi người không ngờ, Dương Diệp có thể áp chế Minh Chủ, phải biết rằng. Minh Chủ này dù gì cũng là một trong những cường giả mệnh cảnh đỉnh phong của thế giới này. Mà ở một bên khác, Thái Hồn Thiên đi tới trước mặt đám người thần cư chủ nhân, hắn nhìn đám người thần cư chủ nhân, sau đó lắc đầu. Mệnh cảnh của các ngươi nhiều hơi nước quá. Thần cư chủ nhân lạnh lùng nói. Các hạ và Dương Diệp hình như không phải quá thân quen. Thái Hồn Thiên lắc đầu. Không quen, lão tử nợ hắn một cái nhân tình. Trả xong nhân tình này đã rồi mới quyết định có giết hắn hay không, bộ dạng kiêu ngạo đó của hắn khiến lão tử rất khó chịu. Thần cư chủ nhân khẽ cười nói. Xem ra các hạ vẫn chưa biết tình huống trước mắt rồi. Thái Hồn Thiên lắc đầu. Không muốn biết, những người cùng thời đại với lão tử chắc đều chết gần hết rồi. Thôi, không nhiều lời nữa, các ngươi cũng nên chết đi rồi đấy. Nói xong hắn muốn xuất thủ. Mà thần cư chủ nhân thì lại lui sang một bên. Lúc này bên cạnh thần cư chủ nhân, một đạo không gian chậm rãi vỡ ra, rất nhanh, một nam tử đi ra. Nam tử nhìn bề ngoài thì khoảng hơn 30 tuổi, tóc dài áo choàng, trường bào kiểu cổ, hai mắt bị một tấm vải đen bịt lấy. Bên hông trái của nam tử đeo một thanh trường đao. Vỏ đao dài chừng 4 thước, được một sợi dây đen nhỏ như sợi tóc quấn quanh. Thanh đao này có chút đặc biệt. Phải nói là rất đơn giản, giống như một thanh đao gỗ, đen xì xì. Tay trái nam tử nắm lấy vỏ đao. Theo sự xuất hiện của người này, Thái Hồn Thiên lập tức nhíu mày, hắn quan sát nam tử vừa xuất hiện. Thú vị đấy. Nam tử hơi nghiêng đầu, một lát sau, hắn lắc đầu. Thực lực của các hạ chưa được bảy thành của thời kỳ đỉnh phong, trận chiến này không có ý nghĩa, các hạ đi đi. Thái Hồn Thiên mỉm cười. Không đến bảy thành vẫn có thể chạm sát được ngươi. Mà lúc này, nam tử đó đột nhiên bước về phía trước một bước. Đao ra khỏi vỏ một tấc. Ầm. Một cỗ đao khí vô hình giống như hồng thủy tràn đê ùa ra. Xa xa, Thái Hồn Thiên trực tiếp bị cỗ đao khí này chấn cho lui về phía sau chừng trăm trượng. Bên trong không gian trước mặt nam tử và Thái Hồn Thiên có một khe không gian hình cung, đó là do đao khí tạo ra. Lúc này, thần sắc của Thái Hồn Thiên cũng trở nên ngưng trọng. Nếu là hắn ở thời kỳ đỉnh phong, cũng không ngại gì, nhưng lúc này hắn không phải ở thời kỳ đỉnh phong. Nam tử lại bước ra một bước về phía trước, lúc này đao của hắn lại ra khỏi vỏ một tấc. Trong sân đột nhiên vang lên tiếng rít bén nhọn, ngay sau đó một luồng đao khí không hề có dấu hiệu báo trước xuất hiện trước mặt Thái Hồn Thiên. Hai mắt Thái Hồn Thiên híp lại, lúc này, trong mắt hắn đã vô cùng ngưng trọng. Không đón đỡ một đao này, thân hình Thái Hồn Thiên run lên, lui về phía sau trăm trượng, tránh thoát đao khí của một đao này. Nam tử nhìn Thái Hồn Thiên, đao trong vỏ đao lại rơi xuống. Thái Hồn Thiên nhìn nam tử hồi lâu, sau đó xoay người rời đi. Không đánh. Không có phần thắng. Sao, các hạ không thực hiện ước định à? Lúc này, người áo đen lúc trước vẫn đi theo Dương Diệp đột nhiên lại xuất hiện. Thái Hồn Thiên lạnh lùng nhìn người áo đen. Ta hiện tại trọng thương chưa lành, không thể đối kháng với người này. Về phần ước định, ta lúc trước đã giết một người cho hắn rồi. Các hạ không phải nói sẽ báo ân gấp 10 lần sao? Người áo đen lại hỏi. Thái Hồn Thiên lạnh lùng nói. Lão tử muốn làm thế nào thì làm như thế, người có vấn đề gì à? Người áo đen lắc đầu cười. Không, các hạ có thể đi rồi. Thái Hồn Thiên hừ lạnh một tiếng, đang muốn xoay người rời đi. Mà đúng lúc này, thần cư chủ nhân cách đó không xa đột nhiên nói. Xin các hạ dừng bước. Thái Hồn Thiên quay đầu nhìn về phía thần cư chủ nhân. Sao, muốn giữ ta lại à?
Thần cư chủ nhân lắc đầu. Các hạ lúc trước thực lực giảm mạnh, lại bị vô số tử khí cùng với âm khí bao phủ, tạo thành một loại trạng thái chết giả, bởi vậy có thể tránh thoát sự tồn tại của thiên mệnh, mà hiện giờ, các hạ xuất hiện, với thực lực cường đại như vậy của các hạ, rất có khả năng sẽ dẫn tới thiên mệnh. Thiên mệnh. Thái Hồn Thiên nhíu mày, một tia kiêng kỵ chợt lóe lên trong mắt. Thiên mệnh. Hắn vì sao lại rơi vào loại kết cục hiện giờ? Vì sao lại bị đồ đệ của mình tính kế? Chính là vì năm đó hắn học người khác đi lấy cứng trọi cứng với thiên mệnh, sau đó thì thiếu chút nữa mất cả mạng. Thần cư chủ nhân cười nói. Các hạ có thể không biết, thiên mệnh đó đã lại xuất hiện. Ta dám cam đoan, với thực lực cường đại của các hạ, có 6-7 thành tỷ lệ sẽ khiến thiên mệnh cảm ứng được, khi đó. Thái Hồn Thiên nhìn chằm chằm thần cư chủ nhân. Ngươi muốn nói gì? Thần cư chủ nhân cười nói. Ở thế gian này, có một mạt pháp chi địa, các hạ có thể cùng chúng ta trốn này đó, nơi đó tạm thời chưa vỡ nát, có thể thoát được sự truy tung của thiên mệnh. Chúng ta đều ở đó. Thái Hồn Thiên nhíu mày. Thần cư chủ nhân lại nói. Chúng ta đều là thiên khiển chi nhân, người bị trời phạt, chúng ta không phải là kẻ địch. Ở đó không những có thể tạm thời thoát khỏi thiên mệnh, còn có rất nhiều người cùng chung chí hướng. Các hạ cảm thấy thế nào? Thái Hồn Thiên trầm mặc một lát, sau đó nói. Vậy thì đi xem thế nào, dù sao cũng đang rảnh. Nghe vậy, khóe miệng thần cư chủ nhân nhếch lên, sau đó hắn quay đầu nhìn về phía Thủy Vô Biên ở bên cạnh. Thủy tiên sinh, làm phiền ngươi dẫn vị tiền bối này tới mạt pháp chi địa. Thủy Vô Biên gật đầu, sau đó hắn dẫn Thái Hồn Thiên biến mất. Lúc này, thần cư chủ nhân nhìn về phía người áo đen cách đó không xa, mà lúc này, người áo đen đã triệt để trở nên hư ảo. Bỏ đi. Thần cư chủ nhân quay đầu nhìn về phía nam tử bên cạnh. Tá Mạc đại nhân, ngài có xuất thủ không? Nam tử tên là Tá Mạc khẽ lắc đầu, sau đó xoay người biến mất. Thần cư chủ nhân có chút bất đắc dĩ. Loại cường giả giống như Tá Mạc và Hoành Vạn Cổ, tuy thực lực của bọn họ mạnh vô biên, nhưng đồng thời bọn họ cũng rất kiêng kỵ đối với thế giới này. Bởi vì trừ ở mạt pháp chi địa ra, ở địa phương khác, bọn họ rất dễ bị thiên mệnh cảm ứng được. Càng mạnh thì càng dễ bị cảm ứng, đặc biệt là dưới tình huống phải xuất thủ. Lúc trước, mọi người đối với thiên mệnh đều khá là nhạt nhòa, bởi vì nàng ta đã rất lâu rồi không xuất hiện. Nhưng trận đánh ở Thủy Nguyên Địa, thiên mệnh tái hiện, điều này khiến cho vô số cự đầu vạn đảm chiến. Đặc biệt là chuyện của Hoàng đế, sự vẫn lạc của Hoàng đế là không thoát khỏi liên quan tới thiên mệnh. Vừa rồi, nếu không phải tình huống khẩn cấp, Tá Mạc này căn bản cũng sẽ không đến. Hơn nữa cho dù là vậy, Tá Mạc vẫn không rút đao, không phải sợ Thái Hồn Thiên, mà là không muốn lộ ra thực lực của mình. Hiện tại thần cư chủ nhân muốn Tá Mạc này đối phó Thiên Nữ và Dương Diệp, hắn rất quyết đoán cự tuyệt ngay. Bởi vì hắn đã ở đây lâu rồi. Hắn không muốn nhìn thấy một nữ tử váy đen, hoặc là nữ tử váy trắng. Theo Tá Mạc rời đi, thần cư chủ nhân quay đầu nhìn về phía cách đó không xa. Một tiếng nổ đột nhiên vang lên, ngay sau đó trong hư không một bóng người bay ra. Chính là Minh Chủ. Mà đúng lúc này, Dương Diệp xuất hiện trước mặt Minh Chủ, trong nháy mắt, một thanh kiếm màu đỏ chém xuống. Vô số tử khí cùng với âm khí từ trong cơ thể Minh Chủ ùa ra, nhưng những cái này đều không thể ngăn cản một kiếm đó của Dương Diệp. Kiếm được song vực song ý ra trì. Vù! Kiếm phá tan tử khí và âm khí rồi chém thẳng xuống. Minh Chủ hoảng hốt, vào thời khắc mấu chốt cố gắng lách người, nhưng mà hắn vẫn chậm mấy phần. Kiếm hạ xuống, Minh Chủ trực tiếp bị một kiếm này gọt đi. Vẫn chưa hết, một luồng kiếm quang lại lóe lên. Xa xa, thân thể Minh Chủ trực tiếp trở nên cứng ngắc. Ngực hắn đã cắm một thanh kiếm màu đỏ. Phía sau Minh Chủ, tay phải Dương Diệp đề lên đầu Minh Chủ, tay trái rút kiếm ra, sau đó đặt lên cổ Minh Chủ rồi từ từ cắt. Máu tươi phun như suối. Rất nhanh, đầu Minh Chủ cứ như vậy bị Dương Diệp cắt xuống. Đầu bị Dương Diệp xách lên. Thân thể Minh Chủ máu chảy như suối. Dương Diệp ném cái đầu đó đi, sau đó. Ngẩng đầu nhìn vào hư không, mà lúc này trong hư không nơi đó, một cái miệng khổng lồ đột nhiên xuất hiện. Ngay sau đó, một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Kết thúc rồi. Cách đó không xa, thần cư chủ nhân nhìn Dương Diệp và Thiên Nữ, sau đó nói. Chúng ta đi. Dứt lời hắn xoay người cùng mấy người bên.
Cạnh khỏi biến mất khỏi minh vực, trong hư không chỉ còn lại Dương Diệp và Thiên Nữ. Thiên Nữ đi tới trước mặt Dương Diệp, sau đó trực tiếp tiến vào Hồng Mông Tháp. Dương Diệp cũng vội vàng vào theo. Trên đài phi thăng, Dương Diệp và Thiên Nữ nhìn đám Minh Nữ ở thể linh hồn, mãi lâu sau vẫn không nói gì. Lúc này Tiểu Bạch đi tới trước mặt Dương Diệp và Thiên Nữ, Tiểu Bạch vung vung tay, ra hiệu linh hồn của đám Minh Nữ không sao. Thiên Nữ nhìn về phía Dương Diệp, không nói gì. Dương Diệp hơi cúi đầu. Là lỗi của ta. Tuy hắn rất cứng đầu, cũng rất bướng bỉnh, nhưng ở trước mặt một số người, hắn lại không còn như vậy. Thiên Nữ nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói. Không ai trách người đâu, người cũng đừng tự trách nữa. Dương Diệp cười khổ. Đại tỷ ngươi khẳng định muốn đánh ta. Hai mắt Thiên Nữ chậm rãi nhắm lại. Bọn họ là tỷ muội của ta, ở trong lòng ta ngươi và bọn họ cũng không khác gì nhau. Lần này xảy ra chuyện, ngươi không đi tìm những người đó mà tới tìm ta trước, ta rất vui, ngươi không còn là tên nhóc lỗ mãng ngày xưa nữa. Nói xong, nàng ta nhìn về phía đám Minh Nữ cách đó không xa. Việc này dừng ở đây đi. Dương Diệp lắc đầu. Sao có thể dừng ở đây được? Thiên Nữ nhìn về phía Dương Diệp. Ngươi có thể làm gì nữa? Trả thù à, ta còn muốn đổ sát người của thế giới đó hơn ngươi kìa. Nhưng, ngươi và ta liệu có đủ không? Dương Diệp trầm giọng nói. Chẳng lẽ cứ như vậy bỏ qua à? Báo thù, cũng phải có thực lực, mà hiện tại ngươi không có thực lực này. Dẫn theo bọn tiểu thập đi đi, trốn đi. Không. Dương Diệp đột nhiên lắc đầu. Ta sẽ không trốn. Nói xong, hắn nhìn về phía đám Minh Nữ. Chờ ta an trí xong cho họ, ta sẽ từ từ chơi với chúng. Thiên Nữ khẽ lắc đầu. Ngươi không thể thật sự chín chắn được à? Dương Diệp nhếch miệng cười. Đại tỷ, ngươi biết không? Bọn họ rất khi dễ người ta. Khi ở thủy nguyên địa thế giới, bọn họ muốn giết ta, muốn giết A Tú, muốn giết Tiểu Kỳ, mà hiện tại bọn họ lại thiếu chút nữa thì giết bọn Minh Nữ. Vì sao? Bởi vì bọn họ cảm thấy Tiểu Kỳ và A Tú không còn. Dương Diệp ta con mẹ nó dễ bắt nạt, bọn họ muốn vò nặn ta thế nào thì vò nặn. Thiên Nữ lạnh lùng nói. Ngươi hiện tại chẳng lẽ không dễ bắt nạt à? Dương Diệp cười nói. Ta biết, nhưng, ta sẽ không trốn tránh, cùng lắm thì mọi người ngọc nát đá tan. Thiên Nữ đi tới trước mặt Dương Diệp. Ngươi hiện tại không có vốn liếng để ngọc nát đá tan với họ. Dương Diệp hơi cúi đầu. Đại tỷ, việc này ngươi đừng quản. Hai mắt Thiên Nữ chậm rãi nhắm lại. Nghe ta đi, ta còn muốn báo thù hơn ngươi, nhưng hiện tại nhiệm vụ quan trọng nhất của ngươi là sống sót, sống cho tốt, chỉ có vậy mới có thể báo thù. Còn một điểm này, vị Tiểu Kỳ và Thiên Tú kia hiện tại không có mặt, đại thì ta cũng không thể lấy một đánh mười, nếu ngươi hiện tại bị bọn họ vây, không ai có thể cứu được ngươi, ngươi hiểu chưa? Dương Diệp gật đầu. Ta biết. Thiên Nữ nói. Hiện tại còn muốn báo thù không? Dương Diệp gật đầu. Muốn. Thiên Nữ nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói. Ta muốn đánh ngươi. Dương Diệp nhếch miệng cười. Đại tỷ, ngươi cứ yên tâm, ta sẽ không ngu xuẩn đi chịu chết đâu. Ngươi trông ta có ngu vậy không, giống như ngươi nói, ta sẽ vừa sống vừa báo thù. Thiên Nữ vươn tay ra nhẹ nhàng xoa đầu Dương Diệp. Ngươi và bọn họ còn sống, mới là tốt nhất. Nói xong, nàng ta nhìn về phía đám Minh Nữ. Ăn trí tốt cho họ đi, trong khoảng thời gian này, ta không thể ra ngoài. Vì sao? Dương Diệp khó hiểu. Thiên Nữ nói khẽ. Ở hư vô giới ta từng có ước định với người ta hiện tại phải đi hoàn thành. Ngươi cũng đừng hỏi là gì, hiện tại việc ngươi phải làm là chiếu cố tốt cho bọn họ và bản thân. Nói xong, Thiên Nữ lại nhìn đám Minh Nữ, sau đó nàng ta ly khai Hồng Mông Tháp. Dương Diệp cũng ra theo. Bên ngoài. Thiên Nữ nhìn lướt qua bốn phía, ánh mắt nàng ta dần dần trở nên lạnh như băng. Địa phương này không cần phải tồn tại nữa. Dứt lời một cái miệng khổng lồ đột nhiên xuất hiện trên vùng trời minh giới. Rất nhanh toàn bộ minh giới bắt đầu bị gặm nhấm. Lúc này Thiên Nữ tóm lấy vai Dương Diệp, cả người run lên, trực tiếp biến mất khỏi minh giới. Vĩnh hằng chi giới. Thiên Nữ buông Dương Diệp ra, nàng ta nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói. Ta không cản được ngươi, nhưng ta không hy vọng nghe thấy tin tức ngươi bị người ta giết chết. Dương Diệp cười nói. Đại tỷ yên tâm, ta nhất định sẽ sống tốt. Thiên Nữ lại xoa đầu Dương Diệp.
nhất định phải sống cho tốt, ta sẽ mau chóng xong việc ở hư vô giới. Nói xong, thiên nữ xoay người biển mắt, Dương Diệp trầm mặc hồi lâu, sau đó hắn xoay người nhìn về phía cách đó không xa, nơi đó, một người áo đen lặng lẽ xuất hiện. Dương huynh tính thế nào? Người áo đen hỏi. Dương Diệp lạnh lùng nói. Tất nhiên là tính sổ với họ đến cùng. Người áo đen lắc đầu. Thứ cho ta nói thẳng, Dương huynh, chúng ta hiện tại không thể chống lại họ. Trừ phi vị uyên chủ đại nhân cùng với thiên tú cô nương xuất hiện, bằng không. Dương Diệp gật đầu. Ta hiểu, như vậy thế này đích, kế tiếp chúng ta vẫn hợp tác, các ngươi không cần đưa ra cường giả mệnh cảnh đi theo ta. Các ngươi chỉ cần cung cấp tin tức cho ta là được. Người áo đen trầm mặc. Dương Diệp cười nói. Ta muốn liều một phen, nếu đến lúc đó thật sự thắng được, yêu cầu lúc trước các ngươi đề ra ta vẫn sẽ đáp ứng. Mà các ngươi chỉ cần cung cấp tin tức cho ta là được, không cần phải mạo hiểm. Người áo đen trầm mặc hồi lâu, cuối cùng, hắn gật đầu. Được. Nói xong, hắn bấm tay búng một cái, một tảng đá đen xì xuất hiện trước mặt Dương Diệp. Người áo đen nói. Truyền âm thạch, nếu ngươi muốn biết gì cứ dùng truyền âm thạch này, chúng ta biết gì sẽ lập tức nói với ngươi, không biết cũng sẽ lập tức giúp ngươi điều tra. Dương Diệp gật đầu. Đa tạ. Người áo đen do dự một thoáng, sau đó nói. Dương huynh bảo trọng. Nói xong, thân thể hắn dần dần trở nên hư ảo, chỉ chốc lát sau đã triệt để biến mất. Dương Diệp xoay người rời đi, nhưng đi một lúc, hắn lại ngừng lại. Hắn vốn định giúp đám minh nữ tìm một nơi tốt để ẩn thân, nhưng hắn lại phát hiện, vũ trụ bao la này đối với hắn mà nói, hình như không có chỗ nào an toàn cả. Người của mạt pháp chi địa đều là hạng người tai mắt thông thiên. Hắn có thể giấu đám minh nữ ở đâu? Chỗ nào cũng không an toàn. Cuối cùng, Dương Diệp lắc đầu cười, thôi cứ để họ ở Hồng Mông Tháp đi. Ở trong đó còn có Hồng Mông Tử Khí và Tiểu Bạch, tốc độ khôi phục linh hồn của bọn họ cũng sẽ nhanh hơn. Không do dự nữa, Dương Diệp quyết định chuyện này. Dương Diệp xoay người định đi thì đúng lúc này cách đó không xa đột nhiên truyền đến tiếng kiếm minh. Rất nhanh một lão giả mặc áo bào trắng xuất hiện trước mặt hắn. Người tới chính là Kiếm Vô Địch. Kiếm Vô Địch nhìn Dương Diệp, sau đó nói. Muốn tới mạt pháp chi địa à? Dương Diệp gật đầu. Kiếm Vô Địch lạnh lùng nói. Muốn đi tìm chết à? Dương Diệp trầm mặc. Kiếm Vô Địch nói. Cút được bao xa thì cút bấy nhiêu xa đi. Nói xong xoay người hóa thành một đạo kiếm quang biến mất cuối chân trời mờ mịt. Dương Diệp nhìn về phía chân trời, toàn bộ chân trời xuất hiện những vết kiếm dài. Giống như bị xé rách ra một lỗ hổng vậy. Dương Diệp ngồi xuống. Đại tỷ bài hắn đừng báo thù, sư tổ này cũng vậy. Hắn không cảm thấy bọn họ sai, chỉ là nếu bỏ qua. Dương Diệp thủy chung có chút không cam lòng, tuy hắn quả thật không thể chống lại mạt pháp chi địa, nhưng chuyện của đệ tử Cổ Kiếm Tông, của bọn minh nữ cứ như vậy quên đi sao? Sau đó thì mình điên cuồng chạy trốn à? Trốn? Có thể trốn đi đâu được chứ? Chạy trốn tới không gian 4 chiều à, bằng không ở trong vũ trụ 3 chiều này, hắn còn có thể trốn đi đâu? Chỗ nào dung được hắn? Hay là trốn được ngày nào hay ngày nấy? Dương Diệp lắc đầu. Không, Dương Diệp không muốn trốn, đúng vậy, hiện tại hắn là không biết tự lượng sức mình, là tự tìm đường chết, nhưng dù sao cũng vẫn tốt hơn là phải sống một cách uất ức. Dương Diệp đứng lên, hắn hít sâu một hơi. Khóe miệng Dương Diệp nở nụ cười dữ tợn. Lão tử sẽ cá chết lưới rách với các ngươi. Nói xong, hắn lấy chu ra, sau đó hắn nhìn quét bốn phía. Ta biết ngươi ở ngay gần thôi, xuất hiện đi, ta muốn nói chuyện với ngươi. Bốn phía không hề có động tĩnh. Dương Diệp trầm giọng nói. Không thể nói chuyện à. Bốn phía vẫn không có động tĩnh. Dương Diệp trầm mặc một lát, xoay người bước đi, mà đúng lúc này, trước mặt hắn không xa, xuất hiện một nữ tử. Một nữ tử váy trắng. Chính là, nhất, đó. Nữ tử váy trắng ngồi xổm xuống, tay phải vỗ nhẹ mặt nước trước mặt. Ngươi muốn nói chuyện gì? Dương Diệp đi tới trước mặt nữ tử váy trắng. Ta muốn gặp Hắc Muội, à không đúng, chính là ngươi mặc váy đen đó. Gặp nàng ta làm gì? Nữ tử váy trắng lại hỏi. Dương Diệp trầm giọng nói. Ta muốn tố cáo. Tố cáo. Nữ tử váy trắng ngừng tay. Ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp. Ngươi muốn tố cáo cái gì? Dương Diệp chỉ chân trời.
nàng ta không phải chuyên đi giết cường giả mệnh cảnh à. Ta muốn tố cáo mạt pháp chi địa, nơi đó có rất nhiều cường giả mệnh cảnh, nàng ta không cảm nhận được, không sao, ta dẫn nàng ta đi. Nếu nàng ta không tiện, người có thể cho ta gặp hai người khác, ta sẽ dẫn họ đi, đám người kia chạy trốn lâu rồi, chúng ta không thể để họ nhở nhơ ngoài vòng pháp luật được. Nữ tử váy trắng nhìn Dương Diệp, không nói gì. Một lát sau, nữ tử váy trắng thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn về phía con sông cách đó không xa. Dương Diệp nhìn nữ tử váy trắng, sau đó nói. Không được sao? Nữ tử váy trắng nói. Ngươi muốn lợi dụng chúng ta, giúp ngươi trừ bỏ những người đó, đúng không? Dương Diệp cũng không giấu giếm, gật đầu. Quả thật là như vậy. Nữ tử váy trắng quay đầu nhìn về phía Dương Diệp. Ngươi có biết không, để ta khác nhìn thấy ngươi, có thể người đầu tiên phải chết chính là ngươi. Dương Diệp nói. Ta biết. Vậy ngươi? Nữ tử váy trắng có chút khó hiểu. Dương Diệp cười khổ. Đại tỷ, ta cũng bất lực thôi. Ngươi chẳng lẽ không biết sao? Bọn họ muốn cướp Tiểu Bạch, bọn họ muốn giết chết ta, muốn giết chết bằng hữu của ta, nhưng ngươi cũng thấy đấy, bọn họ người đông thế mạnh, hơn nữa đều là lão quái vật đến từ thời đại của Tiểu Kỳ. Ngươi nói cho ta biết đi, đối mặt với những người này, ta nên làm gì? Ta có cầu xin tha thứ cũng vô dụng. Nói đến đây, hắn nhìn nữ tử váy trắng. Ta không có lựa chọn khác tốt hơn, cho nên ta chỉ có thể lựa chọn đồng quy vu tận với bọn họ. Nữ tử váy trắng trầm mặc. Dương Diệp đi tới trước mặt nữ tử váy trắng. Nếu không phải là bị người ta bước tới cùng đường, ai lại nguyện ý đồng quy vu tận chứ? Nữ tử váy trắng nói khẽ. Nhưng ngươi có nghĩ tới vì sao ngươi lại rơi vào tình cảnh như vậy không? Dương Diệp gật đầu. Ta biết, nhưng chẳng lẽ là ta sai à? Nữ tử váy trắng nhìn về phía Dương Diệp nói. Năm đó khi các ngươi đổ thiên đạo, chắc là cũng không dễ dàng gì. Nữ tử váy trắng không nói gì. Dương Diệp tiếp tục nói. Thiên đạo áp bức các ngươi vì sao phải đứng lên phản kháng? Nếu lúc trước các ngươi không phải bị ép cho cùng đường, chắc hẳn các ngươi cũng sẽ không liều mạng với loại tồn tại này đâu phải không? Nữ tử váy trắng đi tới bên cạnh, ngồi lên một tảng đá cách đó không xa, sau đó lấy ra một cái lược nhẹ nhàng chải tóc. Giết những người đó, có lẽ sẽ có nhiều người hơn xuất hiện. Hơn nữa thứ cho ta nói thẳng, ân oán giữa ngươi và bọn họ rất khó nói là ai đúng ai sai. Ngươi có linh tổ, bọn họ có thực lực, ở thế giới cường giả vi tôn này bọn họ muốn cướp linh tổ của ngươi cũng là chuyện thường, mà ngươi phản kháng cũng là đương nhiên. Dương Diệp cười khổ, thế chẳng khác gì là không nói gì. Nữ tử váy trắng lại nói. Ta cũng hiểu tình cảnh và cảm thụ hiện tại của ngươi, phía thực lực cường đại sẽ rất khó nói đạo lý với phía thực lực yếu. Dương Diệp đi tới trước mặt nữ tử váy trắng. Ta cũng không quanh co lòng vòng, cũng không dở trò tâm nhãn. Lần này tìm ngài, mục đích là hy vọng đại lão có thể chỉ cho ta một con đường sáng. Khóe miệng nữ tử váy trắng hơi nhếch lên, vẽ ra một biên độ rất nhỏ. Nụ cười này khiến Dương Diệp thấy mà thất thần. Dung mạo của nữ tử váy trắng thật sự là đẹp tới mức khiến cho người ta hít thở không thông, nói thật lúc trước khi nhìn thấy nàng ta, hắn chưa bao giờ nghĩ tới thế gian lại có người đẹp tới như vậy. Nếu nữ nhân này không phải thực lực quá cường đại, e là sẽ dẫn tới tai họa không nhỏ cho thế gian này. Thực lực của nàng quá cường đại, ai có ý đồ với nàng thì chắc đều là ngại sống quá lâu. Dương Diệp rất nhanh phục hồi tinh thần, hắn thu hồi ánh mắt, trên người nữ nhân này có một loại ma lực kỳ dị, giống như có thể hút người ta, thôi nhìn ít thôi thì hơn. Bởi vì hắn phát hiện, kiếm tâm của hắn không có tác dụng quá lớn ở trước mặt nữ tử này. Kỳ thật, Dương Diệp không cần thiết phải vậy, bởi vì thích cái đẹp là bản tính của con người, mọi người thích sự vật mỹ lệ, đương nhiên không nổi ác niệm tham niệm là tốt rồi. Nữ tử váy trắng nói. Ngươi muốn một con đường sáng à? Dương Diệp gật đầu. Nếu ngươi nguyện ý chỉ điểm. Nữ tử váy trắng mỉm cười, một thanh kiếm xuất hiện trong tay nàng ta, ngay sau đó, nàng ta giơ kiếm vạch một cái. Ở trước mặt Dương Diệp không xa, xuất hiện một cánh cửa. Nhìn thấy cánh cửa này, thần sắc Dương Diệp ngưng trọng chưa từng có. Lúc trước hoàng đế chính là vì tiến vào cánh cửa này mà bỏ mình. Dương Diệp nhìn nữ tử váy trắng, nàng ta không phải mà muốn mình bước vào trong đó chứ. Nữ tử váy trắng nói. Không dám vào à? Dương Diệp trầm giọng nói. Vì sao? Nữ tử váy trắng lắc đầu.
ta không thể nói với ngươi được, đi vào rồi mà nếu có thể đi ra, còn sống sót mà ra thì ta sẽ chỉ cho ngươi một con đường sáng. Nếu không thể thì sao? Dương Diệp hỏi. Nữ tử váy trắng cười nói. Vấn đề đã rõ ràng rồi thì vì sao cứ phải hỏi nữa? Sẽ chết. Dương Diệp nhìn cánh cửa ở xa xa, trầm mặc. Nữ tử váy trắng nói. Trên đời không có thứ nào không làm mà hưởng, muốn có được cái gì thì phải trả giá, nếu ngươi không muốn trả giá, lại muốn có thì đó chính là tham lam. Người như thế, bình thường không có kết quả tốt. Dương Diệp trầm giọng nói. Ta có thể đưa ra một yêu cầu nho nhỏ không? Nữ tử váy trắng cười nói. Nói thử xem. Dương Diệp chỉ trước ngực mình. Bên trong ta có một tòa tháp, ta hy vọng sau khi ta đi vào, bất kể ta gặp phải chuyện gì, nhưng ta hy vọng ngài có thể giúp những người và sinh linh trong tháp được an toàn, được không? Nữ tử váy trắng trầm mặc. Dương Diệp cười nói. Việc ta làm không nên để họ phải gánh vác hậu quả, không phải sao? Nữ tử váy trắng lắc đầu. Không, những chuyện ngươi làm, nên để họ gánh vác hậu quả. Dương Diệp cau mày. Vì sao? Nữ tử nói. Tất cả hành vi của ngươi đều sẽ mang đến nhân quả khác nhau cho người bên cạnh. Ngươi, thứ cho ta nói thẳng, nếu ngươi hiện tại lọt vào tay những người đó, ngươi cảm thấy những người trong tháp của ngươi sẽ được đối xử tử tế à? Dương Diệp trầm mặc. Lúc này hắn cảm thấy kiếm trong tay mình nặng tới cả vạn cân. Không chỉ như vậy, hắn cảm thấy hai vai mình cũng nặng trịch. Nữ tử váy trắng giống như có thể nhìn thấu lòng người. Những cái này ngươi đều phải gánh vác, hiện tại chúng hơi nặng là chuyện dắt bình. Thường, biết vị kiểm tu mà ngươi nói vì sao lại manh như vậy không? Hiện tại nếu ngươi nguyện ý buông bỏ tất cả, kiểm của ngươi không có các loại trói buộc của nhân quả, kiếm của ngươi cũng có thể cường đại như vậy. Có được thì có mắt, vị kiểm tu kia buông bỏ tất cả. Cho nên kiểm của hắn mới cường đại như vậy, ngươi hiện tại lựa chọn buông bỏ, chặt đứt tất cả, kiểm của ngươi, sẽ không kém hơn hắn. Dương Diệp trầm mặc hồi lâu, sau đó cười nói. Vậy thì ta còn là ta à? Nói xong, hắn xoay người bước về phía cánh cửa đó. Nữ tử váy trắng nhìn Dương Diệp, không nói gì. Cứ như vậy, Dương Diệp đi tới trước cánh cửa đó, khi đang muốn vào thì hắn đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn về phía nữ tử váy trắng. Đại lão, ngươi không phải là cố ý muốn giết ta chứ? Nói không trột dạ thì là giả. Hoàng đế mạnh như vậy, đi vào rồi sau khi ra một mảnh cho cũng chẳng còn. Nữ tử váy trắng mỉm cười. Ngươi có thể lựa chọn không vào mà. Dương Diệp hít sâu một hơi, sau đó xoay người bước trong cánh cửa đó. Phía sau cửa là một mảng tối đen. Hai mắt Dương Diệp chậm rãi nhắm lại, đi về phía trước, đi không biết bao lâu, đột nhiên. Hắn cảm thấy có chút chói mắt, từ từ mở mắt ra, ở trước mặt hắn là một căn nhà đá. Trong nhà đá một mỹ phụ đang ngồi, còn có một tiểu cô nương. Nhìn thấy này hai người, hốc mắt Dương Diệp trở nên ươn ướt. Hai người này chính là mẫu thân và muội muội của hắn. Trước bàn gỗ, tiểu cô nương cầm một cây bút đã cũ nát, đang viết, nàng ta đột nhiên ngẩng đầu nhìn mỹ phụ đang may vá quần áo ở đối diện. Mẹ! Ca thật sự là đệ tử ngoại môn của kiếm tông à? Mỹ phụ mỉm cười. Đúng vậy, sao con cũng muốn tới kiếm tông à? Tiểu cô nương vội vàng gật đầu. Con muốn đi theo ca ca. Mỹ phụ cười nói. Chờ lớn thêm một chút thì có thể đi. Tiểu cô nương bĩu môi, sau đó cúi đầu tiếp tục viết thư. Sau nửa canh giờ, tiểu cô nương đã ngủ. Bên giường, Mỹ phụ nhẹ nhàng xoa đầu tiểu cô nương, sau đó nói khẽ. Cha của đứa nhỏ à, người nói người muốn đi làm một chuyện có liên quan tới tính mạng của Diệp Nhi. Mười mấy năm rồi mà vì sao một chút tin tức cũng không có thế. Lúc này, tiểu cô nương đá chăn ra. Mỹ phụ đắp lại chăn cho tiểu cô nương, lại nói. Diệp Nhi trưởng thành rồi, hiểu chuyện rồi, cũng rất có trách nhiệm. Nhưng tính tình của nó quá quật cường, ngang như cua vậy, ta rất lo nếu sau khi ta mất, nó sẽ càng cứng đầu hơn. Nói đến đây. Nàng ta khựng lại một chút, sau đó lại nói. Ta sợ cha con các ngươi sau này gặp lại, Diệp Nhi sẽ bất mãn với ngươi, với tính cách của Diệp Nhi. Sau một thoáng, Mỹ Phụ đứng dậy đi ra cửa, nàng ta ngẩng đầu nhìn về phương hướng kiếm tông. Diệp Nhi. Trong bóng tối, Dương Diệp cứ như vậy nhìn Mỹ Phụ kia, không ngừng rơi lệ. Dần dần, cảnh tượng trước mặt Dương Diệp biến mất. Rất nhanh,
lại một cảnh tượng xuất hiện trước mặt Dương Diệp. Đây là bên trong một căn nhà trúc. Trong nhà trống rỗng, trên vách tường, có bức họa của một nữ tử. Trước bức họa một nam tử trung niên đang đứng. Nam tử trung niên mặc hoa bào, tóc dài xõa trên vai, hai tay chắp sau lưng, nhìn vào bức họa, trong mắt nam tử là vẻ nhu tình và nhớ thương vô tận. Không biết qua bao lâu, ngoài cửa vang lên một thanh âm. Viện trưởng, nói đi. Nam tử trung niên nói. Thanh âm đó nói. Xin lỗi, thủ hạ đi đến chậm, phu nhân nàng ta. Hai tay nam tử trung niên siết chặt. Nói đi. Thanh âm đó dừng một chút, sau đó nói. Phu nhân đã vẫn lạc rồi. Nghe vậy, thân thể nam tử trung niên lập tức trở nên cứng ngắc. Dần dần, khóe mắt nam tử trung niên hai hàng lệ trong suốt chậm rãi trào ra. Sau một lúc lâu, thanh âm đó nói. Có cần dẫn huynh muội thiếu chủ về không? Nam tử trung niên lắc đầu. Không cần. Thuộc hạ không hiểu. Thanh âm đó nói. Nam tử trung niên nói. Hiện tại tàn nhẫn một chút với hắn, sau này năng lực sống sót của hắn sẽ mạnh hơn. Thanh âm đó trầm mặc một lát, sau đó lại nói. Có cần tiêu diệt Bách Hoa Cung đó không? Nam tử trung niên lắc đầu. Thù của mẹ tất nhiên phải do con báo. Nói xong, nam tử trung niên đi tới trước bức họa, hắn nhẹ nhàng vuốt ve bức họa đó. Ngọc Nhi, ta sẽ không để nàng chờ lâu đâu, chờ Diệp Nhi trưởng thành rồi ta sẽ theo nàng. Dứt lời, nam tử trung niên xoay người ra khỏi nhà trúc. Ngay sau đó, một đạo cầu vồng phóng lên cao, cắm thẳng vào trong hư không, cùng lúc đó, một đạo thanh âm vang vọng khắp hư không vô tận. Tiêu Giao Tử, đến đánh một trận với lão tử nào. Ngoài cửa, nữ tử váy trăng ngôi xếp băng trên tảng đá, trong tay nàng ta là Thanh Vãng Sinh. Nữ tử váy trắng cầm kiếm nhẹ nhàng lướt qua mặt nước, mắt bình tĩnh như nước. Không có một chút gợn sóng nào. Lúc này một người đeo giỏ trúc xuất hiện bên cạnh nữ tử. Lão giả đeo giỏ trúc nhìn nội môn, sau đó nói, có quá gấp hay không? Nữ tử váy trắng mỉm cười. Không, chúng ta cũng không còn bao nhiêu thời gian nữa. Lão giả đeo giỏ trúc trầm mặc, nữ tử váy trắng nói. Hy vọng hắn sẽ không khiến ta thất vọng, bằng không. Ta thật sự không có lựa chọn khác. Lão giả đeo giỏ trúc nói khẽ. Nếu hắn thật sự khiến ngươi hài lòng. Nữ tử váy trắng cười nói. Vậy thì tốt quá. Lão giả đeo giỏ trúc thấp giọng thở dài, không nói gì. Mà trong cánh cửa, Dương Diệp chậm rãi đi về xa xa, ánh mắt hắn có chút đờ đẫn, đi không biết bao lâu, hắn ngừng lại. Ở trước mặt hắn, lại xuất hiện một cảnh tượng. Là Tử Nhi. Bên trong một mảng núi rừng, một bóng tím chợt lướt qua bên cạnh hắn, rất nhanh. Bóng tím đó quay về bên cạnh hắn, là một tiểu gia hỏa cả người đều màu tím. Tiểu gia hỏa đó nhìn Dương Diệp mấy giây, sau đó thân hình run lên, trực tiếp chui vào trong hồng mông tháp của Dương Diệp. Thấy một màn này, Dương Diệp mỉm cười. Ngay sau đó, là An Nam Tĩnh, là Tiểu Bạch, là chúng nữ U Minh. Ở đây, hắn nhìn thấy cuộc đời của mình trước kia. Rất hoài niệm tất cả. Lúc này, nữ tử váy trắng xuất hiện ở bên cạnh Dương Diệp. Dương Diệp quay đầu nhìn về phía nữ tử váy trắng, nữ tử váy trắng nói. Đây là rìa của không gian vũ trụ bốn chiều. Là sao? Dương Diệp hỏi. Nữ tử váy trắng cười nói. Ý tứ là, ở đây, có thể quá khứ, thậm chí có thể thay đổi tương lai. Hai mắt Dương Diệp híp lại, nữ tử váy trắng lại nói. Nếu ngươi nguyện ý, ngươi có thể thay đổi cái chết của mẫu thân ngươi. Cũng có thể thay đổi cái chết của phụ thân ngươi. Ở đây ngươi có thể nghịch chuyển quá khứ và nghịch chuyển tương lai. Dương Diệp lắc đầu cười. Đây là một khảo nghiệm à? Nữ tử váy trắng cười nói. Coi là vậy đi. Dương Diệp nói. Ta đã biết là khảo nghiệm, vậy khảo nghiệm đó còn có ý nghĩa nữa. Nữ tử váy trắng nói. Ngươi cứ thử xem đã. Dương Diệp nhìn nữ tử váy trắng, không nói gì. Nữ tử váy trắng cười không nói gì. Qua hồi lâu, Dương Diệp lắc đầu. Ta phải quay lại. Nữ tử váy trắng quay đầu nhìn về phía Dương Diệp nói. Ta có thể quay lại không? Nữ tử váy trắng chỉ về xa xa. Ngươi tiếp tục đi về phía trước thì có thể nhìn thấy tương lai của ngươi, thậm chí tương lai của vũ trụ ba chiều. Khi đó, ngươi có thể làm được rất nhiều chuyện, ví dụ như, làm sao để đối phó với người của mạt pháp chi địa.
hoặc là biết chuyện sau này của mình để chuẩn bị tâm lý. Dương Diệp nói, ngươi muốn ta tiếp tục đi à? Nữ tử váy trắng cười nói, đi thêm vài bước về phía trước, ngươi có thể nhìn thấy tiếp theo ngươi sẽ có kết cục gì, chẳng lẽ không không tốt à? Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía xa xa, xa xa xuất hiện một màn này chính là chuyện đã xảy ra hiện tại giữa hắn và nữ tử váy trắng, trong một màn đó chỉ chậm hơn nửa nhịp so với nơi này. Nếu hắn đi thêm một bước về phía trước sẽ nhìn thấy chuyện xảy ra tiếp theo với mình. Tương lai. Dương Diệp lắc đầu. Tuy ta cũng có chút tò mò, nhưng ta biết, nếu ta đi về phía trước thêm một bước, ta khẳng định sẽ chết. Trong mắt nữ tử váy trắng có một tia thất vọng. Lúc này, Dương Diệp lại nói. Hơn nữa, biết tương lai cũng không có gì tốt. Nữ tử váy trắng nhìn về phía Dương Diệp cười nói. Ta cảm thấy, ý nghĩa của nhân sinh ở không biết gì về tương lai, nếu ta biết chuyện sau này, vậy hiện tại ta tồn tại còn ý nghĩa gì? Hắn không thích loại cảm giác đó, loại cảm giác mọi chuyện đều đã được định trước. Bởi vì nếu hắn biết chuyện tương lai, hắn sẽ bởi vì những chuyện này mà vi phạm lựa chọn của suy nghĩa bản thân hiện tại. Đây là chuyện tốt sao? Không. Theo Dương Diệp, đây không phải là chuyện tốt, bởi vì lúc đó, hắn đã không còn là chính hắn. Cái này giống như, nếu hắn hiện tại nghịch chuyển tương lai, vậy mình trước kia sẽ ra sao? Mình giết hắn à, có một số việc, quá khứ đã quá khứ, so với hoài niệm quá khứ, chẳng thà bảo vệ tốt những người hiện tại bên cạnh mình. Nữ tử váy trắng nhìn Dương Diệp, không nói gì. Dương Diệp cười khổ, nói. Đương nhiên, trực giác nói cho ta biết, nếu ta tiếp tục đi, khẳng định sẽ có chuyện không tốt phát sinh, đây là suy nghĩ thật sự của ta. Nữ tử váy trắng nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nàng ta vươn tay ra. Ngay sau đó, chu bên hông Dương Diệp trực tiếp bay đến tay nàng ta, ngón tay nàng ta vuốt nhẹ qua thân kiếm. Chu rung lên kịch liệt. Ong! Một đạo kiếm minh vang vọng trong không gian bốn chiều vô tận này, rất nhanh, trong ánh mắt của Dương Diệp, mũi kiếm của Thanh Chu xuất hiện. Chu có mũi kiếm. Nữ tử váy trắng nói khẽ. Thiên Chu, nó có mũi kiếm mới có thể được xưng là Thiên Chu. Nói xong nàng ta đưa thanh kiếm cho Dương Diệp. Dương Diệp tiếp nhận kiếm, sau đó nói. Vì sao, là bởi vì ta không đi tiếp à? Nữ tử váy trắng mỉm cười. Không phải. Vậy thì là. Dương Diệp khó hiểu. Nữ tử váy trắng cười nói. Quá khứ, hiện tại, tương lai. Ngươi không lựa chọn quá khứ, bởi vì ngươi biết đó đã là quá khứ, ngươi không lựa chọn tương lai, bởi vậy, tương lai đối với ngươi mà nói, là không biết. Nếu là không biết, đó chính là biến số, nhân sinh của ngươi không được định trước, tương lai tất cả đều là biển số. Nói một cách đơn giản ngươi vẫn là ngươi. Dương Diệp lắc đầu. Vẫn không hiểu lắm. Nữ tử váy trắng nói. Mệnh cảnh, cảnh giới này là ta đặt tên, nói đến đây, nàng ta lắc đầu. Ngươi hiện tại không cần biết, chờ tới lúc rồi, ngươi sẽ hiểu tất cả. Dương Diệp nói. Một câu hỏi cuối cùng. Hoàng đế vì sao lại chết? Nữ tử váy trắng mỉm cười. Hắn lựa chọn xem tương lai, sau đó bị một tồn tại tương lai nào đó giết chết. Một tồn tại tương lai nào đó. Dương Diệp nhìn nữ tử váy trắng. Không phải ngươi à? Nữ tử váy trắng cười nói. Nếu ta muốn giết hắn, không cần phải dở những trò này. Tuy hắn rất lợi hại, nhưng hắn không đỡ nổi mấy kiếm của ta ca. Dương Diệp. Đi thôi chứ. Nữ tử váy trắng hỏi. Dương Diệp nói. Còn có một câu hỏi nữa, sư tôn của ta, chính là Trần Huyền An. Nữ tử váy trắng nói khẽ. Ta cũng có một chút ấn tượng với người đó, hắn hình như lựa chọn quá khứ, đáng tiếc, lại không quý trọng, thứ đã mất đi rồi chung quy vẫn là đã từng. Ta niệm hắn có tình, cho nên lúc trước xuất thủ cứu một chút, đáng tiếc, không hoàn toàn cứu được. Nói đến đây, tay phải nàng ta vẫy một cái. Bản kinh thư trong hồng mông tháp của Dương Diệp xuất hiện trong tay nàng ta. Nhớ kỹ, đại đạo ngũ thập, thiếu diễn tứ thập cửu, nhân độn kỳ nhất, kỳ thật mỗi người đều là nhất kia. Chỉ có điều có thể trở thành nhất hay không thì phải xem vào bản thân mình. Dứt lời, tay phải nàng ta vung lên, cùng Dương Diệp trực tiếp biến mất. Bờ sông, Dương Diệp và nữ tử váy trắng sóng vai mà đi, nữ tử váy trắng nói. Ta nói với người về mấy ta khác nhé. Người mặc váy màu đen ngươi đã gặp rồi. Tính cách của nàng ta rất nóng nảy, không thích nói chuyện,
thanh kiếm trong tay nàng ta tên là Thái U. Một thanh kiếm rất lợi hại, nếu ngươi gặp phải nàng ta, phải cẩn thận một chút, với thực lực hiện tại của ngươi tốt nhất đừng đụng phải nàng ta. Hai ta còn lại, nói về chủ nhân của thanh thiên chu trong tay ngươi đi. Nói đến đây, nàng ta đột nhiên lắc đầu cười. Hình như cũng không có gì để nói, bởi vì nếu ngươi gặp phải bọn họ, kết cục e là cũng không tốt hơn là bao. Dương Diệp. Nữ tử váy trắng dừng chân, nàng ta lật tay phải, một thanh kiếm xuất hiện trong tay nàng ta. Chính là thanh vãng sinh. Nữ tử váy trắng đưa kiếm cho Dương Diệp. Kiếm này có vãng sinh chi lực, phàm là người bị nó đánh trúng linh hồn trong nháy mắt sẽ tiêu tán trong thiên địa, không chỉ là người. Bất kỳ linh nào bị nó đụng phải đều sẽ tiêu tán trong thiên địa, đương nhiên, cũng không phải là tuyệt đối, có một số tồn tại, vẫn rất lợi hại, ví dụ như, kỳ bỉ thiên năm đó, nàng ta đã chặn được vãng sinh chi lực của kiếm này. Dương Diệp nhìn nữ tử. Ngươi cho ta à? Nữ tử váy trắng gật đầu. Cho ngươi. Dương Diệp nghĩ nghĩ, sau đó nói. Ta có mặt mũi nào mà nhận? Tuy nói như thế, nhưng động tác của hắn không chậm. Vội vàng tiếp nhận kiếm. Mẹ nó, có đầu ngốc mới không cần. Sau khi nhận kiếm, Dương Diệp do dự một thoáng, sau đó nói. Ta sẽ giết người. Nữ tử váy trắng cười không nói gì. Dương Diệp nhìn nữ tử váy trắng. Người đối với ta hình như hơi quá tốt, ta có chút không thích ứng. Nữ tử váy trắng chớp chớp mắt. Thế à? Thần sắc Dương Diệp có chút cổ quái, hắn luôn cảm thấy nữ nhân này có âm mưu. Vừa giảng giải cho mình, lại tặng kiếm cho mình, chẳng lẽ là coi trọng mình? Sao, ngươi không cần à? Nữ tử váy trắng lại hỏi. Dương Diệp vội vàng lắc đầu. Cần, đương nhiên là cần. Nữ tử váy trắng mỉm cười. Vậy đi đi, ta cũng nên đi rồi. Dương Diệp nhìn nữ tử váy trắng, sau đó xoay người rời đi, đi được một đoạn, hắn đột nhiên dừng lại, sau đó nói. Bất kể như thế nào cũng đa tạ. Nói xong, Dương Diệp trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang biến mất ở cuối chân trời. Sau khi Dương Diệp rời khỏi, lão giả đeo giỏ trúc xuất hiện phía sau nữ tử váy trắng. Trong mắt lão giả đeo giỏ trúc có chút phức tạp. Người thiện lương nhất lại lựa chọn một tên gia hỏa có sát ý đỉnh phong. Nữ tử váy trắng nói khẽ. Biết sao được, thời gian rảnh của ta không nhiều, mà người của thế giới này lại dày vò như vậy. Lão giả đeo giỏ trúc trầm giọng nói. Người đó, nữ tử váy trắng hơi gật đầu. Lão giả đeo giỏ trúc thấp giọng thở dài. Cũng được, không thể sinh ra trong hòa bình, vậy thì bắt đầu đi trong hủy diệt đi. Tên gia hỏa đó cái khác thì không biết, nhưng gây họa giết người thì hắn làm rất tốt. Xa xa cuối chân trời, Dương Diệp ngự kiếm bay đi. Bên hông hắn đeo một thanh kiếm, sau lưng hắn thì dắt một thanh kiếm. Một thanh thiên chu, một thanh vãng sinh. Rất nhanh. Dương Diệp đi tới mạt pháp giới. Chỉ chốc lát hắn đã tới truyền tống trận đi thông tới mạt pháp chi địa. Khóe miệng Dương Diệp lộ ra vẻ dữ tợn. Các cháu, ông tới đưa các người đi vãng sinh đây. Thù tất nhiên là phải báo. Đặc biệt mỗi lần nhìn thấy bộ dạng hiện tại của đám minh nữ, Dương Diệp có cảm giác như đau thấu tim. Giống như người đi theo hắn đều không có. Kết quả tốt. Thiên nữ mùa ốn hắn tạm thời từ bỏ báo thù. Kém vô địch cũng vậy, bởi vì bọn họ biết, bắn hiện tại căn bản không thể trồng lại người của mạt pháp chỉ địa. Thiên nữ và kiếm vô địch tất nhiên không sai, hắn hiện tại quả thật không phải đối thủ của mạt pháp chỉ địa. Nhưng, hắn vẫn phải đền. Không phải tự tìm đường chết, mà là để đòi lại công đạo cho đám người minh nữ. Về, phần vấn đề có đánh lại hay không, không sao, đánh trước đã rồi tính. Rất nhanh, Dương Diệp tiền vào mạt pháp chỉ địa. Vừa tiến vào mạt pháp chi địa, thần cư chủ nhân đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Nhìn thấy Dương Diệp, thần cư chủ nhân nhíu mày, trong mắt có vẻ đề phòng. Dương Diệp dám lẻ loi một mình đi tới mạt pháp chi địa, khẳng định có chút không bình thường. Thần cư chủ nhân đang định lên tiếng, đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên xuất hiện trước mặt thần cư chủ nhân, ngay sau đó một thanh kiếm đâm thẳng vào thần cư chủ nhân. Thiên Chu lúc này không phải là Thiên Chu lúc trước. Sự cường đại của thanh kiếm này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Dương Diệp. Một kiếm này đâm ra, trừ lực lượng của kiếm đạo bản thân hắn ra, bản thân kiếm còn có một loại lực lượng thần bí. Thiên Chu, kiếm này từng chu thiên đạo.
Vãng sinh kiếm đối với vạn vật vạn linh thiên địa có sức thương tổn cực lớn, vãng sinh chi lực của nó có thể khiến linh hồn của vạn vật vạn linh tiêu tán, mà thiên chu này thì có sức thương tổn cực lớn đối với thiên địa. Kiếm đâm ra, toàn bộ duy độ không gian của mạt pháp chi địa trực tiếp rung chuyển kịch liệt, mà không gian trong phạm vi ngàn dặm xung quanh Dương Diệp thì trong nháy mắt trở nên hư vô. Nếu người dùng kiếm mạnh hơn một chút, một kiếm này có thể trực tiếp hủy diệt toàn bộ căn nguyên của mạt pháp chi địa. Một kiếm này xử ra, toàn bộ mạt pháp chi địa sẽ vì đó mà chấn động. Kinh hãi nhất vẫn là thần cư chủ nhân, kiếm này của Dương Diệp hắn tất nhiên đã gặp rồi, nhưng mà lực lượng kiếm lúc này phát huy ra căn bản không phải giống như lúc trước. Thần cư chủ nhân phản ứng cũng cực nhanh, vào chớp mắt kiếm trong tay Dương Diệp đâm ra, trường mâu trong tay thần cư chủ nhân cũng đâm ra cùng lúc. Nếu là đối mặt với kiếm vô địch, hắn có lẽ sẽ tạm lánh mũi nhọn, nhưng đối mặt với Dương Diệp, hắn hoàn toàn không có loại suy nghĩ này. Cứ như vậy, kiếm mâu dùng phương thức trực tiếp nhất để đấu với nhau. Theo một tiếng cắt vang lên, chủ nhân thần cư chủ nhân đột nhiên kịch biến, bởi vì trường mâu trong tay hắn trực tiếp bị kiếm của Dương Diệp cắt ra. Thần cư chủ nhân quyết đoán bỏ qua trường mâu, lui ra sau mấy trăm trượng. Nhưng tay phải cầm mâu của hắn lại đã xuất hiện vô số vết rạn, máu tươi không ngừng tràn ra. Thần cư chủ nhân nhìn tay mình, sau đó nhìn về phía kiếm trong tay Dương Diệp, lúc này thần sắc của hắn ngưng trọng chưa từng có. Hắn tất nhiên có thể cảm giác được, tuy Dương Diệp là mệnh cảnh, nhưng vẫn có chênh lệch rất lớn với hắn, mà lực lượng của một kiếm vừa rồi, chỗ khủng bố chân chính là lực lượng kiếm kia phát ra, chứ không phải lực lượng kiếm đạo của Dương Diệp. Lúc này, Dương Diệp cũng phát hiện tính đặc thù của kiếm. Hắn nhìn lướt qua bốn phía, đang muốn vung kiếm thì đúng lúc này một cỗ uy áp cường đại trực tiếp bao phủ lấy hắn, rất nhanh, vô số đạo uy áp của thần thức từ bốn phương tám hướng nghiền ép tới. Những người còn lại của mạt pháp chi địa đã xuất thủ. Lúc này, Dương Diệp không xuất kiếm, mà là xoay người lợi dụng vạn giới đồ trực tiếp thoát khỏi mạt pháp chi địa. Tuy vạn giới đồ không thể từ bên ngoài tiến vào mạt pháp chi địa, nhưng lại có thể từ bên trong thoát ra ngoài. Theo Dương Diệp đột nhiên biến mất, toàn bộ người của mạt pháp chi địa đều ngây ra. Thế này là sao? Một đạo thanh âm vang lên phía chân trời. Đuổi theo. Thần cư chủ nhân trầm giọng nói. Vạn cổ đại nhân, kiếm của người này. Thiên Chu. Trên không trung, Hoành Vạn Cổ nói. Kiếm này chính là bội kiếm của một trong các thiên mệnh, không ngờ rơi vào trong tay người này. Người này phải trừ. Thần cư, người dẫn theo bọn họ ra ngoài tru sát người này. Thần cư nhíu mày, tru sát Dương Diệp. Nói thật, trước đó, hắn không sợ, nhưng hiện tại, tên điên Dương Diệp đó có kiếm kia, vậy thì không dễ giết rồi, không chỉ không dễ giết, thậm chí có khả năng bị giết lại. Thanh Thiên Chu này không phải là siêu thần khí có thể ngăn cản. Sợ à? Lúc này, Hoành Vạn Cổ đột nhiên nói. Thần cư chủ nhân lắc đầu. Thứ cho ta nói thẳng. Chúng ta hiện tại e là đã không giết được người này. Một phen giao thủ vừa rồi, hắn biết Dương Diệp hiện tại đã không còn là Dương Diệp lúc trước. Không chỉ như vậy, ở bên ngoài, còn có kiếm vô địch cùng với thiên nữ thần bí kia. Ở mạt pháp chi địa, bọn họ tất nhiên không sợ những người này, nhưng ra ngoài thì chính là địa bàn của bọn họ. Mà những đại lão trong mạt pháp chi địa bởi vì do thiên mệnh cho nên không dám tùy tiện ra ngoài. Nói một cách đơn giản. Mạt pháp chi địa hiện tại có chút rất uất nghẹn. Người có thực lực chảm sát Dương Diệp, lại kiêng kỵ thiên mệnh, không dám tùy tiện ra ngoài, mà người có thể ra ngoài, lại không nhất định có thể giết được Dương Diệp. Đúng lúc này, dị biến phát sinh. Một cỗ hấp lực thần bí đột nhiên xuất hiện ở mạt pháp chi địa, theo cỗ hấp lực này xuất hiện, toàn bộ linh khí của mạt pháp chi địa bắt đầu sói mòn điên cuồng. Linh tổ. Thần cư chủ nhân biển sắc, không cần phải nói. Đây khẳng định là Dương Diệp và Linh Tô giớ trò quỷ. Rất nhanh, thần cư chủ nhân và một số cường giả mệnh cảnh đỉnh phong của mạt pháp chỉ địa rời khỏi mạt pháp chỉ địa. Mạt pháp giới. Lúc này, Dương Diệp dẫn theo Tiểu Bạch đứng ở cửa vào truyền tổng đờ thông tới mạt pháp chỉ địa, mà Tiểu Bạch thì đang điên cuồng hút linh khí. Lúc này, Dương Diệp hơi biển sắc, hắn vội vàng ôm Tiểu Bạch né ra sau trăm trượng. Rất nhanh. Đám người thần cư chủ nhân xuất hiện trước mặt hắn. Tổng cộng có 7 người. Trong đó có mấy khuôn mặt quen thuộc, thần cư chủ nhân, Thủy Vô Biên, còn có Thương Hoa cùng với Hư Nhạc, người lúc trước ở Thủy Nguyên Địa đối chiến với hắn và Kỳ Bi Thiên, Thiên Tú cơ bản đều đã tới.
khóc miệng Dương Diệp nhếch lên, thật coi trọng mình quá. Dương Diệp bảo Tiểu Bạch tiến vào Hồng Mông Tháp, hắn cầm chậm rãi bước về phía đám người thần cư chủ nhân. Nhìn thấy một màn này, đám người thần cư chủ nhân ngược lại thần sắc trở nên ngưng trọng, đề phòng nhìn bốn phía. Theo bọn họ, nếu Dương Diệp không có giúp đỡ, tuyệt đối sẽ không dám kiêu ngạo như vậy. Đúng lúc này, một đạo kiếm minh đột nhiên vang vọng, ngay sau đó một đạo kiếm quang bắn về phía đám người thần cư chủ nhân. Nhìn thấy Dương Diệp vọt tới, đám người thần cư chủ nhân khóe miệng lộ ra vẻ châm chọc. Nếu không có ai khác giúp đỡ, Dương Diệp làm như vậy, không nghi ngờ gì nữa chính là không biết tự lượng sức mình. Thần cư chủ nhân đột nhiên mở miệng. Đồng loạt ra tay, đừng cho hắn bất kỳ cơ hội nào. Dứt lời, bảy đạo uy áp khủng bố thổi quét mà tới, bảy đạo uy áp này trong nháy mắt đã bức cho Dương Diệp đứng yên tại chỗ, không chỉ như vậy, uy áp cường đại lại trực tiếp chấn cho Dương Diệp bay ra mấy vạn trượng. Cho dù là Dương Diệp sử dụng song vực song ý cũng không thể chống đỡ được. Đây cũng là chuyện bình thường, cho dù mạnh như Thiên Tú Hoàng Đế, cũng không có thực lực lấy một địch bảy, huống chi là Dương Diệp vừa bước vào mệnh cảnh. Xa xa, Dương Diệp lau máu tươi ở khóe miệng, hắn nhìn Thiên Chu trong tay, nếu không phải có kiếm này, hắn vừa rồi e là đã toi mạng rồi. Có điều cũng may, hắn hiện tại đã có hiểu biết rõ ràng về thực lực của mình và thực lực của đối phương. Đánh không lại. Dương Diệp xoay người bỏ chạy. Nhìn thấy Dương Diệp chạy, đám người thần cư chủ nhân đầu tiên là ngẩn ra, rất nhanh bọn họ vội vàng đuổi theo Dương Diệp. Đấu đơn có lẽ không giết được Dương Diệp, nhưng quần ẩu thì không thành vấn đề. Cứ như vậy, Dương Diệp một đường điên cuồng chạy trốn, mà đám người thần cư chủ nhân thì đuổi theo, chỉ chốc lát sau Dương Diệp đã tới Vĩnh Hằng Quốc Độ. Mà đám người thần cư chủ nhân cũng đuổi tới Vĩnh Hằng Quốc Độ. Sau khi đám người Dương Diệp tới Vĩnh Hằng Quốc Độ, thần sắc của các thế lực của Vĩnh Hằng Quốc Độ lập tức trở nên vô cùng khó coi. Nếu Dương Diệp và đám người thần cư chủ nhân đại chiến ở Vĩnh Hằng Quốc Độ, vậy thì đối với Vĩnh Hằng Quốc Độ mà nói, không nghi ngờ gì nữa là một tai họa rất lớn. Lúc này, vô số thế lực của Vĩnh Hằng Quốc Độ hận không thể xé xác Dương Diệp. Tên điên này đi đâu không đi, lại cố tình đến Vĩnh Hằng Quốc Độ. Không cần phải nói. Hắn tuyệt đối là cố ý. Đám người thần cư chủ nhân hiển nhiên cũng biết mục đích của Dương Diệp, có điều lúc này bọn họ không quan tâm nhiều, bọn họ chỉ muốn giết chết Dương Diệp. Sau khi Dương Diệp chạy trốn tới trung giới thì ngừng lại, ở vùng trời trung giới, Dương Diệp xoay người nhìn về phía đám người thần cư đang đuổi theo hắn. Thần cư nhìn chằm chằm Dương Diệp. Ngươi lại giở trò xiếc gì thế? Dương Diệp nhếch miệng cười. Còn nhớ hoàng đế chết như thế nào chứ? Hai mắt thần cư chủ nhân híp lại. Ngươi có ý gì? Có ý gì à? Dương Diệp cười ha ha. Thần cư, hoàng đế sở dĩ chết là vì hắn thiếu chút nữa đã hủy toàn bộ Vĩnh Hằng chi giới, đồng thời muốn hủy diệt Vĩnh Hằng quốc độ này. Ừ, đợi lát nữa chúng ta đánh nhau rồi, các ngươi cũng đừng lưu thủ nhé, cứ đánh thoải mái, đánh nát thế giới này cũng không sao. Ừ, khẳng định là không có vấn đề gì, ha ha. Nghe vậy. Thần sắc đám người thần cư chủ nhân lập tức biến thành cực kỳ khó coi. Mà đúng lúc này, Dương Diệp đã cầm kiếm xông về phía đám người thần cư chủ nhân. Đánh! Nhìn thấy Dương Diệp xông tới, đám người thần cư chủ nhân lập tức xuất thủ. Phải nói là chưa xuất thủ mà bằng vào uy áp đã trực tiếp đẩy lui Dương Diệp. Mà khi bọn họ xuất thủ, lực lượng cường đại ùa ra, Dương Diệp thì không sao mà thiên địa lại rung chuyển kịch liệt. Toàn bộ thiên địa căn bản không chịu nổi lực lượng của đám người thần cư chủ nhân. Ở mạt pháp chi địa, địa phương đó có lực lượng của những lão quái vật kia gia trì, không gian vô cùng ổn định. Hơn nữa, nơi đó có thể che lấp thiên cơ, thiên mệnh không cảm thụ được, nhưng ở đây thì chẳng có cái gì. Bảy người đồng loạt ra tay, lực lượng đó dữ dội cỡ nào. Hơn nữa trong tay Dương Diệp lại cầm Thiên Chu. Dưới loại tình huống này, thiên địa này căn bản không chịu nổi. Mà khi nhìn thấy thiên địa bắt đầu trở nên hư ảo, đám người thần cư có chút hoảng hốt. Vạn nhất thiên mệnh đó xuất hiện thì sao? Thần cư sắc mặt khó coi nhìn Dương Diệp đang xông tới. Ngươi vô sỉ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 181.